thánh mạch phủ trước đó đông đảo vĩnh hằng cảnh cường giả thu liễm tự thân khí tức điệu thấp không thôi hoàn toàn không có tại chỗ hắn ngạo nghễ tại thánh mạch phủ những này vĩnh hằng cảnh cường giả liền tựa như phàm nhân bình thường bình thường không thôi nếu như nói tại địa phương khác còn có thể nhìn thấy vĩnh hằng cảnh phía dưới những cường giả kia thế nhưng là ở chỗ này đập vào mắt chỗ tất cả đều là vĩnh hằng cảnh lúc đầu mỗi vị vĩnh hằng cảnh cường giả đều có mang hộ vệ tiến vào tư cách nhưng cũng không có vị nào vĩnh hằng cảnh mang theo hộ vệ mặc dù bốn phía lui tới đều là chứng đạo cảnh vĩnh hằng cảnh cường giả khả nhiêu là như vậy hay là để trương trần nội tâm giật mình cái này thánh tộc thánh mạch thực lực quả nhiên là cần vạn phần cẩn thận đi đối đãi kỳ sâm cùng mặt phục liếc nhau đối với trương trần khẽ gật đầu sau vãng thánh mạch phủ bên trong bước đi đi vào môn hộ trước đó thủ vệ tại môn hộ hai bên hai vị cự nhân tộc vĩnh hằng cảnh cường giả vươn tay cánh tay đối với kỳ sâm cùng mặt phục trầm giọng nói hai vị đạo hữu còn xin đưa ra thư mời Kỳ Sâm cùng mặt phục cười cười, vẫy tay, một khối tỏa ra nồng đậm tia sáng thánh khiết lệnh bài xuất hiện trong tay bọn hắn. Cự nhân tộc cường giả cảm giác một chút lệnh bài sau, thu về bàn tay, đối với Kỳ Sâm cùng mặt phục cung kính ra hiệu. Nguyên lai là Lạc Thần tộc mặt phục đạo hữu cùng Chiến Thần tộc Kỳ Sâm đạo hữu. Hai vị đạo hữu, còn xin tiến vào yến hội. Kỳ Sâm cùng mặt phục thu hồi lệnh bài, đối với Trương Trần vẫy vẫy tay. Trương Trần thấy thế, cúi đầu cung thuận đi vào Kỳ Sâm trước người đứng vững. Vị này là hộ vệ của ta, hắn muốn cùng chúng ta cùng nhau tiến vào yến hội, cũng không có vấn đề đi. Kỳ sâm đối với thân cao cùng hắn không sai biệt lắm cự nhân tộc cường giả mỉm cười. Cự nhân tộc cường giả cúi đầu, cung kính lên tiếng. Tự nhiên, đạo hữu có được ba vị hộ vệ quyền hạn, mang một vị hộ vệ tiến vào yến hội, không có vấn đề. Kỳ sâm nhẹ gật đầu, cùng mặt phục cùng một chỗ, mang theo chương trần xuyên qua môn hộ, tiến nhập thánh mạch phủ. Từ đầu đến cuối, trương trần đều không có lên tiếng, tựa như một vị chân chính hộ vệ. Mới vừa tiến vào thánh mạch phủ, Trương Trần chỉ cảm thấy bốn phía huyền diệu khí tức càng dày đặc một chút. Đem so sánh với vĩnh hằng chân giới, cũng chỉ kém một phần tư nồng độ. Tại những này huyền diệu khí tức bao khỏa phía dưới, Trương Trần Hồng Mông giới diện tích bắt đầu nhanh chóng khuếch trương đứng lên. Kỳ Sâm nhìn thoáng qua sau lưng, phát hiện cự nhân tộc cường giả không có chú ý sau, đối với Trương Trần phát ra một thần hồn truyền âm. Trương Trần tiểu hữu, không cần ngụy trang, hiện tại đã không có chú ý chúng ta. Trương Trần nghe vậy, cứng ngắc nghiêm túc biểu lộ khôi phục tự nhiên, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Thánh Mạch Phủ đã thành công tiến vào, sau đó chính là đi tìm tới Thánh Thiên. Ánh mắt nhìn về phía phía trước, Trương Trần nhị không được hé mắt. Nơi này cường giả, thật đúng là nhiều à. Không biết bọn hắn chư thiên vạn giới lúc nào mới có thể có được bực này rầm rộ. Đập vào mắt chỗ là một cái khổng lồ quảng trường, trên quảng trường là lít nha lít nhít cường giả thân ảnh. Những cường giả này có lớn có nhỏ, Hình thể không đồng nhất, có thể không như nhau bên ngoài, bọn hắn đều là vĩnh hằng cảnh cường giả. Thậm chí Trương Trần còn có thể cảm giác được một chút chứng đạo cảnh đỉnh phong khí tức tồn tại. Thánh mạch phủ bên trong cũng không có cái gì ăn uống cùng chỗ ngồi bày ra. Chỉ có đông đảo đến từ, từ từng cái chủng tộc vĩnh hằng cảnh cường giả lẫn nhau bắt chuyện. Tại càng xa xôi, còn có một số ẩn chứa nồng đậm không gian chi khí lôi đài, bên trong có một ít thực lực tương đương cường giả ngay tại luận bàn. Cái này khiến Trương Trần có chút minh ngộ. Yến hội này cũng không phải là ăn cơm yến hội, thật đúng là lúc trước hắn đoán như thế. Giao hữu yến hội thực lực tương đương cường giả tỷ thí với nhau, lẫn nhau không quen biết cường giả các tộc thành lập quan hệ nhân mạch. đương nhiên, quan trọng nhất là thánh thiên yến hội này cuối cùng hay là thánh tộc để dùng cho thánh thiên phát triển nhân mạch, dung nhập vĩnh hằng cảnh vòng tròn. Có thể như vậy gióng chống khua chiên khai triển yến hội, thánh tộc đối với thánh thiên hay là rất vừa ý lại hoặc là thánh thiên tại thánh tộc thánh mạch có được cái gì cường đại bối cảnh ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía kỳ sâm cùng mạt phục chương trần đang chuẩn bị mở miệng thế nhưng là đúng lúc này trong đầu một thanh âm quen thuộc vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại thánh tộc nơi trọng yếu thánh thành thánh mạch phủ phù hợp hệ thống đánh dấu giải tỏa điều kiện hiện tại đã giải khóa một lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành đánh dấu ấm áp nhắc nhở ký chủ tại thánh thành giải tỏa hai lần đánh dấu cơ hội Bây giờ lại giải tỏa một lần đánh dấu cơ hội. Ký chủ hiện tại hết thảy có thể sử dụng đánh dấu cơ hội là 3 lần. Trương Trần nghe được trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở, thần sắc một kỳ. Thứ đồ gì? Lại giải tỏa một lần đánh dấu cơ hội. Nói như vậy đứng lên, tại tòa thánh thành này hắn liền có 3 lần đánh dấu cơ hội không có sử dụng. Cũng không biết cái này đánh dấu cơ hội cấp độ là vĩnh hằng cảnh hay là vĩnh hằng cảnh phía trên. Nghĩ tới đây, Trương Trần nhịn không được có chút mong đợi. Hận không thể lập tức tìm một chỗ tiến hành đánh dấu. Cô nén loại cảm giác này, Trương Trần đối với Kỳ Sâm cùng Mạt Phục phát ra một thần hồn truyền âm. Hai vị đạo hữu, sau đó chỉ sợ còn cần các ngươi giúp ta tìm kiếm một chút thánh thiên ở nơi nào. Kỳ Sâm cùng Mạt Phục nghe vậy, khẽ lắc đầu, riêng phần mình trở về một thần hồn truyền âm. Chỗ đó, bất quá tiện tay mà thôi thôi, đây cũng là chúng ta trước đó đã nói xong. Không sai, không có gì phiền phức, bất quá Trương Trần tiểu hữu, hiện tại tình huống này ta nhìn không bằng chúng ta tách ra tìm kiếm, thời điểm tìm được lại dùng lệnh bài đưa tin thông chi. Trương Trần nghe được mạt phục đề nghị, nhẹ gật đầu. Vậy liền tạm thời tách ra đi, đến lúc đó lệnh bài đưa tin liên hệ. Nói xong, Trương Trần xoay người, chọn lựa một cường giả số lượng tương đối ít địa phương tiến đến. Thánh Thiên nghĩ đến sẽ không ở loại này ồn ào địa phương, mà lại nếu là tìm tới một cái không người nơi yên tĩnh. Còn có thể đem thánh mạch phủ đánh dấu cơ hội sử dụng, ra thánh mạch phủ, coi như không đến thánh thành hai lần đánh dấu cơ hội ở nơi nào đều có thể sử dụng thánh mạch phủ đánh dấu cơ hội cũng chỉ có thể tại thánh mạch phủ sử dụng kỳ sâm cùng mặt phục liếc nhau sau cũng riêng phần mình tuyển một cái phương hướng rời đi trương trần tại cường giả các tộc thân hình cao lớn ở trong gáy qua một bên tiến lên một bên dùng thần hồn chi lực tìm kiếm thánh thiên thân ảnh đáng tiếc chính như trương trần đoán một dạng cái này thánh mạch phủ trong đại môn trên quảng trường này cũng không có thánh thiên thân ảnh đi vào quảng trường cuối một tòa kiến trúc hùng vĩ môn hộ trước đó, Trương Trần không do dự, đi thẳng vào. Tiến vào sau cánh cửa mặt, Trương Trần phát hiện kiến trúc này bên trong là một cái thế giới độc lập. Trong thế giới này cũng có đông đảo đến từ từng cái chủng tộc cường giả, bất quá đem so sánh với trên quảng trường. Nơi này cường giả đại đa số đều là đến từ một chút chủng tộc cường đại vĩnh hằng cảnh cường giả. Cùng loại với cự nhân tộc loại này ngay cả hồng mông chủng tộc trước một nghìn tên đều không có đứng vào đi chủng tộc cường giả. Tại bên trong thế giới này, gần như không thể gặp. Trương Trần hơi tưởng tượng liền hiểu dụng ý, mặc kệ là cái gì, đều là chia làm đủ loại khác biệt, vĩnh hằng cảnh cường giả, tự nhiên cũng là như thế. Thực lực tổng hợp yếu một ít chủng tộc cường giả, mặc dù không có minh xác quy định, nhưng bọn hắn đều vô cùng tự giác tụ tập tại ồn ào cùng tương đối đơn sơ trên quảng trường. Loại này thế giới độc lập bên trong tụ tập, đều là thực lực tổng hợp chủng tộc mạnh mẽ cường giả. Thành Thiên ở trong thế giới này xác suất, so với quảng trường lớn không chỉ gấp 10 lần Thánh thiên giao hữu nghĩ đến ưu tiên kết giao đều là cường tộc cường giả hít sâu một hơi trương trần tại đông đảo vĩnh hằng cảnh cường giả ánh mắt khác thường bên trong kiếp trước giới chỗ sâu đi đến nơi này chỉ có một mình hắn là cổ đế đỉnh phong tu vi nhìn thấy hắn sẽ cảm thấy kinh ngạc rất bình thường trương trần đối với những ánh mắt này cũng không thèm để ý hắn để ý là thánh thiên đến tột cùng có ở đó hay không thế giới này lực lượng thần hồn tuôn ra bắt đầu tìm kiếm thánh thiên tung tích bỗng nhiên ngay tại đi đường trương trần thân thể trì trệ trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười thật đúng là ở chỗ này lời còn chưa dứt trương trần thân ảnh hư không tiêu thất tại nguyên chỗ sau một lát một chỗ yên tĩnh lâm viên bên trong trương trần thân ảnh chậm rãi hiển hiện ở phía trước của hắn một bóng người quanh thân quấn quanh tia sáng thánh khiết cao lớn cùng một tôn toàn thân nở rộ hào quang màu trắng bạc thần dị thân ảnh ngồi trên mặt đất cái kia bóng người quấn quanh tia sáng thánh khiết cao lớn trương trần không gì sánh được quen thuộc chính là trước đó từng có gặp mặt một lần. Thánh Thiên Trương Trần tập trung ý chí, cho kỳ sâm cùng mặt phục phát ra một tin tức sau, vãng Thánh Thiên hòa thần dị thân ảnh vị trí đi đến. Thánh Thiên chính tại cùng thần dị thân ảnh trò chuyện với nhau cái gì, trên mặt ô nhuận chi sắc. Bỗng nhiên hình như có cảm giác, đình chỉ nói chuyện với nhau, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Trần phương hướng. Tại hắn đối diện, thần dị thân ảnh cũng giống như đã nhận ra cái gì, quay đầu lộ ra một tấm cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như đúc, lại càng thêm thần dị gương mặt thần dị thân ảnh mang trên mặt từng tia từng tia vẻ tò mò cái này cổ đế đỉnh phong ra hỏa đến bọn hắn nơi này làm cái gì bất quá cái này cổ đế đỉnh phong ra hỏa nhìn không có đơn giản như vậy à cỗ này giấu ở khí tức trong người có chút nguy hiểm à thánh thiên nhìn thấy chương trần trong nháy mắt thần sắc nao nao bất quá một giây sau một vòng dáng tươi cười liền không thể ức chế hiện lên ở khuôn mặt phía trên chương trần đạo hữu ngươi xem như tới ta chờ ngươi đã đã lâu. Gặp lại lần nữa, Trương Trần đạo hữu thực lực của ngươi, vậy mà đã làm ta theo không kịp. Trong lúc vừa nói, tràn đầy cảm khái cùng tán thưởng. Thoại âm buông xuống, Trương Trần dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía Thánh Thiên, thần sắc có chút ngạc nhiên. Thánh Thiên đạo hữu một mực chờ đợi ta. Thánh Thiên đối với thần dị thân ảnh khẽ gật đầu sau, đứng dậy. Bàn chân nâng lên, đi vào Trương Trần phụ cận, cười nhạt, nói. Ta không chỉ là đang đợi Trương Trần tiểu hữu, cũng là đang đợi một cái minh hữu, hiện tại xem ra Trương Trần Tiểu Hữu chính là người minh hữu này. Trương Trần Tiểu Hữu tới đây, nghĩ đến vẫn là vì Thánh Di tộc sự tình đi. Trương Trần nghe vậy, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Hắn có thể không xa ức vạn dặm lại tới đây, Thánh Thiên đoán được hắn là tới làm cái gì, Trương Trần sớm có đoán trước. Dù sao hắn có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy đến đây, cũng không có cái gì những lý do khác. Hậu Phương, Thần Dị thân ảnh đứng dậy, mặt lộ thú vị chi sắc không nghĩ tới thánh thiên cùng gia hỏa này hay là quen biết đã lâu thánh di tộc đây là muốn nhằm vào si mạch à trương trần vẫn không trả lời thần dị thân ảnh liền xuất hiện tại thánh thiên sau lưng cười nhạt một tiếng thánh thiên ngươi không làm ta giới thiệu một chút vị bằng hữu này à thánh thiên xoay người đối với thần dị thân ảnh cười nhạt một tiếng diễn thịnh ngươi gấp cái gì ta đây không phải tại cùng trương trần đạo hữu ôn chuyện à nói thánh thiên đối với trương trần có chút ra hiệu trương trần đạo hữu gia hỏa này là diễn thịnh đến từ thiên diễn tộc tu vi chứng đạo cảnh đỉnh phong so với ta mạnh hơn rất nhiều nói xong thánh thiên đối với thần dị thân ảnh diễn thịnh thần bí lên tiếng diễn thịnh ngươi hiếu kỳ vị bằng hữu này đến từ nhân tộc tên là trương trần về phần tu vi cùng thực lực à nghĩ đến ngươi đã đã nhận ra cũng không cần ta nhiều lời trương trần nghe được thánh thiên lời nói con ngươi có chút co rụt lại cái này thần dị thân ảnh chính là thiên địa dựng dục mà thành thiên diễn tộc đi vào hồng mông lâu như vậy, đã trải qua nhiều như vậy thành trì, Trương Trần nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Diễn tộc cường giả. Mà lại tu vi của hắn, vậy mà đã đạt đến chứng đạo cảnh đỉnh phong. Thực lực thế này, hắn hiện tại cũng không phải đối thủ. Có chút lui lại một bước, Trương Trần đối với Diễn Thịnh có chút chắp tay. Nguyên lai là Thiên Diễn tộc đạo hữu, đã sớm nghe nói Thiên Diễn tộc cường giả, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đi vào mới phát hiện, Diễn Thịnh quanh thân nở rộ những cái kia hào quang màu trắng bạc cũng không chỉ là quang mang mà thôi, mà là một loại hỗn hợp thế gian tất cả sức mạnh huyền diệu. Có thể tưởng tượng, những ánh sáng này khuếch tán sẽ tạo thành kinh khủng bực nào uy năng. Diễn Thịnh hé mắt, lộ ra vẻ tò mò. Trương Trần đạo hữu chỗ nhân tộc, chẳng lẽ là cổ thần tộc vị kia trí cường giả đã từng sáng tạo ra, cái kia bị nó xưng là Hồng Mông đệ nhất chủng tộc. Nhân tộc. Trương Trần cũng không có dấu diếm, khẽ gật đầu. Ta nhân tộc đúng là vị kia cổ thần tộc cường giả sáng tạo ra nhưng có một chút sai. Ta nhân tộc chính là nhân tộc, cũng không phải là cái gì hồng mông đệ nhất chủng tộc, ta nhân tộc không cần bị những vật này định nghĩa. Diễn Thịnh nghe vậy, trên mặt thú vị chi sắc càng thêm nồng nặc. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu là nhân tộc cũng giống như Trương Trần Đạo Hữu như vậy nghịch thiên, nhân tộc được xưng là hồng mông đệ nhất chủng tộc cũng không đủ. Trương Trần Đạo Hữu thiên phú, thế nhưng là để cho ta đều có chút hâm mộ. Đối với cái này, Trương Trần nhún vai. Đáng tiếc, cũng không phải là như vậy. Thành Thiên thấy thế, lên tiếng nói. Chúng ta đi qua nói tỉ mỉ đi, diễn thịnh, lần này Trương Trần Đạo Hữu đến đây cùng nguyên mục đích là một dạng. Ta cảm thấy chúng ta có thể liên thủ, cùng đi nhằm vào si mạch. Trương Trần thần sắc cứng lại. Không có nhớ lầm, Thánh Thiên đã từng nói, hán chỗ Thánh Mạch cùng si mạch cũng không có cái gì liên hệ. Bây giờ lại đang nói liên thủ nhằm vào si mạch, chẳng lẽ là Thánh Thiên trước đó đang nói láo. Thánh Thiên đã nhận ra Trương Trần thần sắc, đối với Trương Trần thật có lỗi cười một tiếng lúc trước đối với chương trần đạo hữu thuộc về khảo nghiệm giai đoạn cũng không có cáo chi chương trần đạo hữu ta thánh mạch cùng si mạch chân chính quan hệ chuyện này còn xin chương trần tiểu hữu thứ lỗi nghe vậy chương trần trên mặt lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ khảo nghiệm à hiện tại đây là khảo nghiệm thông qua được không sao không biết thánh thiên đạo hữu cần làm sao liên thủ vừa nói ba người đi vào trong một chỗ lương đình khoanh chân ngồi xuống thánh thiên có chút trầm ngâm nhìn thoáng qua diễn thịnh cùng chương trần hậu trầm giọng nói Trương Trần Đạo Hữu đến từ hỗn độn, bị thánh di tộc quấy nhiễu, hiện tại dù là Trương Trần Đạo Hữu thực lực đã có thể giải quyết thánh di tộc. Nhưng là Trương Trần Đạo Hữu ngươi, hẳn là cũng rất lo lắng thánh di tộc phía sau si mạch đi. Nói đến đây, cũng không có các loại Trương Trần trả lời, lại đem ánh mắt nhìn về phía diễn thịnh. Còn có diễn thịnh ngươi, thiên diễn tộc cũng không cùng với mặt khác thập đại cường giả tộc là lấy không gì sánh được lỏng lẻo hình thức tồn tại. Diễn thịnh ngươi chỗ cái kia thiên diễn tộc chi nhánh một mực gặp thánh tộc si mạch quấy nhiễu, phiền phức vô cùng. Bức thiết cần ngoại lực trợ giúp giải quyết loại này khốn nhiễu, đồng thời ngoại lực này nhất định phải cường đại. Nói xong, Thánh Thiên trên khuôn mặt lộ ra một vòng tự hào biểu lộ. Mà ta Thánh Thiên, thân là thánh tộc thánh mạch trí cường giả cháu ruột, chính là các người tốt nhất mình hữu. Bởi vì ta thánh mạch cùng si mạch ở giữa tranh đấu, nên có một cái kết cục. Thoại âm buông xuống, diễn thịnh biểu lộ cũng không có biến hóa gì. Đối với Thánh Thiên lai lịch hắn cũng sớm đã rõ ràng, hôm nay tới đây tham gia yến hội, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Diễn Thịnh biết được, Trương Trần cũng không biết hiểu Thánh Thiên lai lịch bối cảnh. Trương Trần ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thánh Thiên, nhớ lại vừa mới Thánh Thiên lời đã nói ra. Thánh Thiên hắn nói hắn là thánh tộc thánh mạch trí cường giả cháu ruột. Có thể tại Hồng Mông được xưng là trí cường giả, như vậy chỉ có một khả năng, vị cường giả kia là vĩnh hằng cảnh phía trên cường giả. Thánh Thiên lại là vĩnh hằng cảnh phía trên cường giả cháu ruột. Trong lúc bỗng nhiên, Trương Trần hết thảy đều hiểu minh bạch vì cái gì thánh mạch muốn như vậy gióng chống khua chiêng mở tiệc chiêu đãi các phương cường giả chỉ vì chúc mừng thánh thiên tấn thăng vĩnh hàng cảnh minh bạch vì cái gì diễn thịnh loại này chứng đạo cảnh đỉnh phong cường giả tại thánh thiên trước mặt như gió xuân ấm áp minh bạch vì cái gì mở tiệc chiêu đãi địa phương sẽ là cái này tại toàn bộ thánh tộc đều có thể được xưng là quyền thế tối cao trung tâm một trong thánh mạch phủ vĩnh hàng cảnh phía trên trí cường giả cháu ruột cái này một nguyên nhân liền đủ để giải thích hết thảy vấn đề thánh thiên nói xong đối với Trương Trần cười thần bí. Trương Trần tiểu hữu nhưng phải vì ta bảo thủ bí mật này, ngoại giới thế nhưng là chưa từng biết được ta thân phận này. Bọn hắn chỉ coi là của ta thiên tư tuyệt thế, lúc này mới bị thánh mạch như vậy nhìn chúng. Nếu như bọn hắn biết được ta chân chính bối cảnh, chỉ sợ ta sẽ phiền phức vô cùng. Trương Trần thâm hít một hơi, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hỏi thăm lên tiếng. Thánh thiên đạo hữu vậy mà có được như vậy lai lịch, ngược lại là ta có chút mạo phạm. Đạo hữu yên tâm, ta sẽ không đối ngoại nói gì nhiều, bất quá thánh thiên đạo hữu. Nếu là ta đồ diệt thánh di tộc, ngươi sẽ ra mặt giúp ta bãi bình si mạch lửa giận à. Thánh mạch cùng si mạch cũng không phải là thủy hỏa không tranh, mà là thủy hỏa bất dung, đây đối với hắn tới nói, ngược lại là một tin tức tốt. Cứ như vậy, lần này hắn đến đây mục đích, xác suất lớn sẽ đạt thành. Thánh thiên nghe vậy, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Bãi bình si mạch lửa giận. Không không không, ta thánh mạch muốn không phải bãi bình si mạch lửa giận mà là để si mạch, đối với ta thánh mạch cúi đầu xương thần. Trương Trần Tiểu Hữu cứ việc đi làm chính là si mạch lập tức liền muốn không rảnh quan tâm chuyện khác. Ta chỉ hy vọng Trương Trần Đạo Hữu ngươi giải quyết thánh di tộc về sau có thể tiếp tục cùng ta thánh mạch hợp tác nhằm vào si mạch. Thánh mạch muốn để si mạch cúi đầu xương thần. Trương Trần nghe được câu này lúc là thật bị kinh ngạc một chút. Thánh mạch đây là muốn có đại động tác à? Câu nói này từ thánh thiên cái này thánh mạch trí cường giả cháu ruột trong miệng nói ra tất nhiên không thể giả. Nói như vậy đứng lên, si mạch là không có cái gì tinh lực đi quản chư thiên vạn giới cùng thánh di tộc sự tình. Mặc dù có si mạch vĩnh hằng cảnh cường giả nhúng tay, hẳn là cũng sẽ không vượt qua chứng đạo cảnh. Trương Trần tự tin, chỉ cần hắn đột phá vĩnh hằng cảnh, chứng đạo cảnh nội cường giả, mặc kệ là tới từ chủng tộc nào hắn đều không sợ mảy may. Thánh thiên lời nói rất ngắn, lại là để Trương Trần nội tâm một mực lơ lửng cự thạch trùng điệp rơi xuống. Không có si mạch làm phía sau chỗ dựa, hiện tại thánh di tộc trong mắt hắn, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Đối với lần yến hội này mục đích thực sự, Trương Trần không khỏi có chút hoài nghi. Có thể hay không lần yến hội này mục đích không phải để thánh thiên rắn chắc cường giả, dung nhập vĩnh hằng cảnh vòng tròn. Mà là một trận trên mặt nổi mưu đồ bí mật, để thánh tộc si mạch suy nghĩ không đến mưu đồ bí mật. Mượn nhờ yến hội, các phương cường giả đều có thể hội tụ tại thánh mạch phủ tại thánh mạch phủ kể một ít cái gì si mạch không thể nào biết được cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn chỗ lúc này diễn thịnh thần sắc khẽ động hỏi thăm lên tiếng thánh mạch đây là đồng ý trợ giúp ta chỗ chi mạch cần bỏ ra cái giá gì thánh thiên nghe vậy nhẹ gật đầu lại lắc đầu ra ra tại yến hội lúc bắt đầu liền chỉ thị ta để cho ta đồng ý cùng các ngươi kết minh về phần đại giới lời nói thì không cần ta thánh mạch ưa thích giao hữu chỉ cần đến lúc đó các ngươi cùng ta thánh mạch cùng nhau thảo phạt si mạch mặt khác bất kỳ vật gì ta thánh mạch đều không cần diễn thịnh thần sắc chấn động đây là tự nhiên ta chỗ thiên diễn tộc chi mạch hơn 300 vị tộc nhân đến lúc đó đều sẽ xuất chiến cộng đồng thảo phạt si mạch thánh thiên nghe đến đó nhịn không được lộ ra một vòng vẻ cảm khái nói đến nếu không phải là bởi vì các ngươi thiên diễn tộc số lượng thưa thớt chỗ nào lại sẽ xuất hiện loại tình huống này hơn 300 vị tộc nhân mỗi một cái đều là vĩnh hằng cảnh phía trên cường giả, đoán chừng cũng chỉ có các ngươi thiên diễn tộc có thể làm đến loại trình độ này. Diễn thịnh lắc đầu. Điểm xuất phát lại cao hơn thì sao? Trên trình thể thực lực ta thiên diễn tộc trung quy là so ra kém các ngươi thánh tộc. Lần này đa tạ các ngươi hỗ trợ, ta thiên diễn tộc hội một mực nhớ. Nói, diễn thịnh đứng dậy, đối với thánh thiên trịnh trọng chấp tay. Đối với cái này, thánh thiên không thèm để ý khoát tay áo. Chỗ đó, có thể cùng thiên diễn tộc thành lập tốt đẹp quan hệ, cũng là ta thánh mạch vinh hạnh. Trương Trần nghe được Thánh Thiên cùng Diễn Thịnh nói chuyện với nhau âm thanh, thật lâu không có lên tiếng. Diễn Thịnh chỗ Thiên Diễn tộc chi mạch có được hơn 300 vị tộc nhân, mỗi một vị tu vi thấp nhất đều là vĩnh Hàng cảnh. Đây là cái gì biến thái cơ số? Chẳng lẽ lại Thiên Diễn tộc tộc nhân sau khi trưởng thành tất nhiên sẽ thành tựu vĩnh Hàng cảnh à? Đây cũng quá qua đáng sợ à. Sau đó, Trương Trần cùng Thánh Thiên, Diễn Thịnh lại nói một chút cụ thể chi tiết. Đợi đến hết thảy chính sự nói xong đằng sau, Liên bắt đầu cùng ngồi đàm đạo. Không thể không để mà nói là Thánh Thiên không hổ là vĩnh hằng cảnh phía trên trí cường giả cháu ruột. Vừa mới đột phá vĩnh hằng cảnh, lại có thể cùng Diễn Thịnh lực lượng ngang nhau, ai cũng không kém gì ai. Cái này khiến Diễn Thịnh hơi xúc động, trí cường giả không hổ là trí cường giả, Thánh Thiên mưa dầm thấm đất, liền đã giành trước cùng cảnh giới cường giả rất rất nhiều. Cũng không lâu lắm, Kỳ Sâm cùng Mạt Phục chạy tới đỉnh viện. Lẫn nhau giới thiệu về sau, luận đạo từ ba người biến thành năm người. Đương nhiên, Trương Trần từ đầu đến cuối đều không có nói mấy câu. Thánh Thiên bọn hắn nói tới đều là vĩnh hằng cảnh đồ vật. Hắn cảnh giới hiện tại còn có chút không đủ. Mấy canh giờ sau, tại Thánh Thiên an bài xuống, Trương Trần kỳ sâm cùng mạt phục diễn thịnh ở thế giới bên trong ở lại, dùng Thánh Thiên lời nói nói đến đều tới, tự nhiên muốn lãnh hội một chút thánh mạch phong quang về sau lại đi. Một tòa độc lập trong cung điện. Trương Trần tại trong một căn phòng ngồi xếp bằng, xác nhận không có cái gì nhìn trộm đằng sau dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng. Hệ thống, sử dụng một lần đánh dấu cơ hội. Thoại âm buông xuống, thanh âm hệ thống nhắc nhở rất nhanh làm ra đáp lại. Kiểm tra đo lường đến ký chủ có được thánh thành đánh dấu cơ hội hai lần, thánh mạch phủ đánh dấu cơ hội một lần. Xin hỏi ký chủ, cần sử dụng loại nào đánh dấu cơ hội? Trương Trần không chút nghĩ ngợi, lại lần nữa mặc niệm một tiếng. Sử dụng thánh mạch phủ đánh dấu cơ hội. Kiểm tra đo lường đến ký chủ ý nguyện, ngay tại đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hỗn độn cảnh linh lực công pháp tu luyện hồng mông tạo hóa trải qua lần này đánh dấu kết thúc đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận thánh mạch phủ đánh dấu cơ hội đã sử dụng hoàn tất còn thừa lại hai lần thánh thành đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục tiến hành đánh dấu trong đầu hệ thống không tình cảm chút nào thanh âm vừa xong để lắng nghe chương trần thân thể run lên bần bật thứ đồ gì hỗn độn cảnh linh lực công pháp tu luyện Hỗn độn cảnh là cảnh giới gì, là vĩnh hằng cảnh phía trên cảnh giới à? Không có cho Trương Trần quá nhiều thời gian suy nghĩ, một cỗ huyền diệu khó giải thích bàng bạc dòng lũ tin tức trống rỗng xuất hiện tại Trương Trần trong đầu. Nguồn tin tức này dòng lũ huyền diệu trình độ siêu việt dĩ vãng hết thảy, là Trương Trần từ trước tới nay tiếp xúc huyền diệu nhất dòng lũ tin tức. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Trần vội vàng vứt bỏ tất cả suy nghĩ, bắt đầu tiếp thu cảm ngộ đứng lên. Một lúc lâu sau, Trương Trần trong đầu tất cả huyền diệu dòng lũ tin tức đều bị tiêu hóa xong tất. Chậm rãi mở hai mắt ra Trương Trần trong con mắt mang theo nồng đậm sợ hãi thán phục chi sắc. Đây chính là hỗn độn cảnh công pháp tu luyện à. So với vĩnh hằng cảnh công pháp tu luyện huyền diệu không biết bao nhiêu lần, để Trương Trần hận không thể trực tiếp bắt đầu chuyển tu công pháp. Cưỡng ép nhịn xuống chuyển tu xúc động, Trương Trần dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng. Hệ thống, hỗn độn cảnh là cảnh giới gì? Là vĩnh hằng cảnh phía trên, được xưng là trí cường giả cảnh giới à? hệ thống rất nhanh làm ra đáp lại, không tình cảm chút nào hồi đáp. Ký chủ đoán không sai, hỗn độn cảnh đúng là vĩnh hằng cảnh phía trên cảnh giới. Trong hồng mông cái gọi là trí cường giả cảnh giới, chính là cái này hỗn độn cảnh. Nghe vậy, Trương Trần nhịn không được hít sâu một hơi. Thật đúng là dạng này, nói như vậy đứng lên, Thánh Mạch Phủ đánh dấu cơ hội chính là vĩnh hằng cảnh phía trên hỗn độn cảnh tầng thứ. Đáng tiếc, nơi này chỉ giải tỏa một lần đánh dấu cơ hội, nếu là có thể giải tỏa được nhiều một chút. Không thể nói trước còn có thể đánh dấu ra hỗn độn cảnh nhục thân công pháp tu luyện cùng thần hồn công pháp tu luyện. Có chút trầm ngâm, Trương Trần hỏi thăm một tiếng. "Hệ thống, thánh thành hai lần đó đánh dấu cơ hội là vĩnh hằng cảnh cấp độ sao?" "Không sai, thánh thành đánh dấu cơ hội chính là vĩnh hằng cảnh cấp độ." Trương Trần nghe được trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở, trên mặt lộ ra một vòng quả nhiên chi sắc. Thật đúng là dạng này. Thánh mạch phủ cùng thánh thành đánh dấu cơ hội bị hệ thống cố ý tách ra nói rõ hai địa phương này giải tỏa đánh dấu cơ hội không cùng một đẳng cấp. Hiện tại sử dụng một lần thánh mạch phủ đánh dấu cơ hội, thu được hỗn độn cảnh linh lực công pháp tu luyện hồng mông tạo hóa trải qua. Còn thừa lại thánh thành hai lần vĩnh hằng cảnh cấp bậc đánh dấu cơ hội. Không biết cái này hai lần đánh dấu cơ hội có thể thu hoạch được thăm gì đến ban thưởng. Có chút tập trung ý chí, Trương Trần hai mắt nhắm lại. Muốn biết được đã hiểu rõ hoàn tất, như vậy sau đó chính là bắt đầu chuyển tu công pháp. Còn lại hai lần đánh dấu cơ hội, đợi đến chuyển tu công pháp về sau lại tiến hành đánh dấu cũng không muộn. Hắn hiện tại đã nhịn không được muốn chuyển tu Hỗn Độn Cảnh cấp độ Hồng Mông tạo hóa trải qua. Hỗn Độn Cảnh cấp bậc Hồng Mông tạo hóa trải qua, hy vọng có thể để Hồng Mông giới diện tích khuếch trương đến không cách nào khuếch trương trình độ. Đến lúc đó, liền có thể không hề cố kỵ đi đột phá vĩnh hằng cảnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trương Trần bắt đầu chủ động tán đi tự thân tu vi, muốn cải tu công pháp như vậy nhất định trình tự chính là trước tán đi trước đó công pháp tu luyện tu vi sau đó lại dùng mới công pháp tu luyện khôi phục trước kia cảnh giới nếu là đổi tu công pháp so trước kia công pháp càng mạnh tại đổi xây xong thời điểm tu vi còn có thể tiến thêm một bước tiếp theo một cái chớp mắt chương trần tu vi bắt đầu lùi lại đứng lên hùng hồn thế giới chi lực không ngừng từ thể nội trần lan mà ra cổ đế đỉnh phong luân hồi giai đoạn ngũ trọng cổ đế luân hồi giai đoạn nhất trọng cổ đế ngắn ngủi một lát Trương Trần Tu Vi liền rơi xuống đến sáng thế giai đoạn cổ đế cấp độ. Dù là như vậy, Tu Vi vẫn là không có đình chỉ cuồng rơi. Thậm chí đến phía sau, Tu Vi rơi tốc độ trở nên nhanh hơn. Sau gần nửa canh giờ, Trương Trần linh lực Tu Vi hoàn toàn biến mất, cùng phàm nhân không khác. Khác biệt duy nhất chính là Trương Trần nhục thân Tu Vi cùng thần hồn Tu Vi hay là chứng đạo cảnh lục trọng cùng cổ đế đỉnh phong cấp độ không có biến hóa. Trong đại điện, thế giới chi lực xền xẹt giống như thực chất. Nếu không phải lúc trước Trương Trần cố ý thiết trí một cái bình chướng ở trong đại điện, chỉ sợ đại điện này sớm đã bị những thế giới chi lực này no bạo. Cũng phải thua thiệt Trương Trần nhục thân tu vi còn tại, không phải vậy hiện tại không có chút nào linh lực tu vi Trương Trần tại những thế giới chi lực này trọng áp bên dưới, trong nháy mắt liền sẽ chết. Hít sâu một hơi, Trương Trần bắt đầu dựa theo hỗn độn cảnh hồng mông tạo hóa trải qua tu luyện. Chủ động tán đi tu vi muốn khôi phục, cũng không cần thời gian quá dài liền có thể khôi phục điều kiện tiên quyết là tán đi tu vi thời gian này không có khả năng quá dài một khi dài quá liền sẽ trở ngại tu vi khôi phục tốc độ theo hỗn độn cảnh hồng mông tạo hóa trải qua bắt đầu vận chuyển chương trần tu vi bắt đầu tiêu thăng đứng lên một hơi phía dưới trực tiếp tăng lên tới hiển thánh cảnh cấp độ một cái nữa hô hấp thẳng tới thánh nhân cảnh sau đó đại thánh cảnh thánh vương cảnh chuẩn đế cảnh bất quá ngắn ngủi bốn năm cái thời gian hô hấp chương trần tu vi liền trực tiếp tăng lên tới đại đế cảnh giới đạt tới đại đế cảnh giới về sau tu vi tốc độ tăng lên cũng không có giảm bớt vẫn như cũ hướng phía trước bão táp đại đế đỉnh phong dục linh giai đoạn thiên đế dục linh giai đoạn thiên đế đỉnh phong tỉnh thần giai đoạn thiên đế tỉnh thần giai đoạn thiên đế đỉnh phong thiên khải giai đoạn thiên đế một chén trà qua đi chương trần tu vi trở lại cổ đế cảnh giới đến cổ đế cảnh giới về sau tu vi tăng lên tốc độ trở nên chậm một chút thế nhưng chỉ là tương đối trở nên chậm một chút mấy hơi thở ở giữa vẫn như cũ có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới đạt tới tầng thứ mới. Rốt cục, trương trần tu vi một lần nữa về tới tán đi tu vi lúc cổ đế đỉnh phong cảnh giới. Lúc này, trương trần trong lòng sinh ra một tia kỳ vọng. Hiện tại là thời điểm nhìn xem có thể hay không để cho hồng mông giới diện tích khuếch trương đến không cách nào khuếch trương thời điểm. Đi vào thánh mạch phủ trong khoảng thời gian này thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên lấy hồng mông giới diện tích, làm cho trương trần sáng tạo hồng mông giới diện tích đã đạt đến gần 1850 cái u châu diện tích. Hồng Mông dưới cái này diện tích cũng không phải là chương trần cổ đế đỉnh phong cực hạn. Tại chương trần cảm giác bên dưới, Hồng Mông dưới diện tích còn có thể tiếp tục phát triển khuếch trương, còn có một loại tựa như có thể vô hạn khuếch trương cảm giác. Hỗn độn cảnh Hồng Mông tạo hóa trải qua không có đình chỉ vận chuyển, tiếp tục tiến lên chương trần tu vi. Lúc đầu loại này tiến lên là muốn đem chương trần tu vi trực tiếp tăng lên tới vĩnh hàng cảnh cấp độ. Thế nhưng là chương trần hiện tại cũng không muốn đột phá vĩnh hằng cảnh, khống chế loại này tiến lên tu vi, phát triển khuếch trương hồng mông giới diện tích. Trong nháy mắt, hồng mông giới diện tích bắt đầu ở nguyên bản tăng lên trên cơ sở, bắt đầu một loại có thể xưng bộc phát thức tăng lên. Nguyên bản 1850 cái u châu diện tích, trực tiếp duy nhất một lần phát triển khuếch trương mấy cái u châu diện tích. 1900 cái u châu diện tích, 1950 cái u châu diện tích, 2000 cái u châu diện tích. Bất quá mấy hơi thời gian, hồng mông giới diện tích liền trực tiếp phát triển khuếch trương đến 2000 cái u châu diện tích. Đến trình độ này, hồng mông giới diện tích hay là đang không ngừng tiêu thăng. Như vậy tăng lên kéo dài một khắc đồng hồ sau, hỗn độn cảnh hồng mông tạo hóa trải qua tiến lên tu vi hậu kình tán đi. Trương Trần mở hai mắt ra một tia tinh quang từ trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Mười nghìn cái u châu diện tích, hồng mông giới bây giờ, cuối cùng là không cách nào lại độ khuếch trường. Một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ thời gian để hồng mông giới diện tích trực tiếp tiêu thăng đến mười nghìn cái u châu diện tích. Mà tới được cái này diện tích về sau, Trương Trần có thể rõ ràng cảm giác được hồng mông giới diện tích đã tiến không không tiến. Bây giờ muốn tiếp tục phát triển khuếch trương hồng mông giới diện tích, liên cân Trương Trần tu là đột phá đạt tới một cái cảnh giới mới. Đột phá hồng mông giới hạn mức cao nhất về sau mới có thể tiếp tục khuếch trương hồng mông giới diện tích. Hít sâu một hơi, Trương Trần ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong. Hiện tại, cuối cùng là có thể yên tâm đột phá vĩnh hằng cảnh. Vĩnh hằng cảnh phong thái như thế nào, lập tức liền có thể thấy được. Vì giờ khác này, Trương Trần đã nhẫn nại quá lâu. Lúc trước Trương Trần liền có thể tùy thời đột phá vĩnh hằng cảnh, bất quá để ấn chứng nội tâm ý nghĩ, Trương Trần vẫn cố nén lấy không có đi đột phá. Hắn muốn để cho mình vượt cấp năng lực chiến đấu tăng lên một chút. Hoặc là nói, để đã từng có cường đại vượt cấp năng lực chiến đấu khôi phục một chút. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Trương Trần thu liễm hết thảy suy nghĩ. Là thời điểm đột phá. Hai mắt nhắm lại, Trương Trần vận chuyển hồng mông tạo hóa trải qua, bắt đầu trùng kích vĩnh hằng cảnh cảnh giới bình chướng. Đối với đột phá vĩnh hằng cảnh, Trương Trần 10 phần chắc chín, nhiều nhất một cái canh giờ, Trương Trần tự tin là hắn có thể đủ thực hiện đột phá. Thời gian trôi qua, Trương Trần thể nội năng lượng không ngừng khuấy động, khiến cho trong đại điện không gian vỡ vụn, thật lâu không có khả năng khép lại. Đột phá vĩnh hằng cảnh, cần để cho thế giới chi lực cùng lĩnh ngộ hết thảy lực lượng bản nguyên dung hợp, lột xác thành làm một loại lực lượng mới. Vĩnh hằng chi lực, cũng chính là có thể nhanh chóng khuếch trương thế giới diện tích huyền diệu khí tức. Loại lực lượng này, cường đại tuyệt luân, có được cường đại uy năng đồng thời, còn có thể nhanh chóng khuếch trương thế giới diện tích. Mà lại cũng không phải là nói dung hợp trở thành vĩnh hằng chi lực, những lực lượng bản nguyên kia liền không thể dùng. Muốn sử dụng loại nào lực lượng bản nguyên, có thể tùy thời từ dung hợp vĩnh hằng chi lực bên trong điều động đi ra. Đồng thời tại cái khác dung hợp lực lượng bản nguyên cùng thế giới chi lực gia trì bên dưới, điều động đi ra lực lượng bản nguyên có thể phát huy ra so viên mãn cấp độ lực lượng bản nguyên còn muốn càng cường đại hơn uy năng chương trần đột phá vĩnh hằng cảnh trước hết thầy điều kiện tiên quyết đều đạt đến hiện tại duy nhất cần làm chính là đem thế giới chi lực cùng lĩnh ngộ toàn bộ lực lượng bản nguyên tiến hành dung hợp để kỳ thật hiện thuế biến trở thành vĩnh hằng chi lực thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh trương trần trải qua không ngừng nếm thử tại lần lượt sau khi thất bại rốt cục đem thế giới chi lực dung hợp vào đao chi bản nguyên ở trong dung hợp thành công về sau, một cỗ huyền diệu khó giải thích hoàn toàn mới lực lượng thuế biến hoàn thành. Vĩnh hằng chi lực. Đương đại giới chi lực dung hợp một loại viên mãn cấp độ lực lượng bản nguyên về sau, liền sẽ thuế biến, trở thành vĩnh hằng chi lực. Đương nhiên, loại này vĩnh hằng chi lực sẽ không quá mạnh, dù sao chỉ là dung hợp một loại lực lượng bản nguyên. May mà chính là Trương Trần lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên không chỉ một loại. Lại qua một khắc đồng hồ, Trương Trần đem đã dung hợp thế giới chi lực đao chi bản nguyên cùng kiếm chi bản nguyên dung hợp nhiều hơn một loại lĩnh ngộ viên mãn lực lượng bản nguyên huyền diệu khó giải thích vĩnh hằng chi lực khí tức trở nên càng phát ra huyền diệu cường đại vĩnh hằng chi lực là cao hơn thế giới chi lực cùng lực lượng bản nguyên tồn tại nhưng lại dựa vào thế giới chi lực cùng lực lượng bản nguyên tồn tại không ngừng dung hợp lực lượng bản nguyên vĩnh hằng chi lực liền sẽ trở nên càng mạnh chương trần cho đến tận này lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên có đao chi bản nguyên kiếm chi bản nguyên luân hồi bản nguyên cùng không gian bản nguyên đem cái này bốn loại lực lượng bản nguyên cùng thế giới chi lực dung hợp Trương Trần liền có thể thông suốt đột phá vĩnh hằng cảnh. Bất quá Trương Trần hiện tại lĩnh ngộ viên mãn lực lượng bản nguyên chỉ có kiếm chi bản nguyên cùng đao chi bản nguyên. Còn lại hai loại lực lượng bản nguyên, trong đó luân hồi bản nguyên đạt đến 8 thành lĩnh ngộ trình độ. Không gian bản nguyên kém hơn một chút, chỉ là đạt đến 4 thành lĩnh ngộ trình độ. Hai loại lực lượng bản nguyên dung nhập mặt khác bản nguyên ở trong, lột xác thành là vĩnh hằng chi lực sau. Trương Trần tại đột phá vĩnh hằng cảnh phía sau thời gian bên trong, còn cần tiếp tục đem hai loại lực lượng bản nguyên lĩnh ngộ được viên mãn cấp độ. Như vậy hai loại lực lượng bản nguyên mới có thể tối đại hóa tăng lên vĩnh hằng chi lực uy năng, tinh tiến tu vi. Đến vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh, tăng cao tu vi chính là không ngừng lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên, sau đó dung nhập vào vĩnh hằng chi lực ở trong. Lĩnh ngộ dung hợp lực lượng bản nguyên càng nhiều, càng mạnh, tu vi tốc độ tăng lên liền sẽ càng nhanh. Dưới tình huống bình thường, một loại viên mãn cấp độ lực lượng bản nguyên dung hợp thế giới chi lực liền có thể đột phá tới vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh nhất trọng. Trương Trần không biết hắn cái này bốn loại lực lượng bản nguyên dung hợp thế giới chi lực về sau, tại đột phá chứng đạo cảnh lúc, tu vi có thể đột phá đến đâu một cảnh giới, là giống nhau chứng đạo cảnh nhất trọng, hay là tăng lên càng nhiều hơn một chút, đạt tới chứng đạo cảnh nhị trọng, tam trọng, thậm chí cả cao hơn tu vi. Tại loại này chờ mong ở trong luân hồi lực lượng bản nguyên cùng không gian lực lượng bản nguyên cũng lần lượt dung hợp hoàn thành. Thuế biến sau này vĩnh hằng chi lực, hiện ra màu trắng loáng, tựa như ảo mộng, tựa như căn bản không tồn tại bình thường. Cùng thánh mạch trong phủ huyền diệu khí tức so sánh, Trương Trần chính mình vĩnh hằng chi lực yếu nhược rất nhiều, huyền diệu trình độ càng là không thể sánh bằng. Nhưng khi Trương Trần đem bốn loại lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên triệt để dung hợp thời điểm, liền biểu thị Trương Trần tu vi đã đột phá. Trương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra một cỗ siêu việt cổ đế đỉnh phong khí tức cường đại từ thể nội không ngừng phun ra ngoài. Đứng dậy, Trương Trần bàn chân đạp mạnh, đi thẳng tới ngoài đại điện trên bầu trời. Duỗi ra hai tay ôm không gian, Trương Trần trên khuôn mặt mang theo nồng đậm niềm nở dáng tươi cười. Đây chính là vĩnh hằng cảnh à. Siêu, siêu, siêu. Mấy luồng sáng từ trước tới giờ không ngừng phương hướng bay lên, đi vào Trương Trần cách đó không xa đứng vững. Lưu quang tán đi, hiển lộ ra thánh thiên diễn thịnh cùng kỳ sâm mặt phục thân ảnh cảm nhận được trương trần dâng trào đi ra khí tức cường đại bốn người trong mắt đều lộ ra một vòng chúc mừng chi sắc cùng chúc mừng chi sắc kèm theo còn có từng tia từng tia kinh diễm vẻ khiếp sợ trương trần đây là đột phá vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh mà lại cỗ khí tức này sau khi đột phá tu vi còn không phải thường quy chứng đạo cảnh nhất trọng mà là chứng đạo cảnh tam trọng vừa đột phá chính là chứng đạo cảnh tam trọng Trương Trần đây là lĩnh ngộ mấy loại nào cường đại lực lượng bản nguyên. Phải biết một chút chứng đạo cảnh cường giả lĩnh ngộ 10 loại viên mãn cấp độ lực lượng bản nguyên dung hợp, cũng không nhất định có thể đạt tới chứng đạo cảnh tam trọng. Trương Trần hiện tại nhanh như vậy liền dung hợp lực lượng bản nguyên hoàn thành, đột phá đến chứng đạo cảnh, nói rõ lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên sẽ không vượt qua năm loại. Để Trương Trần vừa mới đột phá liền trực tiếp đạt tới chứng đạo cảnh tam trọng tu vi duy nhất một loại khả năng, chính là Trương Trần lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên đều rất mạnh. Dung hợp lực lượng bản nguyên tăng cường vĩnh hằng chi lực, nhi không chỉ là số lượng, càng là chất lượng. Một chút cường đại trí cao lực lượng bản nguyên đối với tăng lên vĩnh hằng chi lực, có thể bù đắp được 10 loại, trăm loại bình thường lực lượng bản nguyên. Rõ ràng, chương trần lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên bên trong, liền có loại này trí cao lực lượng bản nguyên. Ầm ầm. Bỗng nhiên, một tia chớp quay cuồng thanh âm tại thiên khung vang vọng, làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần. Thanh Thiên, Diễn Thịnh, Kỳ Sâm cùng mặt phục liếc nhau, đều là hít sâu một hơi sau đó Trương Trần chỉ cần vượt qua vĩnh hằng cảnh lôi kiếp, liền có thể hoàn thành đột phá bước sau cùng đột nhiên. Đối với Trương Trần có thể hay không độ kiếp thành công, bọn hắn đều không chút nghi ngờ. Bọn hắn lúc trước tại trải qua một phen nói chuyện với nhau về sau, đều đã biết được Trương Trần tại đột phá trước thực lực. Hiện tại càng là nhất cử đột phá vĩnh hằng cảnh, Trương Trần thực lực tất nhiên lại thực hiện nhảy vọt thức tăng lên. Đối với những sinh linh khác tới nói vĩnh hằng cảnh kiếp lôi có lẽ rất khó ứng đối, cần bỏ ra tất cả vốn liếng đi đối mặt. Nhưng đối với Trương Trần tới nói, Vĩnh Hằng cảnh lôi kiếp chẳng qua là một cái đi ngang qua sân khấu thôi. Được chứng kiến Trương Trần độ thần hỏa cướp kỳ Sâm cùng Mạt Phục càng là có một loại ý nghĩ to gan trong đầu sinh ra. Lần này Vĩnh Hằng cảnh lôi kiếp, có thể hay không cũng sẽ cùng nhằm vào nhục thân thần hỏa cướp một dạng, trở thành Trương Trần tăng lên nhục thân tu vi năng lượng. Đối với ý nghĩ này, Kỳ Sâm cùng Mạt Phục không biết vì cái gì, luôn cảm thấy có rất lớn khả năng chính là như vậy. Trên bầu trời Trương Trần ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thiên khung, cười nhạt một tiếng. Uy năng này coi như không tệ, trải qua có thể làm cho nhục thân tu vi đạt tới chứng đạo cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, nếu là uy năng càng mạnh một chút, liền không thể tốt hơn, nói như vậy không chừng còn có thể tiến thêm một bước, đột phá đến chúa tể cảnh nhục thân tu vi. Tu vi đột phá chứng đạo cảnh tam trọng, khiến cho Trương Trần nội tâm đều trở nên trước nay chưa có bình tĩnh đứng lên. Lần này vĩnh hằng cảnh lôi kiếp sẽ trở thành hắn nhục thân tu vi lại đột phá tiếp chất dinh dưỡng. Ầm ầm. Màu đen kiếp vân không ngừng lan tràn, rất nhanh liền đem toàn bộ thế giới bao phủ, làm cho trong thế giới cường giả các tộc không rõ ràng cho lắm. Đây là ai tại đột phá vĩnh hằng cảnh? Bành. Tại cường giả các tộc nhìn soi mói, màu đen trong kiếp vân, một cỗ màu đen kiếp lôi hướng phía một nơi bỗng nhiên rơi xuống. Nhìn chăm chú lên kiếp lôi rơi xuống phương hướng, thế giới bên trong cường giả các tộc nhao nhao hé mắt cái chỗ kia nhớ không lầm là thánh thiên chỗ ở bọn hắn đều đi tiếp qua hẳn là độ kiếp sinh linh cùng thánh thiên quen biết vốn là muốn đi qua điều tra một phen cường giả nghĩ đến khả năng này do dự một chút sau không có tùy tiện tiến về bây giờ tại thánh tộc thánh mạch trên địa bàn hay là đừng đi đắc tội thánh thiên tương đối tốt thánh thiên bằng hữu độ kiếp nhìn xem liền tốt cũng không cần phải tìm tòi hư thực có đôi khi lòng hiếu kỳ cũng không phải cái gì đồ tốt trên bầu trời trương trần chắp hai tay sau lưng trên mặt dáng tươi cười ấm áp, trên quanh thân cũng không có tiến hành bất kỳ phòng hộ, chỉ dựa vào nhục thân tu vi chống cự, tùy ý màu đen khủng bố kiếp lôi rơi vào trên người mình. Oanh. Xì xì xì. Kiếp lôi cuồn cuộn, kinh khủng điện quang tại Trương Trần trên thân thể không ngừng nhảy lên. Đạo kiếp lôi này nếu là không có chút nào phòng bị rơi vào bình thường vừa mới đột phá chứng đạo cảnh cường giả trên thân, không nói vẫn lạc, chí ít cũng sẽ bị thương nặng. Thế nhưng là đối với Trương Trần tới nói, chỉ có có chút đau đớn cùng tê tê dại dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồng mông thế giới trải qua vận chuyển, bao khỏa thân thể kiếp lôi bị luyện hóa, tăng lên một chút nhục thân tu vi. Tại đạo này kiếp lôi năng lượng tác dụng dưới, Trương Trần nguyên bản liền đạt đến chứng đạo cảnh lục trọng đỉnh phong nhục thân tu vi. Trực tiếp thực hiện một lần đột phá, đạt đến chứng đạo cảnh thất trọng. Trương Trần giơ bàn tay lên, cười nhạt một tiếng. Cũng không tệ, đột phá chứng đạo cảnh đỉnh phong hẳn không có vấn đề gì vĩnh hằng cảnh kiếp lôi, hết thảy 72 đạo, lúc này mới đạo thứ nhất đã đột phá một tầng nhục thân tu vi. Mặc dù đây là đem nguyên bản liền muốn đột phá tu vi tăng lên, có thể còn lại 71 đạo kiếp lôi, tăng lên hai cái tiểu cảnh giới vẫn là dư sức có thừa. Ầm ầm. Bành, bành. Bành. Đạo kiếp lôi thứ nhất rơi xuống về sau, phía sau kiếp lôi không có ngừng mảy may, không gián đoạn rơi xuống. Trong nháy mắt, liền có 78 đạo kiếp lôi đồng thời rơi xuống. Trương Trần thấy thế, tại chỗ khoanh chân tọa hạ, chờ đợi kiếp lôi giáng lâm. Vừa mới tọa hạ, màu đen khủng bố kiếp lôi liền lần lượt rơi vào chương trần trên thân thể. Những này màu đen kiếp lôi uy năng so sánh với đạo kiếp lôi thứ nhất tăng lên rất nhiều, thế nhưng là đối với chương trần nhục thân tới nói, vẫn không có tạo thành tổn thương gì. Cho dù là cho tới bây giờ, chương trần đều không có thôi động vĩnh hằng chi lực đến tiến hành phòng hộ. Phòng hộ về phòng hộ, thế nhưng là tại phòng hộ thời điểm, thủy chung là có lôi kiếp năng lượng bị tiêu hao. Không có phòng hộ, mới có thể tối đại hóa đi luyện hóa năng lượng lôi đình tăng lên nhục thân tu vi lôi đình bị chương trần hấp thu vào nhục thân tại hồng mông thế giới trải qua luyện hóa bên dưới hóa thành năng lượng lôi đình tinh tiến nhục thân tu vi bành bành kiếp lôi còn tại rơi xuống chém nát hết thảy ngăn cản ở phía trước sự vật rơi thẳng vào chương trần trên thân thể oanh một đoạn thời khắc chương trần nhục thân uy áp lại lần nữa thực hiện một lần tăng vọt nhục thân tu vi đột phá chứng đạo cảnh bát trọng lúc này 72 đạo kiếp lôi còn lại 40 đạo, sắp hơn phần nửa. Bành, bành, ầm ầm. Kiếp lôi ở kiếp vân bên trong quay cuồng đồng thời, không ngừng đập xuống, tựa như không đem chương trần chém thành hư vô không bỏ qua bình thường. Kiếp lôi uy năng tăng cường, để chương trần nhục thân không chỉ là cảm giác được rất nhỏ cảm giác đau cùng tê tê dại dại, mà là đau đớn, đau nhức kịch liệt, có chút khó mà chịu đựng, thẳng tới linh hồn đau đớn. Dù là nhục thân tu vi đột phá, hay là một dạng cảm giác, không cách nào tạo thành thương tổn cực lớn, lại đau đớn khó nhị. Lúc này Trương Trần chỉ cần vận chuyển Vĩnh Hằng chi lực ngăn cản, hết thảy đau đớn đều sẽ tán đi. Có thể cho dù dạng này, Trương Trần vẫn không có lựa chọn sử dụng Vĩnh Hằng chi lực, hay là tại dùng nhục thân cùng kiếp lôi chính diện đụng vào. Thực lực tăng lên quá trình, cho tới bây giờ đều không phải là thoải mái, chỉ có thực lực tăng lên sau khi hoàn thành cảm giác, mới thật sự là vui sướng. Nhịn được nhất thời đau nhức, mới có thể mạnh một thế. Bành. Oanh Rốt cục, cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi vào Trương Trần trên thân thể, sau đó bị Trương Trần luyện hóa hấp thu. Chỗ càng cao hơn trên bầu trời, kiếp vân màu đen không cam lòng run rẩy một chút sau, bắt đầu chậm rãi tán đi. Ánh nắng một lần nữa vẩy xuống, đen Trương Trần gương mặt chiếu sáng. Mở hai mắt ra Trương Trần cười nhạt một tiếng. Quả nhiên như ta đoán bình thường, lần này kiếp lôi khiến cho nhục thân tu vi tăng lên tới chứng đạo cảnh đỉnh phong. Nhằm vào linh lực tu vi kiếp lôi kết thúc, sau đó, hẳn là nhằm vào thần hồn tu vi tâm ma kiếp đi. Tại linh lực tu vi đột phá vĩnh hằng cảnh thời điểm, Trương Trần thần hồn tu vi cũng thuận thế đột phá, đạt đến chứng đạo cảnh nhất trọng. Linh lực kiếp lôi độ, còn có thần hồn tâm ma kiếp. Trương Trần không có đứng dậy, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu chỗ càng cao hơn thiên khung. Nơi đó màu đen kiếp vân tán đi, từng luồng từng luồng hoàn toàn khác biệt khí tức màu đen bắt đầu trống rỗng xuất hiện. Nhìn chăm chú lên hướng trên đỉnh đầu khí tức màu đen, Trương Trần khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tâm Ma Kiếp đến, không biết có thể hay không để thần hồn tu vi cũng tăng lên một chút đâu. Vấn đề này vừa mới trong đầu hiện lên, Trương Trần chính mình liền khẳng định nhẹ gật đầu. Vĩnh hàng cảnh lôi kiếp để nhục thân tu vi đạt đến chứng đạo cảnh đỉnh phong không nói, còn hướng chúa tể cảnh đẩy vào một khoảng cách. Tâm Ma Kiếp dù nói thế nào cũng là cùng lôi kiếp đồng cấp tồn tại, hẳn là cũng có thể làm cho vừa mới đột phá chứng đạo cảnh thần hồn tu vi tinh tiến một chút. Không nói cùng nhục thân tu vi một dạng đạt tới chứng đạo cảnh đỉnh phong chí ít cũng có thể siêu việt linh lực tu vi, đạt thành chứng đạo cảnh tam trọng phía trên. Không đang nghi ma kiếp cùng lôi kiếp không giống với, nhục thân tu vi là trước đó liền đã đạt đến chứng đạo cảnh lục trọng, có thể trực tiếp trọi cứng luyện hóa lôi kiếp. Thân hồn tu vi vừa mới đột phá chứng đạo cảnh nhất trọng, kém quá nhiều, chỉ sợ lần này cần toàn lực thôi động vĩnh hằng chi lực phòng hộ thần hồn. Không phải vậy đừng nói là luyện hóa tâm ma kiếp, muốn thành công vượt qua tâm ma kiếp đều cần tốn hao một phen công phu chỉ có dùng vĩnh hằng chi lực phòng hộ thần hồn mới có thể có dư thừa tinh lực đi luyện hóa tâm ma kiếp tăng lên thần hồn tu vi phía dưới trong đình viện thanh thiên diễn thịnh kỳ sâm cùng mạc phục nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện tâm ma kiếp đều có chút không nói gì lúc đầu trương trần độ lôi kiếp trải qua còn có tăng lên nhục thân tu vi liền đủ để bọn hắn chấn kinh hiện tại trả lại một cái tâm ma kiếp cái này khiến bọn hắn không thể không hoài nghi trương trần có phải hay không lại muốn hướng về bọn hắn biểu diễn một chút luyện hóa tâm ma kiếp luyện hóa tâm ma kiếp, đây là bọn hắn chưa từng có liên quan đến qua lĩnh vực. Cho dù là tu vi thấp thời điểm, bọn hắn cũng không dám đi nếm thử. Tâm ma kiếp nhằm vào thần hồn, vạn phần không qua loa được. Hơi không cẩn thận, chính là chỗ vạn kiếp bất phục, bọn hắn cũng không muốn bởi vì một chút tăng lên để cho mình đặt hiểm địa. Thời điểm trước kia bọn hắn cũng luyện hóa lôi kiếp cùng thần hỏa cướp, chỉ bất quá đó là tu vi còn thấp thời điểm. Đến vĩnh hàng cảnh, bọn hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Vạn phần không dám sinh ra loại ý nghĩ nguy hiểm này. Trước kia không dám luyện hóa tâm ma kiếp, hiện tại lại không dám, trước kia dám luyện hóa lôi kiếp cùng thần hỏa cướp, bây giờ muốn pháp cũng không dám suy nghĩ. Thế nhưng là Trương Trần đến chứng đạo cảnh về sau chẳng những suy nghĩ, còn đi làm, quan trọng nhất là hắn thành công. Thành công một bên độ vĩnh hằng cảnh lôi kiếp, một bên luyện hóa lôi kiếp, tinh tiến nhục thân của mình tu vi. Đây hết thảy đã để bọn hắn không biết làm sao tới hình dung, chỉ có thể dùng ánh mắt phức tạp biểu thị hết thảy thành thiên mấy người tự nhận chính mình cũng là chân chính thiên kiêu, có thể đạt tới vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh, đủ để chứng minh thiên tư của bọn hắn. Chỉ là hiện tại bọn hắn không cảm thấy chính mình thiên tư tuyệt thế, nhiều lắm thì không sai, hoặc là ở vào bình thường tiêu chuẩn. Cùng chương trần gia hỏa này so ra bọn hắn là thật không có một chút kiêu ngạo tâm tư cùng vốn liếng. Liền xem như chương trần hiện tại biểu diễn luyện hóa tâm ma kiếp, bọn hắn cũng sẽ không quá mức chấn kinh. Thật sự là gia hỏa này, quá nghịch thiên tại thánh thiên mấy người im ắng cảm khái lúc than thở trên bầu trời tâm ma kiếp đã đem toàn bộ thế giới bao phủ toàn bộ thế giới bên trong các cường giả nhìn thấy đỉnh đầu tâm ma kiếp cũng nhịn không được vào đầu lúc trước là lôi kiếp hiện tại là tâm ma kiếp đây rốt cuộc là ai tại đột phá vĩnh hằng cảnh mấu chốt chính là mặc kệ là vừa vặn lôi kiếp hay là hiện tại tâm ma kiếp uy năng của nó cũng quá mức kinh khủng đi cái này đổi lại là mặt khác vừa mới đột phá vĩnh hằng cảnh cường giả tuyệt đối không có một chút xíu khả năng vượt qua ông 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 lúc này một trận tiếng oanh minh vang lên hấp dẫn tất cả cường giả lực chú ý chỉ thấy trên bầu trời đại biểu tâm ma kiếp khí tức màu đen quay cuồng hướng một chỗ đập mà đi đập địa phương không phải địa phương khác chính là lúc trước kiếp lôi rơi xuống địa phương thấy cảnh này tất cả cường giả cũng biết một việc tâm ma kiếp bắt đầu khí tức màu đen đập chỗ trương trần ngồi xếp bằng quanh thân bao vây lấy nồng đậm vĩnh hằng chi lực huyền diệu khí tức phát ra như thật như ảo Tại tâm ma kiếp lạc bên dưới trước đó, Trương Trần Thâm hít một hơi, bắt đầu vận chuyển hồng mông luyện thần quyết, chuẩn bị chống cự cùng luyện hóa sắp đến tâm ma kiếp. Có vĩnh hằng chi lực hỗ trợ, nghĩ đến lần này có thể luyện hóa một chút tâm ma kiếp năng lượng, tăng lên thần hồn tu vi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tâm ma kiếp rơi xuống, đem Trương Trần toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hết thảy tâm tình tiêu cực cùng không muốn đối mặt sự tình trong đầu không ngừng hiện lên, muốn đem Trương Trần kéo vào bên trong, chết để trầm luân may mà có vĩnh hằng chi lực nở rộ huyền diệu khí tức để trương trần không bị những vật này ảnh hưởng khả nhiêu là như vậy trương trần thần hồn hay là cảm nhận được từng đợt kiềm chế cùng khó chịu vĩnh hằng cảnh tâm ma kiếp quả nhiên là danh bất hư truyền trương trần hiện tại không có bất kỳ cái gì lưu thủ liền xem như dạng này hay là để trương trần nhận lấy tâm ma kiếp ảnh hưởng ổn định lại tâm thần trương trần hồng mông luyện thần quyết phóng xuất ra một cỗ thôn phệ chi lực bắt đầu hấp thu luyện hóa tâm ma kiếp tâm ma kiếp là dùng đến rèn luyện thần hồn dùng để khảo nghiệm người tu luyện tâm trí kiên định tại tâm ma cướp bên trong ẩn chứa thuần túy nhất thần hồn năng lượng những thần hồn này năng lượng đối với thần hồn tới nói là nhất là dinh dưỡng chất dinh dưỡng dùng để tăng lên thần hồn tu vi làm ít công to theo luyện hóa tâm ma kiếp chương trần khí tức thần hồn dần dần bắt đầu tăng cường nguyên bản kiềm chế cùng khủng hoảng cảm giác tại luyện hóa lúc bắt đầu cũng thời gian dần trôi qua biến mất không còn tam tích trên bầu trời vô tận khí tức màu đen không ngừng quay cuồng một làn sóng điệp ra một làn sóng hướng chương trần trên thân thể đập xuống toàn bộ thế giới thiên khung đều vì vậy mà không ngừng chấn động khiến cho thế giới bên trong các cường giả nín hơi ngưng thần bọn hắn đều là chứng đạo cảnh cường giả tại cỗ này tâm ma kiếp cảm giác mạnh mẽ bao phủ xuống bọn hắn đều cảm nhận được từng đợt khủng hoảng thật giống như tâm ma kiếp này không phải độ kiếp sinh linh mình tại độ mà là toàn bộ thế giới tất cả cường giả bồi tiếp độ kiếp sinh linh cùng một chỗ độ trong đình viện thánh thiên mấy người toàn thân nở rộ vĩnh hằng chi lực chống cự lấy tâm ma kiếp ảnh hưởng mấy người trên mặt đều mang nồng đậm vẻ khiếp sợ đã trải qua kiếp lôi về sau sự tình bọn hắn hay là chấn kinh bọn hắn quá mức đánh giá thấp những chuyện này đối với bọn hắn cảm xúc ảnh hưởng bọn hắn không muốn chấn kinh có thể nhịn không chịu nổi đi chấn kinh đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chứng đạo cảnh tâm ma kiếp có khủng bố như vậy uy năng liền ngay cả chứng đạo cảnh đỉnh phong thiên diễn tộc cường giả diễn thịnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng phải biết đạo diễn thịnh mặc dù là chứng đạo cảnh đỉnh phong có thể thiên diễn tộc cường đại cùng diễn thịnh yêu nghiệt hắn hoàn toàn có thể cùng chúa tể cảnh cường giả một trận chiến cường giả loại này bị một cái vừa mới đột phá chứng đạo cảnh tâm ma kiếp ảnh hưởng thật sự là có chút không quá hẳn là quan trọng nhất là bọn hắn phát hiện chương trần vậy mà thật ở một bên độ tâm ma kiếp một bên luyện hóa tâm ma kiếp năng lượng đây là nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ sự tình loại chuyện này vậy mà thật sự có thể làm đến thật sự là khủng bố như vậy Thanh Thiên cùng Diễn Thịnh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng vui mừng. Loại này Thiên Kiêu yêu nghiệt gia nhập bọn hắn trận doanh, cộng đồng đi nhằm vào si mạch, đây đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt to lớn. Thời gian trôi qua, hơn một canh giờ thời gian thoáng qua tức thì. Tại cái này hơn một canh giờ bên trong, tâm ma kiếp phạm vi bao phủ bắt đầu dần dần giảm bớt, toàn bộ hướng Trương Trần vị trí tụ lại. Cho tới bây giờ, tâm ma kiếp chỉ còn lại có trên đỉnh viện phương vùng này còn tại, những địa phương khác tâm ma kiếp đã biến mất không còn tam tích. Dù là Trương Trần thân ảnh đã hoàn toàn bị tâm ma kiếp khí tức màu đen bọc lại, tâm ma kiếp cũng vẫn như cũ một khắc không ngừng hướng Trương Trần vị trí tụ lại. Mà đối với những này liên tục không ngừng vọt tới tâm ma kiếp khí tức màu đen, Trương Trần là ai đến cũng không có cự tuyệt, đến bao nhiêu, liền luyện hóa bao nhiêu. Luyện hóa những tâm ma này cướp, Trương Trần hiệu quả cũng là rõ rệt. Bây giờ Trương Trần thần hồn tu vi không còn là chứng đạo cảnh nhất trọng, cũng không phải linh lực tu vi chứng đạo cảnh tam trọng, mà là chứng đạo cảnh lục trọng. Cùng lúc trước luyện hóa thần hỏa kiếp sau nhục thân tu vi gần như giống nhau. Ông lại là một lần quay cuồng, sau cùng tâm ma kiếp khí tức màu đen cũng hội tụ tại chương trần vị trí bên trên. Đạt được những này khí tức màu đen bổ sung, chương trần hồng mông luyện thần quyết luyện hóa công suất bỗng nhiên tăng phúc, một mạch đem nó toàn bộ luyện hóa hấp thu. Oanh! Cũng không lâu lắm, chương trần trên thân thể, Liên có một cỗ vượt qua lúc trước thần hồn uy áp nở rộ. Thần hồn tu vi, đột phá chứng đạo cảnh thất trọng. So với lúc trước luyện hóa xong thần hỏa kiếp sau nhục thân tu vi, cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Trương Trần mở hai mắt ra thật dài thở ra một hơi. Lần này độ kiếp, thực lực lại lần nữa tăng lên trên diện rộng, nên quay về rồi. Dĩ vãng ân oán, dĩ vãng phiền phức cùng cừu hận, đều đến kết thời điểm. Quen thuộc thoáng cái đề thăng lên lực lượng sau, Trương Trần đứng dậy. Nhìn thoáng qua phía dưới đình viện, Trương Trần thân thể khẽ động, biến mất ở trên vòm trời. Trong đình viện, Thành Thiên, Diễn Thịnh, Kỳ Sâm cùng mặc phục trước người, Trương Trần thân ảnh trống rỗng hiển hiện. Nhìn chăm chú lên trước mắt Trương Trần thân ảnh, bốn người chậm rãi lấy lại tinh thần. Thánh Thiên cảm giác một chút Trương Trần khí tức, cảm thán một tiếng. Lúc đầu chúng ta lên lần gặp gỡ thời điểm, tu vi của ngươi còn không có ta cao. Làm sao hiện tại linh lực của ngươi tu vi, nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi đều siêu việt ta nhiều như vậy? chúng ta đều là vừa mới đột phá vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh à hiện tại hắn linh lực tu vi là chứng đạo cảnh nhất trọng thân hồn tu vi cũng là đồng dạng chứng đạo cảnh nhất trọng chỉ có nhục thân tu vi hơi cao một chút đạt đến chứng đạo cảnh nhị trọng thế nhưng là cùng chương trần so sánh còn kém rất rất nhiều chương trần linh lực tu vi thấp nhất nhưng cũng đạt đến chứng đạo cảnh tam trọng so với hắn cao nhất nhục thân tu vi còn muốn cao hơn thân hồn tu vi thứ hai đạt đến chứng đạo cảnh thất trọng đi vào chứng đạo cảnh hậu kỳ cấp độ. Cao nhất nhục thân tu vi, Trương Trần càng là trực tiếp đạt đến chứng đạo cảnh đỉnh phong, đồng thời còn hướng chúa tể cảnh đẩy vào một khoảng cách. Như vậy to lớn tu vi chênh lệch, để thánh thiên cơ hồ thăng không dậy nổi đi vượt qua dục vọng. Bình thường cường giả còn tốt, cho dù là chúa tể cảnh, thánh thiên cũng tự tin mình có thể phấn khởi tiến lên, siêu việt đối phương. Nhưng khi đối tượng đổi thành Trương Trần, thánh thiên liền không có cái ý nghĩ này. Hán thiên phú rất cao, Trương Trần thiên phú cao hơn tăng cao tu vi tốc độ, Trương Trần cũng sẽ nhanh hơn hắn, liên tiếp bên dưới, hắn cùng Trương Trần trên lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Một bên diễn thịnh cùng kỳ sâm, mặt phục cũng lộ ra vẻ cảm khái. Đặc biệt là kỳ sâm cùng mặt phục, bọn hắn nhận biết Trương Trần là tại trước đây không lâu thời điểm. Lúc kia bọn hắn đúng vậy từng nghĩ tới Trương Trần tu vi sẽ tăng lên như vậy cấp tốc. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng nhanh muốn đột phá chúa tể cảnh. Trương Trần đối với Thánh Thiên lời nói, chỉ là cười cười, không nói thêm gì loại chuyện này cũng khó mà nói diễn thịnh cẩn thận cảm giác một chút chương trần khí tức mạnh yếu sau hít một hơi thật sâu chương trần đạo hữu thực lực của ngươi chỉ sợ đã siêu việt ta ta cũng không có phục qua ai nhưng là bây giờ ta đối với chương trần đạo hữu ngươi tâm phục khẩu phục bây giờ chương trần đạo hữu thực lực chỉ sợ bình thường chúa tể cảnh cường giả cũng không là đối thủ nói xong diễn thịnh nhị không được đắng chát cười một tiếng vừa mới hắn điều tra chương trần khí tức thực lực cùng mình so sánh một chút cuối cùng phát hiện trương trần khí tức thực lực đã siêu việt hắn mà hắn có thể cùng chúa tể cảnh cường giả một trận chiến yếu một ít càng là có thể trực tiếp chiến thắng trương trần mạnh mẽ hơn hắn nói rõ bình thường chúa tể cảnh cường giả những cái kia cùng hắn lực lượng ngang nhau chúa tể cảnh cường giả còn có hắn có thể chiến thắng những chúa tể kia cảnh cường giả cũng sẽ không là trương trần đối thủ thoại âm buông xuống thánh thiên kỳ sâm cùng mạt phục con người bỗng nhiên co rụt lại so diễn thịnh cái này chứng đạo cảnh đỉnh phong thiên diễn tộc cường giả còn muốn càng mạnh. Nói như vậy, Trương Trần hiện tại chiến lực đã dẫn trước bọn hắn một cái giai tầng rồi sao? Trương Trần nghe vậy, đối với diễn thịnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Diễn thịnh đạo hữu nói đùa, lấy thiên diễn tộc cường đại chiến lực, ta hiện tại chỉ sợ còn không phải đối thủ. Diễn thịnh chăm chú lắc đầu. Không, ta không có nói đùa. Bây giờ thực lực của ngươi xác thực vượt qua ta. Mặc dù khí tức của chúng ta mạnh yếu không sai biệt lắm, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi còn có một số cất giấu lực lượng không có phát ra những lực lượng kia toàn bộ bộc phát liền xem như ta có một ít át chủ bài nhiều lắm là cũng chỉ có thể đào mệnh không thể cùng ngươi một trận chiến trương trần thấy thế chỉ có thể nhún vai không nói thêm gì nữa ngươi cũng đã nói như vậy vậy ta coi như không nói lời xã giao hiện tại đối với mình chiến lực trương trần chính mình cũng không biết cụ thể là bao nhiêu thế nhưng là trương trần biết hắn có thể chiến thắng trước mắt diễn thịnh thậm chí cả lúc trước ở trên quảng trường còn có một đường chạy đến đình viện lúc đụng phải tất cả cường giả. Những cái kia chứng đạo cảnh đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại đã triệt để thoát thai hoán cốt. Gặp Trương Trần không tiếp tục phản bác, Thánh Thiên, Kỳ Sâm cùng mặt phục triệt để không nói. Gia hỏa này thật sự là đủ biến thái. Có chút trầm ngâm, Trương Trần nhìn thoáng qua mấy người, trầm giọng nói: "Ta tới chỗ này mục đích đã đã đạt thành, sau đó ta muốn về nhà." Nghe được Trương Trần lời nói, mấy người trở về qua thần đến đều là nhẹ gật đầu đối với trương trần tình huống bọn hắn cũng đã biết xác thực hiện tại trương trần thực lực cường đại cũng là phải trở về giải quyết sự tình thánh thiên thâm hít một hơi đối với trương trần lắc đầu cười một tiếng như vậy ta liền không lưu ngươi si mạch những tên kia ngươi không cần lo lắng có ta thánh mạch cùng diễn thịnh bọn hắn một cái kia chi mạch thiên diễn tộc tại quá mạnh cường giả bọn hắn phái không đi qua còn lại những tên kia cùng thánh di tộc bây giờ thực lực của ngươi đã có thể không sợ mảy may. Ta hy vọng ngươi giải quyết sự tình về sau sẽ lại tới nơi này. Trong vòng 3 năm, ta cũng sẽ ở. 3 năm này thời gian chúng ta sẽ một mực cùng xi si mạch chiến đấu. Dù là 3 năm về sau ta không ở nơi này, ngươi bóp nát ta lúc đầu đưa cho ngươi khối kia nội phủ lệnh bài liền có thể trực tiếp biết vị trí của ta chỗ. Trương Trần nghe vậy ánh mắt lộ ra một vòng hiểu rõ cùng vẻ kinh ngạc. Nguyên lai like, lúc trước khối kia nội phủ lệnh bài còn có loại hiệu quả này bóp nát về sau liền có thể định vị thánh thiên vị trí đằng sau muốn tìm kiếm thánh thiên liền dễ dàng rất nhiều tập trung ý chí trương trần đối với thánh thiên trọng trọng gật đầu thánh thiên đạo hữu yên tâm các ngươi cho ta giải quyết phiền phức chuyện của ta giải quyết về sau tự nhiên cũng tới trợ giúp các ngươi giải quyết phiền phức huống chi thánh di tộc chủ sử sau màn cũng chính là cái này si mạch không có bọn hắn hạ lệnh thánh di tộc cũng không dám đi xâm ngược những cái kia hỗn độn trợ giúp các ngươi chính là trợ giúp ta chính mình loại này mua bán, ta cũng sẽ không bỏ lỡ. Thanh thiên nghe vậy, buông lỏng cười cười. Vậy liền lặng chờ hồi âm. Diễn thịnh lúc này lên tiếng nói. Ta lập tức liền muốn đột phá chúa tể cảnh, hy vọng lần sau gặp mặt, chúng ta có cơ hội có thể luận bàn một chút. Trương Trần đối với diễn thịnh cười cười. Nhất định, lần sau gặp mặt, chúng ta so tài nữa một phen. Diễn thịnh vỗ vỗ Trương Trần bả vai, nhếch miệng cười một tiếng. Một lời đã định. Trương Trần về một trong cười. Một lời đã định. Nói xong, Trương Trần ánh mắt nhìn về phía Kỳ Sâm cùng Mạt Phục, hỏi thăm lên tiếng: "Hai vị đạo hữu, có thể thuận tiện cùng ta cùng một chỗ về quê hương của ta. Đương nhiên, có đi hay không nhìn chính các ngươi, ta không bắt buộc, các ngươi nếu là đi lời nói, đến lúc đó không thể nói trước muốn giúp ta làm thịt một chút thánh di tộc." Kỳ Sâm cùng Mạt Phục nghe vậy, nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu trầm ngâm. Đi Trương Trần chỗ hỗn độn, tất nhiên là muốn tham dự Trương Trần cùng thánh di tộc, thánh tộc si mạch tranh đấu. Cho dù là bọn họ phía sau trong chủng tộc đã không có cái gì bọn hắn lo lắng sinh linh. Thế nhưng là như thế vừa đi, vẫn như cũ có khả năng liên lụy bọn hắn phía sau chủng tộc. Bất quá bây giờ thánh mạch cùng thiên diễn tộc một cái chi mạch muốn liên hợp lại đối phó si mạch. Si mạch nghĩ đến cũng không có cái gì tinh lực đi đối phó chủng tộc khác cường giả. Lần này nói không chừng đây là bọn hắn một cái cơ hội. Triệt để trở thành chương trần phe phái cường giả cơ hội. Chương trần thiên tư yêu nghiệt, bọn hắn đã có thể đoán được, tại tương lai không lâu, Trương Trần uy trấn Hồng Mông dáng vẻ. Hiện tại tiến về Trương Trần quê hương, trợ giúp Trương Trần bình định hỗn loạn, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trợ giúp Trương Trần đối với bọn hắn tới nói, cũng là cực tốt một việc. Trợ giúp bằng hữu của mình không nói, còn thu hoạch Trương Trần nhân tình cùng chân chính hữu nghị. Về sau Trương Trần thực lực cường đại, bọn hắn liền sẽ bởi vậy con trai cả được lợi. Suy tư một lát, Kỳ Sâm cùng Mạt Phục liền trọng trọng gật đầu, cởi mở cười một tiếng. Trương Trần tiểu hữu mở tiệc chiêu đãi. Chúng ta làm sao có thể có không đi đạo lý? Chính là Trương Trần Tiểu Hữu, ngươi cũng không nên ghét bỏ thực lực chúng ta kém là được rồi. Trương Trần cười lắc đầu. Hai vị đạo hữu chỗ đó, các ngươi trợ giúp ta, ta cảm ơn các ngươi còn đến không kịp, làm sao lại ghét bỏ các ngươi. Nếu nói xong, như vậy chúng ta chuẩn bị một chút, liền khởi hành lên đường đi. Không có ở thế giới bên trong trì hoãn quá lâu thời gian, cùng Thánh Thiên, Diễn Thịnh kể một chút sau, Trương Trần liền cùng Kỷ Sâm cùng Mạt Phục rời đi thế giới. Ra thế giới đi vào phía ngoài quảng trường, ba người cũng không có dừng lại, trực tiếp trực tiếp rời đi Thánh Mạch phủ. Chỉ bất quá tại đi vào thánh thành về sau, Trương Trần lấy muốn tham quan thánh thành làm lý do tại bên trong tòa thánh thành vòng vo vài vòng. Cuối cùng Trương Trần cùng Kỳ Sâm, Mạt Phục tại trong thánh thành một khách sạn bên trong mở mấy cái gian phòng. Kỳ Sâm cùng Mạt Phục mặc dù có chút không hiểu Trương Trần làm như thế dụng ý, thế nhưng không có hỏi nhiều. Trương Trần từ trong hỗn độn đến, bỗng nhiên đi vào thánh thành loại này cỡ lớn cường đại thành trì, Hẳn là muốn thể nghiệm một cái đi. Khách sạn trong một căn phòng. Trương Trần nhìn thoáng qua bốn phía bố trí, nhịn không được trực trực lưỡi. Chỉ có thể nói không hổ là bên trong tòa thánh thành khách sạn à. Khách sạn này mỗi một cái gian phòng, vậy mà đều là một thế giới. Thế giới bên trong chim hót hoa nở, phong cảnh tú lệ, giống như một mảnh nhân gian tiên cảnh. Vốn là còn một chút có sinh linh thế giới gian phòng, bất quá Trương Trần không có lựa chọn. Loại kia trong phòng sinh linh đều là từng cái chủng tộc nữ tử mỹ mạo là vì thỏa mãn một chút biến thái cường giả đáng sợ dục vọng. Trương Trần không có loại kia không tốt ham mê, sở dĩ thuê phòng cũng bất quá là vì đem còn lại hai lần đánh dấu cơ hội cho sử dụng. Lực lượng thần hồn tuôn ra Trương Trần dò xét một chút thế giới tình huống. Phát hiện cũng không có vấn đề gì sau, Trương Trần tập trung ý chí, dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng. Hệ thống, sử dụng một lần thánh thành đánh dấu cơ hội. Thánh thành đánh dấu cơ hội là vĩnh hằng cảnh cấp độ, không biết lần này có thể đánh dấu ra ban thưởng gì. Thanh âm dưới đáy lòng rơi xuống, hệ thống rất nhanh làm ra đáp lại. Kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại thánh thành bên trong, có thể đánh dấu. Ngay tại đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Vĩnh Hằng Cảnh Thần Thông tăng lên tư cách 10 năm. Lần này đánh dấu kết thúc, ban thưởng lập tức cấp cho, xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Lần này đánh dấu còn có một lần đánh dấu cơ hội, ký chủ có thể tùy thời sử dụng. Vĩnh Hằng Cảnh Thần Thông tăng lên tư cách 5 lần. Trương Trần lông mày nhíu lại. Nói đến hắn hiện tại thần thông xác thực có một ít theo không kịp bước chân. Có môn thần thông này tăng lên tư cách, ngược lại là có thể đem trước kia sử dụng những cái kia thuận tay thần thông phẩm cấp tăng lên đi lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trương Trần liền nghĩ đến hóa khí tam thanh cùng sát sinh kiếm. Hai cái này cũng coi là thần thông, hay là đối với hắn thực lực tăng phúc xem như tương đối lớn. Đáng tiếc, bọn chúng phẩm cấp đều không phải là rất cao, đều là thiên đế cấp bậc, cùng hắn hiện tại chênh lệch to lớn. Hóa khí Tam Thanh hiện tại Trương Trần thi triển đi ra cũng không có trước kia loại kia hiệu quả, phân thân thực lực cùng bản thể chênh lệch to lớn. Đây cũng là vì cái gì? Trương Trần phía sau tu vi cao vẫn không dùng tới hóa khí Tam Thanh căn bản tính nguyên nhân. Sát sinh kiếm cũng là như thế, đối với lực công kích ra chỉ cũng có chút mềm nhũn. Nếu như đưa chúng nó phẩm cấp tăng lên, có phải hay không có thể cũng tăng lên một chút bọn chúng đối với chiến lực tăng phúc. Nghĩ đến liền làm, Trương Trần trực tiếp dưới đáy lòng mặc nghiệm một tiếng. Hệ thống sử dụng hai lần thần thông tăng lên tư cách đem sát sinh kiếm và hóa khí tam thanh phẩm cấp tăng lên tới vĩnh hằng cảnh cấp độ ký chủ ý nguyện đã thu đến ngay tại thăng cấp hóa khí tam thanh sát sinh kiếm tăng lên thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được vĩnh hằng cảnh sát sinh kiếm hóa khí tam thanh thoại âm buông xuống chương trần trong đầu hai cỗ hoàn toàn mới lĩnh ngộ hiện lên những lĩnh ngộ này chính là vĩnh hằng cảnh cấp bậc sát sinh kiếm và hóa khí tam thanh hai mắt nhắm lại tiêu hóa sau một lúc Trương Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vĩnh Hằng cảnh cấp độ sát sinh kiếm và Hóa khí Tam Thanh quả nhiên bất phàm. Sát sinh kiếm lực công kích tăng phúc trực tiếp từ gấp 9, tăng lên tới 90 lần. Hóa khí Tam Thanh hiện tại chia ra phân thân, thực lực cũng không còn cùng bản thể chân lệch to lớn, mà là gần như giống nhau chiến lực. Vẹn vẹn sử dụng hai lần thần thông tăng lên tư cách, Trương Trần thực lực liền lần nữa lại tăng lên rất nhiều. Đánh dấu ra thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách có 5 lần, bây giờ còn có 3 lần. Cái này ba lần thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách cho thần thông nào bí pháp. Nghĩ đến vấn đề này, Trương Trần nhịn không được cúi đầu trầm ngâm. Đây là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Trương Trần ưu tiên suy tính, chính là hệ thống đánh dấu đi ra thần thông, bởi vì những thần thông này cùng hắn không gì sánh được phù hợp không nói, cũng đều rất quen thuộc. Liền xem như thăng cấp phẩm cấp, đạt đến vĩnh hằng cảnh cấp độ, sử dụng cũng sẽ không lạnh nhạt. Trừ hóa khí tam thanh cùng sát sinh kiếm bên ngoài, Trương Trần còn có một cái có thể trực tiếp tăng lên trình thể chiến lực bí pháp. Nhất niệm thông thiên. Đây là Trương Trần ban sơ lúc tu luyện, tại Thái Sơ Thánh Địa đánh dấu đoạt được. Cùng nhau đi tới, Trương Trần sử dụng nhiều nhất một cái thực lực tăng phúc bí pháp. Mỗi lần toàn lực chiến đấu, Trương Trần đều sẽ sử dụng nhất niệm thông thiên, tăng phúc chiến lực. Lúc đó đánh dấu lúc đi ra cũng không có nói rõ ràng cụ thể phẩm cấp, nói chỉ là đây là một cái có thể tăng lên trình thể chiến lực bí pháp. Cái này khiến Trương Trần nhịn không được suy đoán, nếu là sử dụng thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách tăng lên nhất niệm thông thiên có phải hay không có thể làm cho nhất niệm thông thiên đối với hắn trình thể chiến lược gia trì tăng cường một chút dù sao thái sơ thánh địa bất quá là đại đế cấp bậc thế lực đánh dấu đi ra bí pháp coi như không nói phẩm cấp nhưng là khẳng định cũng không có đạt tới vĩnh hằng cảnh cấp bậc cơ hồ là trong nháy mắt trương trần ngay tại trong lòng làm ra quyết định bất quá tại tăng lên trước kia trương trần còn muốn hỏi thăm một chút hệ thống nếu là nhất niệm thông thiên tăng lên phẩm cấp sẽ không gia tăng tăng phúc chỉnh thể chiến lược lời nói vậy liền thua thiệt lớn hít sâu một hơi trương trần dưới đáy lòng hỏi thăm lên tiếng hệ thống ta cho nhất niệm thông thiên sử dụng thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách nhất niệm thông thiên đối ta chiến lược gia chỉ có thể hay không tăng lên hệ thống trả lời vô cùng đơn giản chỉ có một chữ sẽ nghe được hệ thống trả lời khẳng định trương trần nội tâm nhất định trên mặt lộ ra một vòng vui mừng vậy liền cho nhất niệm thông thiên sử dụng một lần thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách kiểm tra đo lường đến ký chủ ý nguyện ngay tại chuẩn bị thăng cấp ngay tại làm một niệm thông thiên sử dụng thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách tăng lên thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được vĩnh hằng cảnh cấp bậc bí pháp nhất niệm thông thiên thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách tiêu hao một lần trước mắt còn thừa lại hai lần hệ thống thoại âm vừa dứt chương trần trong đầu có quan hệ với nhất niệm thông thiên ký ức ghi chép bắt đầu xuất hiện thay thế Trước kia nhất niệm thông thiên còn tại chương trần trong trí nhớ, nhưng tại trước kia nhất niệm thông thiên ở trong, hiện tại xuất hiện mới nhất niệm thông thiên. Càng cường đại hơn nhất niệm thông thiên, vĩnh hằng cảnh cấp bậc nhất niệm thông thiên. Chương trần không dám thất lễ, vội vàng nín hơi ngưng thần, tiếp thu mới nhất niệm thông thiên. Sau một lát, chương trần mở hai mắt ra trong con mắt mang theo nồng đậm kinh diễm cùng vẻ tán thán. Cái này vĩnh hằng cảnh cấp bậc nhất niệm thông thiên quả nhiên là cường hãn vĩnh hằng cảnh cấp bậc nhất niệm thông thiên cùng trước kia nhất niệm thông thiên một dạng đều có được hai loại hình thái một loại là ma tính hình thái không nhìn đau đớn hiện ra điên dại trạng sẽ chỉ công kích sẽ không phòng ngự một loại khác là thần tính hình thái có được cực hạn tỉnh táo có thể trong nháy mắt làm ra chính xác nhất phán đoán tuyệt đối lý tính nhất niệm thông thiên tăng lên tới vĩnh hằng cảnh cấp bậc cũng không có sửa đổi những này lớn thiết lập mà là sửa lại tăng phúc chiến lược bội số trước kia nhất niệm thông thiên mặc kệ là thần tính hình thái hay là ma tính hình thái, đều chỉ có thể tăng phúc gấp hai trình thể chiến lực. Mặc dù không tệ, nhưng đến phía sau tu vi cảnh giới, đối với chương trần trợ giúp cũng còn lâu mới có được đã từng lớn như vậy. Hiện tại tăng lên phẩm cấp, đạt đến vĩnh hằng cảnh nhất niệm thông thiên, đem chọn thể chiến lực tăng phúc từ gấp 2, tăng lên tới gấp 10 lần. Đem so sánh với đã từng nhất niệm thông thiên, chọn vẹn nhiều gấp 5 lần trình thể chiến lực tăng phúc. Chương Trần thậm chí đã có thể nghĩ đến, đối mặt một phát lực lượng ngang nhau đối thủ thời điểm. Hắn bỗng nhiên sử dụng nhất niệm thông thiên, lúc kia, địch nhân hẳn là lại nên làm như thế nào ứng đối. Có vĩnh hằng cảnh cấp bậc nhất niệm thông thiên, Trương Trần cực hạn chiến lực, trực tiếp cất cao mấy cái cấp độ. Lấy lại bình tĩnh, Trương Trần tiếp tục bắt đầu suy tư còn lại hai cái thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách danh ngạch. Bây giờ nhất niệm thông thiên, hoa khí tam thanh, sát sinh kiếm phẩm cấp đều đến vĩnh hằng cảnh cấp bậc. Tăng thêm trước kia đánh dấu đoạt được quên sinh đao pháp cùng kiếm giới hình, chính là dòng giã năm đạo vĩnh hằng cảnh cấp bậc thần thông bí pháp. Cái này năm đạo thần thông bí pháp đều có một cái giống nhau đặc điểm, đều là trực tiếp gia tăng sức chiến đấu. Nhất niệm thông thiên tăng phúc trình thể chiến lực, sát sinh kiếm tăng phúc lực công kích, hoa khí tam thanh gia tăng phân thân chiến lực. Quên sinh đao pháp cùng kiếm giới hình là công phạt loại thần thông, cường đại dị thường, có thể để chương trần chiến lực tăng lên. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ hiện tại còn thiếu khuyết một đạo thân pháp loại thần thông. trương trần lông mày nhíu lại, hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác thiếu một đạo thân pháp loại thần thông. Trước đó thân pháp loại thần thông côn bằng Du Thiên Kinh rất mạnh, đáng tiếc phẩm cấp cũng không đến vĩnh hằng cảnh cấp bậc. Dù là hiện tại Trương Trần lĩnh ngộ viên mãn cấp độ không gian bản nguyên, tốc độ vô song. Nhưng thân pháp loại thần thông hay là cần dùng đến, có thể cho Trương Trần tại nguyên bản cực tốc phía dưới, lại lần nữa tăng phúc tốc độ. Mặc kệ là đối với đi đường hay là chiến đấu, đều có thật to có ích. Suy tư một cái chớp mắt sau, Trương Trần quyết định cái thứ tư danh ngạch. Hệ thống, cho côn bằng Du Thiên Kinh sử dụng một lần thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách, đem nó tăng lên tới vĩnh hằng cảnh cấp bậc. Thanh âm dưới đáy lòng rơi xuống, hệ thống lập tức làm ra đáp lại. Ký chủ ý nguyện đã thu đến, ngay tại chuẩn bị thăng cấp. Ngay tại là côn bằng Du Thiên Kinh tăng lên phẩm cấp. Tăng lên thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được vĩnh hằng cảnh cấp bậc thân pháp loại thần thông, côn bằng Du Thiên Kinh. Lần này tiêu hao một lần thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách, trước mắt còn thừa lại một lần. Hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, quen thuộc dòng lũ tin tức ngay tại trong đầu hiện lên, để Trương Trần lại lần nữa hai mắt nhắm lại cảm ngộ đứng lên. Sau một thời gian ngắn, Trương Trần đem vĩnh hằng cảnh cấp bậc côn bằng du thiên kinh tiêu hóa xong tất. Đạt đến vĩnh hằng cảnh cấp bậc côn bằng du thiên kinh đem so sánh với trước kia, nhiều hơn một loại năng lực. Đó chính là có thể làm cho Trương Trần phối hợp sử dụng không gian lực lượng của bản nguyên, côn bằng du thiên kinh không còn là lấy bình thường cực tốc mà là lấy không gian dung hợp thần thông lấy càng thêm huyền diệu hình thức tăng phúc tốc độ đơn luận tốc độ lời nói hiện tại có vĩnh hằng cảnh cấp bậc côn bằng du thiên kinh chương trần tốc độ so sánh với trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần hệ thống đánh dấu đi ra thần thông cùng bí pháp đều là do trước cảnh giới cường đại nhất hàng một hiện tại sử dụng thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách thăng cấp thần thông bí pháp tự nhiên cũng không ngoại lệ tăng lên phẩm cấp bọn chúng đều đã đạt đến vĩnh hằng cảnh cấp bậc thần thông bí pháp hàng thứ nhất hàng ngũ có thể được xưng là mạnh nhất vĩnh hằng cảnh cấp bậc thần thông bí pháp hít sâu một hơi trương trần chỉnh lý tốt suy nghĩ bắt đầu suy nghĩ sau cùng một cái thăng cấp danh ngạch công phạt loại thần thông có quên sinh đao pháp cùng kiếm giới hình tăng phúc chiến lực bí pháp có sát sinh kiếm hoa khí tam thanh cùng nhất niệm thông thiên liền ngay cả gia trì tốc độ thân pháp loại thần thông hiện tại cũng có côn bằng du thiên kinh hắn hôm nay còn kém một cái gì vĩnh hằng cảnh cấp bậc thần thông bí pháp đâu. Một đoạn thời khắc, Trương Trần trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái đã thật lâu không dùng qua thần thông. Đại Na Di. Đại Na Di hiệu quả rất đơn giản, không tăng phúc chiến lực, cũng không phải công phạt loại thần thông, thậm chí hắn cũng không phải gia tăng tốc độ thần thông. Đại Na Di, tại cùng một thế giới bên trong, tiêu ký một điểm, mặc kệ là người ở chỗ nào, đều có thể trong chớp mắt trở lại tiêu ký điểm chỗ. Lúc trước thu hoạch được Đại Na Di thời điểm, thế nhưng là Trương Trần tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đáng tiếc, hiện tại thân ở Hồng Mông, cái này đại na di liền có chút không phát huy được tác dụng. Chư thiên vạn giới tại phía xa rất nhiều tinh giới bên ngoài hỗn độn cự đản khu vực, Hồng Mông bên trong thế giới cũng nhiều như lông châu. Chỉ có thể ở chỉ là một thế giới sử dụng đại na di, đã không có chỗ ích lợi gì. Nhưng nếu là đại na di có thể làm cho Trương Trần tại chư thiên vạn giới cùng Hồng Mông vừa đi vừa về đi tới đi lui, vậy liền khác nói. Mặc kệ là làm cái gì, có loại rượu dụng này đại na di, đối với Trương Trần tới nói đều sẽ thật to tiết kiệm thời gian đi đường. Trương Trần lấy lại bình tĩnh, dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng. Hệ thống, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ký chủ, ngài xin hỏi. Trương Trần có chút trầm ngâm, nói khẽ. Là như vậy, trước kia đánh dấu đi ra đại na di thần thông, nếu như ta đưa nó phẩm cấp tăng lên tới vĩnh hằng cảnh cấp bậc. Nó có thể hay không để cho ta trực tiếp từ hồng mông trong nháy mắt trở lại chư thiên vạn giới. Thoại âm buông xuống, Hệ thống yên lặng một chút sau mới đáp lại lên tiếng. Rất xin lỗi ký chủ, cũng không thể. Trương Trần nghe được hệ thống ngữ, trong lòng lộp bộp một tiếng. Không được à. Vậy thật đúng là đáng tiếc, xem ra chỉ có thể cân nhắc mặt khác thần thông bí pháp. Thế nhưng là đúng lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Bởi vì hồng mông quá lớn, khoảng cách Chư Thiên Vạn Giới không gì sánh được xa xôi, ký chủ muốn dùng Vĩnh Hằng cảnh cấp bậc đại na di trở về Chư Thiên Vạn Giới. Trong nháy mắt thời gian khẳng định là không đủ. Cần dài hơn một chút thời gian mới có thể tới mục đích. Trương Trần nghe vậy thần sắc cứng lại. Hệ thống có ý tứ là nói, vĩnh hằng cảnh cấp bậc đại nazi không phải là không thể để hắn tại hồng mông thẳng tới chư thiên vạn giới, mà là không có khả năng trong nháy mắt đến chư thiên vạn giới, cần tốn hao một chút thời gian mới có thể đến. Nói như vậy, hắn lúc trước ý nghĩ có thể thực hiện. Nghĩ tới đây, Trương Trần trong lòng hiện ra cuồng hỉ. Nếu là có thể thẳng tới chư thiên vạn giới, như vậy hắn lần này trở về cũng không cần lại khổ cáp cáp đi đường. Trực tiếp thi triển đại Nazi, liền có thể trực tiếp mang theo kỷ sâm cùng mặt phục trở lại chư thiên vạn giới. Hiện tại đại Nazi tiêu ký điểm, nhưng vẫn là tại hồng mông đạo tông. Hệ thống, thời gian này dài nhất cần bao lâu? Hệ thống thanh âm vẫn như cũ không tình cảm chút nào. Dựa theo hồng mông khoảng cách chư thiên vạn giới xa nhất khoảng cách tính toán, dài nhất sẽ không vượt qua một canh giờ. Một canh giờ. Tại hồng mông cuối cùng trở lại chư thiên vạn giới không cần đến một canh giờ. Cái này đại na di, thang định. Trương Trần quả quyết làm ra quyết định, dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng. Hệ thống, cho ta đem một lần cuối cùng thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách dùng tại đại na di trên thân. Ngay tại là ký chủ sử dụng một lần cuối cùng thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách. Ngay tại tăng lên đại na di phẩm cấp. Tăng lên thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được vĩnh hằng cảnh cấp bậc thần thông, đại na di. Thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách sử dụng hoàn tất, trước mắt còn thừa số lần, số 0. Nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, Trương Trần thật dài thở ra một hơi. Cuối cùng là đem 5 lần thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách đều sử dụng xong, mà lại đều là dùng tại trên lưỡi đao. Không có cho Trương Trần quá nhiều thời gian suy nghĩ, đại biểu vĩnh hằng cảnh cấp bậc đại na di dòng lũ tin tức tại Trương Trần trong đầu hiện lên. Trương Trần hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm ngộ tiếp thu đứng lên. Một khắc đồng hồ sau, Trương Trần một lần nữa mở hai mắt ra khóe miệng dáng tươi cười không thể ức chế lộ ra. Có cái này vĩnh hằng cảnh cấp bậc đại na di, lần này trở về chư thiên vạn giới liền không có phiền phức như vậy hòa hoãn một chút cảm xúc sau trương trần cũng không có đứng dậy mà là lại lần nữa dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống sử dụng thánh thành một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội hắn nhưng không có quên tại thánh thành còn có một lần đánh dấu cơ hội không có sử dụng đi vào thánh thành giải tỏa hai lần đánh dấu cơ hội đi đến thánh mạch phủ giải tỏa một lần đánh dấu cơ hội thánh mạch phủ đánh dấu cơ hội đánh dấu ra hỗn độn cảnh hồng mông tạo hóa trải qua khiến cho hồng mông giới diện tích đạt tới 10.000 cái châu lục diện tích cực hạn. Bởi vậy, Trương Trần không cố kỵ nữa, trực tiếp đột phá đến vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh. Thánh thành hai lần đánh dấu cơ hội, vừa mới sử dụng một lần, thu được năm lần thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách. Để thiếu khuyết được bù đắp không nói, còn nặng lấy được một cái đã từng Trương Trần hết sức hài lòng tiết kiệm thời gian thần thông. Cuối cùng này một lần đánh dấu cơ hội, không biết lại có thể đánh dấu đi ra vật gì tốt. Hệ thống không để cho Trương Trần chờ đợi, Vừa dứt lời liền làm ra đáp lại. Kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại thánh thành, có thể đánh dấu, ngay tại chuẩn bị đánh dấu. Ngay tại đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được vĩnh hằng cảnh hộ dưới trận pháp, hồng mông vô lượng trận trận bàn. Lần này đánh dấu kết thúc, đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho, xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không, xin mời ký chủ tìm kiếm kế tiếp đánh dấu giải tỏa mới đánh dấu cơ hội. Trương Trần nghe được trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở, tâm thần sợ chấn. Vĩnh hằng cảnh hộ giới trận pháp, hồng mông vô lượng trận. Đây là vật gì? Thì có chỗ ích lợi gì? Ý nghĩ này vừa mới sinh ra một cái màu tím trận bàn liền xuất hiện ở Trương Trần trước người. Trận bàn nhìn không gì sánh được bình thường, tựa như một cái bình thường trận bàn bình thường. Có thể Trương Trần có thể rõ ràng cảm giác được, tại trận bàn này bên trong, ẩn chứa vô cùng cường đại uy năng. Cỗ uy năng này, siêu việt cổ đế đỉnh phong, cũng siêu việt chứng đạo cảnh đỉnh phong, thậm chí liền ngay cả chúa tể cảnh tại trước mặt nó đều không đủ nhìn. Cái này khiến Trương Trần có chút kinh hãi. Cái này hồng mông vô lượng trận, chẳng lẽ lại có vĩnh hằng cảnh đỉnh phong uy năng. Chí ít Trương Trần cảm thấy, hắn hiện tại cho dù là toàn lực xuất thủ, cũng không thể địch nổi trong trận bàn này uy năng. Hít sâu một hơi, Trương Trần lực lượng thần hồn tràn vào màu tím trong trận bàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, có quan hệ với hồng mông vô lượng trận hết thảy đều xuất hiện ở Trương Trần trong đầu. Trương Trần vội vàng điều động tâm thần, bắt đầu xem xét đứng lên. Sau một lát, Trương Trần thu hồi lực lượng thần hồn, nhìn chăm chú lên trước mắt màu tím trận bàn, ánh mắt lộ ra vẻ thận trọng. Cái này hồng mông vô lượng trận, quả nhiên là cùng hắn đoán một dạng, có được vĩnh hằng cảnh đỉnh phong uy năng. Không, thậm chí liền ngay cả vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cũng không thể cùng so sánh. Hồng mông vô lượng trận, chia làm công kích cùng phòng ngự hai cái hình thái. Công kích hình thái, có thể tùy tiện chém chết vĩnh hằng cảnh đỉnh phong phía dưới hết thảy sinh linh. Cho dù là vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh cưỡng ép phá trận, cũng muốn bị thương nặng. Phòng ngự hình thái chính là 10 vị vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh cùng nhau tiến đánh, đi qua 100 triệu năm, trận pháp cũng sẽ không có chút nào bị hao tổn. Hồng Mông vô lượng trận không phải một cái tông môn, một cái gia tộc, thậm chí cả một châu lục trận pháp, mà là một thế giới, một cái khổng lồ hỗn độn thế giới trận pháp. Một khi triển khai, hồng mông vô lượng trận có thể đem cả một cái hỗn độn thế giới đều bảo hộ tại trong trận pháp. Xe bàn tay ra Trương Trần cẩn thận từng ly từng tí đem màu tím trận bàn thu vào tùy thân trong tiểu thế giới. Hồng mông vô lượng trận tới đúng lúc, có thể cho hắn, để chư thiên vạn giới miễn đi rất nhiều nguy nan cùng phiền phức. Đằng sau hắn hủy diệt thánh di tộc, bất kể nói thế nào, thánh tộc si mạch là khẳng định điều động cường giả tiến đến chư thiên vạn giới lấy lại danh dự. Hắn ở thời điểm còn tốt, hắn không tại chư thiên vạn giới, lúc này si mạch cường giả đến chư thiên vạn giới chính là vô địch tồn tại tại loại chuyện lớn này phía trên trương trần không có khả năng toàn bộ gửi hy vọng ở thánh mạch cùng diễn thịnh chỗ thiên diễn tộc chi mạch bọn hắn là nói qua không có quá mạnh cường giả đi chư thiên vạn giới có thể trương trần lại cần làm tốt chưa mưa lụa quấn chuẩn bị có hồng mông vô lượng trận lời nói những vấn đề này liền đều không phải là vấn đề chỉ cần đem hồng mông vô lượng trận bố trí tại chư thiên vạn giới bên trong như vậy chư thiên vạn giới bên trong tất cả thánh di tộc xào huyệt liền có thể bị trong nháy mắt triệt để xóa đi loại này xóa đi không cách nào tái sinh xóa đi hồng mông vô lượng trận uy năng có thể làm được điểm này những cái kia thánh di tộc trong xào huyệt tràn ngập siêu việt cổ đế đỉnh phong lực lượng nhiều nhất bất quá là chúa tể cảnh cấp độ loại cấp bậc kia lực lượng tại hồng mông vô lượng trận trước mặt có thể không đủ nhìn không có thánh di tộc xào huyệt thánh di tộc cùng si mạch cường giả liền không thể thẳng tới chư thiên vạn giới bên trong cần từ ngoại giới tiến vào. Phía sau si mạch cường giả đến chư thiên vạn giới bên ngoài, muốn đi vào chư thiên vạn giới, nhất định phải công phá hồng mông vô lượng trận. Đáng tiếc, không có hỗn độn cảnh tồn tại xuất thủ, hồng mông vô lượng trận cũng không cách nào bài trừ. Đến cái 10 cái 8 cái vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh đều không đỉnh chỗ ích lợi gì. Trương Trần có thể không tin, đường đường hỗn độn cảnh cường giả sẽ đi địa phương xa như vậy, tìm chư thiên vạn giới phiền phức. Không chút nào khoa trương, có hồng mông vô lượng trận, hết thảy liền đều vạn vô nhất thất. Thánh di tộc hoặc là si mạch cường giả đến, trực tiếp thôi động rào sát, còn có thể loại trừ chư thiên vạn giới tai họa ngầm, thánh di tộc xảo huyệt. Không chỉ như vậy, cũng có thể để chư thiên vạn giới nhiều một tầng phòng hộ, không để cho hồng mông cường giả tiến vào chư thiên vạn giới, cho chư thiên vạn giới trưởng thành thời gian. Hiện tại Trương trần trừ thánh mạch cùng thiên diễn tộc chi mạch trợ giúp cùng cam đoan, còn có được thuộc về mình lực lượng. Sau một hồi lâu, Trương trần miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình, chậm rãi đứng dậy đánh dấu toàn bộ kết thúc tiếp tục lưu lại thánh thành cũng không có tác dụng gì là thời điểm về nhà trương trần không do dự trực tiếp cho kỳ sâm cùng mặt phục phát ra một đạo đưa tin để cho bọn họ tới gian phòng của mình thế giới một lần đợi đến kỳ sâm cùng mặt phục đến trương trần liền có thể trực tiếp thi triển đại na di từ thánh thành trở về chư thiên vạn giới kỳ sâm cùng mặt phục tại trương trần phát ra tin tức một chén trà sau lần lượt đi tới trương trần gian phòng thế giới ở trong Kỳ Sâm thân thể cao lớn khoanh chân ngồi tại trên một chỗ bình nguyên, tựa như một ngọn núi nhỏ. Ánh mắt nhìn về phía Trương Trần, trong mắt mang theo tìm kiếm chi sắc. "Trương Trần tiểu hữu, chúng ta bây giờ là muốn xuất phát tiến về quê hương của ngươi sao?" Một bên hình thể nhỏ đi rất nhiều mặt phục nghe vậy, cũng mặt lộ vẻ tò mò. Hắn cũng rất muốn biết Trương Trần để bọn hắn tới, có phải là bọn hắn hay không muốn lên đường. Dựa theo tốc độ của bọn hắn cùng từng cái thế giới thành trì ở giữa trận pháp truyền tống, Bọn hắn nhiều lắm là một hai ngày thời gian liền có thể đến chương trần chỗ chư thiên vạn giới. Đương nhiên, nếu là bọn hắn thi triển thủ đoạn, tốc độ cao nhất chạy tới lời nói, còn có thể tiết kiệm một chút thời gian. Chương trần cũng không hề ngồi xuống, mà là đứng nghiêm tại kỳ sâm cùng mặt phục phụ cận. Nhưng tại kỳ sâm cùng mặt phục trước mặt hai người, dù là chương trần là đứng đấy, cũng bất quá khó khăn lắm cùng ngồi xếp bằng mặt phục cao không sai biệt cho lắm. Nghe được kỳ sâm hỏi thăm, chương trần cười thần bí. Hai vị đạo hữu, ta có một loại phương pháp có thể trực tiếp trở lại ta chỗ hỗn độn thế giới. Còn xin đợi chút nữa hai vị phối hợp ta một chút, không nên phản kháng, không phải vậy chỉ sợ hai vị muốn giữa đường làm mất. Thoại âm buông xuống, kỳ sâm cùng mặt phục đều mặt lộ vẻ tò mò. Phương pháp gì lợi hại như vậy, lại có thể từ khoảng cách một cái tinh giới địa phương, trực tiếp trở lại hỗn độn cự đàn khu vực. Loại năng lực này, chính là hỗn độn cảnh cường giả cũng làm không được đi. Cho dù là hỗn độn cảnh cường giả, cũng cần bước ra mấy bước thời gian mới có thể đến. Kỳ Sâm cùng mặt phục liếc nhau sau, đều là khẽ gật đầu. Trương Trần Tiểu Hữu yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Bọn hắn đối với Trương Trần phương pháp không gì sánh được hiếu kỳ, có thể tự mình nếm thử một phen, cũng không tệ. Trương Trần bàn chân bước ra lơ lửng giữa không trung, cùng Kỳ Sâm cân bằng mà đứng. Kỳ Sâm đạo hữu, chỉ sợ lần này cần ủy khuất ngươi một chút. Mà phục đạo hữu, đến Kỳ Sâm đạo hữu trên bờ vai, đến lúc đó ta lại đứng tại kỳ sâm đạo hữu một bên khác trên bờ vai. Như vậy chúng ta liền có thể thẳng tới ta chỗ hỗn độn thế giới. Đại Na Di có thể dẫn người cùng nhau đi tới, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải trực tiếp hoặc là gián tiếp chạm đến bị truyền tống người mới được. Không có khả năng tiếp xúc đến cùng một chỗ, hắn liền không thể mang theo cùng nhau truyền tống. Kỳ sâm nghe vậy, có chút giờ khóc giờ cười, ánh mắt nhìn về phía mặt phục, vẫy vẫy tay. Mặt phục đến đây đi, nghe chương trần tiểu hữu hắn trong mơ hồ giống như biết chương trần phương pháp, phương pháp này hẳn là cần ba người bọn hắn tiếp xúc với nhau, không có khả năng tách ra. Một khi tách ra bị tách ra cái kia, liền sẽ bị nửa đường loại bỏ ra ngoài. Bất đắc dĩ là hắn hình thể lớn nhất, chỉ có thể dựa vào hắn lẫn nhau tiếp xúc. Mà phục sừng sốt một chút sau, liền vẻ mặt tươi cười nhảy lên một cái, đứng ở kỳ sâm trên bờ vai. Khoan hãy nói, cái này tầm mắt rất tốt, quả nhiên à, thật sự là đứng xem trọng xa kỳ sâm quay đầu chỗ khác cười mắng một tiếng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ có tin ta hay không đem người ném xuống mặt phục nhún vai không nói gì thêm trương trần thấy thế cười nhạt một tiếng thân thể phiêu động đi vào kỳ sâm một bên khác trên bờ vai đứng vững vỗ vỗ kỳ sâm cái cổ trương trần trầm giọng nói kỳ sâm đạo hữu còn có mặt phục đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng nhất định không nên chúng đổ tách ra ta muốn bắt đầu kỳ sâm cùng mặt phục nghe vậy nhao nhao thu liễm dáng tươi cười, trịnh trọng điểm đầu. Chuẩn bị xong. Đang khi nói chuyện, Kỳ Sâm đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng. Trương Trần nghe được lời của hai người, bật cười lớn. Cái kia tốt, chúng ta, khởi hành. Nói xong, Trương Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động đại na di tại hồng mông đạo tông tiêu ký điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Trần cùng tiêu ký điểm sinh ra liên hệ, mang theo kỳ sâm cùng mạc phục cùng một chỗ, biến mất tại thế giới bên trong. Chư thiên vạn giới. 33 đại thiên thế giới một trong, vĩnh hằng đế giới. U Châu, Hồng Mông Đạo Tông. Lúc này trước sơn môn, vô số cường giả nối liền không dứt, những cường giả này đến từ vĩnh hằng đế giới khác biệt châu lục. Nhị đẳng châu lục, nhất đẳng châu lục, thậm chí đặc đẳng châu lục cường giả. Bình thường khó mà nhìn thấy thiên đế cấp bậc cường giả, ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Những cường giả này tới mục đích chỉ có một cái, cùng Hồng Mông Đạo Tông giao hảo quan hệ. Bây giờ Hồng Mông Đạo Tông đã triệt để xưa đâu bằng nay. Thiên đế cường giả có được hơn 10 vị, cổ đế cường giả cũng có được hơn 10 vị, có thể nói là một phương siêu nhiên thế lực to lớn. Đơn thuần cổ đế cường giả số lượng, toàn bộ vĩnh hằng đế giới không có thế lực nào có thể vượt qua nó. Có hồng mông đạo tông tọa chấn, U Châu cũng không còn là đã từng nhất đẳng châu lục, mà là thăng cấp trở thành đặc đẳng châu lục. Khiến cho U Châu siêu việt dĩ vãng đỉnh phong, sáng tạo ra một cái độ cao mới. Những cường giả này không chỉ là bởi vì hồng mông đạo tông những này mới đản sinh cường giả mà đến, bọn hắn càng là vì hồng mông đạo tông tông chủ trương trần trương trần tên hiện tại đã vang vọng toàn bộ chư thiên vạn giới cũng biết thực lực cường đại của hắn cùng cường đại nhân mạch có cường giả loại này tọa chấn hồng mông đạo tông cùng u châu bọn hắn không đến kết giao chẳng lẽ lại còn muốn cùng trở mặt bọn hắn lại không ngốc tự nhiên biết cùng cường giả kết giao chỗ tốt dù là trèo không lên quan hệ có thể tại hồng mông đạo tông lăn lộn cái quen mặt cũng là tốt về sau gặp được sự tình cũng dễ nói hồng mông đạo tông bên trong tông chủ đại điện võ lệ cùng ninh hồng nhan ngồi xếp bằng thương nghị sự tình tại vĩnh hằng chân giới tu luyện một chút thời gian đằng sau bọn hắn tại công pháp khó mà thôi diễn sáng tạo thời điểm lựa chọn tạm thời rời đi vĩnh hằng chân giới về tới hồng mông đạo tông không chỉ là hai người bọn họ như vậy lam già huyết vô nhai tiêu sát cùng đông đảo hoang cổ trương gia cường giả cũng là như thế đại đế về sau tăng cao tu vi không chỉ là năng lượng đầy đủ liền có thể đột phá còn cần thôi diễn sáng tạo công pháp của mình chỉ có công pháp hướng mặt trước đẩy vào tu vi lại thỏa mãn đột phá điều kiện mới có thể thực hiện tu vi đột phá tại mới vừa tiến vào vĩnh hằng chân giới tăng lên trên diện rộng tu vi về sau bọn hắn tiêu hao hết trước kia thôi diễn những công pháp kia tiến độ tu vi tăng lên lúc này mới không thể khâu chậm lại mặc dù vĩnh hằng chân giới huyền diệu khí tức có thể gia tăng ngộ tính của bọn họ để bọn hắn thôi diễn sáng tạo công pháp tốc độ tăng tốc thế nhưng là cái này tăng tốc cũng là đối ứng với nhau cũng không phải là một xúc mà thành thôi diễn sáng tạo như cũ cần thời gian cuối cùng bọn hắn thông qua thương lượng thường cách một đoạn thời gian về sau liền ra ngoài mấy vị cường giả trở lại hồng mông đạo tông tọa chấn cũng chính bởi vì bọn hắn như vậy khiến cho bây giờ hồng mông đạo tông uy thế vang vọng toàn bộ vĩnh hằng đế giới võ lệ thâm hít một hơi đối với ninh hồng nhan có chút bận tâm nói không biết trương trần lão đệ lần này đi bên ngoài hỗn độn như thế nào nơi đó cũng không phải chúng ta nơi này hồng mông bên trong có được rất nhiều cổ đế đỉnh phong trở lên cường giả, nguy hiểm trùng điệp. Hy vọng Trương Trần lão để hết thảy thuận lợi mới là đáng tiếc thực lực chúng ta quá kém, không giúp đỡ được cái gì. Ninh Hồng Nhan nghe vậy, không thèm để ý cười cười. Lệ ca, ngươi cũng đừng có đa sầu đa cảm, Trương Trần đạo hữu thiên tư cùng thực lực ngươi cũng không phải không biết. Ta tin tưởng, cho dù là hắn đi Hồng Mông, cũng sẽ là một viên không gì sánh được trói mắt tân tinh. Nói không chừng hắn hiện tại thực lực đã đạt đến vĩnh hằng cảnh đối với cổ đế trên đỉnh phong tu vi cảnh giới còn có chương trần chỗ đi bọn hắn cũng biết cùng võ lệ khác biệt chính là ninh hồng nhan đối với chương trần tự tin vô cùng cái này đã từng vượt qua đại cảnh giới đưa nàng đánh bại yêu nghiệt mặc kệ muốn đi chỗ nào đều sẽ không gì sánh được trói mắt thoại âm buông xuống võ lệ thần sắc có chút bất đắc dĩ ta cũng biết chương trần lão đệ thiên tư cùng thực lực rất cường đại thế nhưng là lần này hắn đi mục đích là vì thánh di tộc phía sau thánh tộc chủng tộc kia ta mặc dù không biết thực lực nhưng bọn hắn dưới tay một chủng tộc thánh di tộc đều cường đại như vậy. Ta không thể không lo lắng Trương Trần Lão đệ an nguy vấn đề. Ninh Hồng Nhan nghe vậy cũng trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, Trương Trần không có bất kỳ cái gì mục đích, vẻn vẹn đi hồng mông bên trong tu luyện tăng cao tu vi. Hết thảy cũng không có vấn đề gì, thậm chí có thể làm được rất tốt. Thế nhưng là Trương Trần không phải là không có mục đích, mục đích của hắn rất rõ ràng. Đi cho chư thiên vạn giới tìm kiếm ngoại viện, đối kháng thánh di tộc phía sau thánh tộc si mạch ngay tại hai người trầm mặc thời điểm một tiếng cười khẽ tại tông chủ trong đại điện vang lên võ lệ lão ca còn có ninh hồng nhan đạo hữu không cần phải lo lắng an nguy của ta lần này vừa đi sự tình ta đều giải quyết mà lại ta còn mang theo hai vị bằng hữu trở về nghe được vang lên bên tai thanh âm quen thuộc võ lệ cùng ninh hồng nhan thân thể chấn động mạnh một cái vội vàng đứng dậy thanh âm này là trương trần trương trần trở về lời còn chưa dứt một tia sáng lấp lóe ở giữa một đạo cao tới hơn 10 trượng thân ảnh to lớn chậm rãi hiện lên ở trong đại điện. Thân ảnh to lớn quanh thân bao phủ quang mang còn không có tán đi, Võ Lệ cùng Ninh Hồng Nhan trên khuôn mặt liền không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi. Cỗ khí tức này thật mạnh, sau cổ đế đỉnh phong còn muốn càng mạnh. Chẳng lẽ lại đây là vĩnh hằng cảnh cấp bậc cường giả? Nghĩ đến khả năng này, Võ Lệ cùng Ninh Hồng Nha nhịn không được liếc nhau, đều là nuốt nước miếng. Bọn hắn tu vi hiện tại đã đột nhiên tăng mạnh, một thân tu vi đạt đến sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào luân hồi giai đoạn cổ đế bọn hắn chính là bởi vì mắc kẹt ở đây mới lựa chọn đi ra ngoài tìm cầu đột phá thời cơ hiện tại bọn hắn cảm giác bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phóng đại tu vi có chút không đáng chú ý quá không đủ nhìn vĩnh hằng cảnh cấp bậc cường giả hà toàn bộ chư thiên vạn giới cũng chỉ có trần vạn cổ những cái kia thập đại cường giả sắp đột phá cường giả khác còn kém chi rất xa nghe vừa mới chương trần lời nói ý tứ lần này trở về hắn mang theo hai vị bằng hữu. Không ngoài dự liệu lời nói, hai cái này bằng hữu đều là vĩnh hằng cảnh cường giả. Trước mắt bọn hắn cái này thân ảnh to lớn, chính là một cái trong số đó. Rất nhanh, quang mang tán đi, hiển lộ ra bên trong tràng cảnh. Lúc này võ lệ cùng Ninh Hồng Nhan mới phát hiện, trước mắt bọn hắn cũng không chỉ là một bóng người mà là ba bóng người. Một thân thể khổng lồ, cao tới hơn 10 trượng. Một thân thể khôi ngô, có được cao một trượng còn có một đạo cùng bọn hắn hình thể tương đương, cũng là bọn hắn quen thuộc nhất thân ảnh. Trương Trần Trương Trần thân thể khẽ động, từ kỳ sâm trên bờ vai chậm rãi rơi xuống, đi vào võ lệ cùng Ninh Hồng Nhan trước mặt, cười nhạt một tiếng. Võ lệ lão ca, Ninh Hồng Nhan đạo hữu, đã lâu không gặp. Võ lệ cùng Ninh Hồng Nhan nghe vậy, lấy lại tinh thần, theo bản năng đáp lại lên tiếng. Đã lâu không gặp. Trương Trần lại lần nữa cười cười, quay người đối với kỳ sâm cùng mặt phục giới thiệu nói. Võ lệ lão ca, còn có ninh hồng nhan đạo hữu hai vị này là ta tại hồng mông bên trong kết giao bằng hữu thân thể cao lớn vị kia gọi là kỳ sâm đến từ chiến thần tộc thực lực đạt đến vĩnh hàng cảnh cấp độ mặt khác vị kia gọi là mạt phục đến từ lạc thần tộc thực lực cũng là vĩnh hàng cảnh đáng nhắc tới chính là bọn hắn đều là ba vị vĩnh hàng cảnh cường giả nhục thân linh lực cùng thần hồn đều đã đột phá vĩnh hàng cảnh nói đến đây Trương trần cho kỳ sâm cùng mạt phục cũng giới thiệu một chút kỳ sâm đạo hữu mặt phục đạo hữu hai vị này là của ta người thân cận đã từng giúp ta đông đảo vị này là võ lệ vị này là ninh hồng nhan kỳ sâm cùng mặt phục nghe vậy đối với võ lệ cùng ninh hồng nhan hữu hảo cười cười nơi này chính là chương trần tiểu hữu quê hương à không gian có chút yếu kém còn có nơi này vậy mà không có vĩnh hằng chi lực tồn tại xem ra hỗn độn thế giới cùng hồng mông vẫn có một ít tranh lệch nhìn thấy kỳ sâm cùng mặt phục dáng tươi cười còn có bên tai rơi xuống chương trần thanh âm đàm thoại Vừa mới khôi phục võ lệ cùng Ninh Hồng Nhan lại lần nữa chấn kinh. Cho dù là bọn họ đã đoán được cái này hai đạo lạ lẫm thân ảnh thực lực khả năng đạt đến vĩnh hằng cảnh cấp độ, nhưng là bây giờ bọn hắn chính tay nghe được Trương Trần giới thiệu, hay là không thể ức chế lâm vào khiếp sợ cảm xúc ở trong. Vậy mà thật đều là vĩnh hằng cảnh cường giả, hay là ba vị vĩnh hằng cảnh. Trương Trần có thể kết giao đến loại bằng hữu này, còn có thể mang theo bọn hắn trở lại Chư Thiên Vạn Giới. Nói như vậy, Trương Trần thực lực hôm nay chẳng phải là cũng đã Nghĩ tới đây, võ lệ thâm hít một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm chấn kinh, đối với kỷ sâm cùng mặt phục có chút chắp tay sau. Quay đầu hướng Trương Trần hỏi thăm lên tiếng. Trương Trần lão đệ, ngươi bây giờ tu vi. Lời còn chưa dứt, thế nhưng là ý tứ, lại là không cần nói cũng biết. Một bên ninh hồng nhan mặc dù không có nói chuyện, trong mắt nhưng cũng mang theo nồng đậm tìm kiếm chi sắc. Nàng cũng rất muốn biết Trương Trần tu vi hiện tại, đến cùng bao nhiêu. Trương Trần nghe vậy, bật cười lớn, Võ lệ lão ca đoán không sai, tu vi của ta cũng đã đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Cùng kỳ sâm, mà phục một dạng, đều là ba vị vĩnh hằng cảnh, lần này đi hồng mông, thu hoạch rất nhiều. Nghe được Trương Trần lời nói, võ lệ cùng Ninh Hồng Nhan có chút mê mang liếc nhau. Vừa mới bọn hắn còn tại lo lắng Trương Trần an nguy, kết quả ngược lại tốt, Trương Trần vậy mà đã siêu việt tất cả mọi người. Chẳng những trước một bước đột phá đến vĩnh hằng cảnh, hay là linh lực, nhục thân, thần hồn ba vị đột phá vĩnh hằng cảnh. Trương Trần phát giác được võ lệ cùng Ninh Hồng Nhan chấn kinh, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Thật sự là bởi vì lần này hắn đi Hồng Mông thực lực tăng lên xác thực quá lớn. Đổi lại là chỗ hắn tại võ lệ cùng Ninh Hồng Nhan vị trí bên trên, cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ. Tại tĩnh Bịch Tinh Hải đánh dấu chớp mắt ba vị tu vi quán đỉnh, trực tiếp để tu vi trong nháy mắt đạt đến cổ đế đỉnh phong cấp độ. Gặp được Kỳ Sâm cùng mặt phục, tiến về cơ duyên chi địa luyện hóa thu lấy vĩnh hằng cảnh đỉnh phong chân ma tộc cường giả thi hải nhục thân phá vĩnh hằng đằng sau lại đang thánh thành thánh mạch phủ đánh dấu hỗn độn cảnh cấp bậc hồng mông tạo hóa trải qua, cải tu công pháp. Nhất niệm thẳng tới Cổ Đế đỉnh phong tầng trên cùng nhất độ, khiến cho hồng mông giới diện tích đạt tới cực hạn, không cách nào khuếch trương. Như vậy Trương Trần lúc này mới thuận thế đột phá vĩnh hàng cảnh, đạt thành hiện tại ba vị vĩnh hàng cảnh thành tựu. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Trương Trần chính mình đối với mình lần này thực lực tăng lên đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Những này khâu thiếu một cái hiện tại hắn thực lực đều làm không được cường đại như vậy. Sau một hồi lâu, võ lệ, Ninh Hồng Nhan lấy lại tinh thần, đối với Trương Trần cùng Kỳ Sâm, mà phục thật có lỗi cười một tiếng. Thật có lỗi, có chút quá chấn kinh, để mấy vị đợi lâu. Trương Trần không quan trọng nhún vai. Võ lệ lão ca, các ngươi nói gì vậy đây là nơi nào có cái gì đợi lâu không đợi lâu. Đúng rồi, các ngươi làm sao lại xuất hiện tại Hồng Mông Đạo Tông, theo lý mà nói, các ngươi không nên ở nơi đó tu luyện sao. Lúc này, Kỳ Sâm cùng mặt phục ngay tại cảm giác cùng dò xét Hồng Mông Đạo Tông, cũng không có chú ý Trương Trần ba người nói chuyện. Võ Lệ cùng Ninh Hồng Nhan liếc nhau sau, đều là đắng chát cười một tiếng. Còn có thể là bởi vì cái gì? Thiên phú của chúng ta hạn mức cao nhất không có cao như vậy. Tu Vi đạt tới sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế về sau, đối với luân hồi chân lý khó mà cảm ngộ không nói, công pháp tiến lên cũng lâm vào bình cảnh. Ở bên trong cũng tăng lên không là cái gì, Trọng yếu nhất chính là ở bên trong đối với luân hồi chân lý lĩnh ngộ quá mức cực hạn, dứt khoát chúng ta liền đi ra. Trương Trần nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ. Thì ra là như vậy. Hoàn toàn chính xác, luân hồi giai đoạn cổ đế không thể so với mặt khác, cần lĩnh ngộ ưu tiên lĩnh ngộ luân hồi chân lý mới được. Tại vĩnh hằng chân giới bên trong, căn bản không có cái gì có thể lĩnh ngộ tồn tại, đi vào ngoại giới muốn lại càng dễ lĩnh ngộ một chút. Công pháp khó mà thôi diễn sáng tạo, thì càng là một đại vấn đề, cuối cùng hay là võ lệ ninh hồng nhan chính mình nói như vậy thiên phú của bọn hắn hạn mức cao nhất quá thấp đi tới hiện tại tu vi này bọn hắn đã rất khó giống trước đó một dạng nhanh chóng mượn nhiều vĩnh hằng chi lực tăng cao tu vi thậm chí trương trần còn có thể nghĩ đến chỉ sợ không chỉ là võ lệ hai người bọn họ dạng này những người khác cũng hẳn là không sai biệt lắm tình huống duy nhất có khả năng xuất hiện ngoại lệ cũng chỉ có phụ thân của hắn trương lan phụ thân trương lan ngộ tính thiên phú đều rất mạnh dù là không có thái cổ thánh thể cũng không thể ảnh hưởng sự cường đại của hắn. Tại Trương Trần người thân cận bên trong, trừ tiên tổ Trương Sở Cuồng bọn hắn bên ngoài, Trương Lan Thiên Tư hẳn là mạnh nhất. Nghĩ đến chính mình tùy thân trong tiểu thế giới cất giữ vĩnh hằng cảnh cảnh giới nhắc nhở phù, Trương Trần có chút rối rắm. Vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù hết thảy cũng chỉ có 10 cái, thế nhưng là hắn người thân cận cũng không chỉ có 10 vị. Mặc kệ là gia tộc các lão tổ hay là phụ thân mẫu thân đại bá, hay là võ lệ, Ninh Hồng Nhan, máu không bờ, lam già cùng tiêu sát bọn hắn, Trương Trần đều muốn để bọn hắn đột phá cổ đế đỉnh phong, đạt tới vĩnh hằng cảnh cấp độ. Đáng tiếc, hiện thực không cho phép. Trương Trần ưu tiên suy tính, tự nhiên hay là người nhà, thân nhân, võ lệ bọn hắn cần chờ đến phía sau lại nói. Về sau Trương Trần không tin, hắn không có khả năng lại đánh dấu ra vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ. Đợi đến lần sau đánh dấu đi ra vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ, lại cho võ lệ lão ca bọn hắn sử dụng đi. Lần này vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ, trước cho phụ thân mẫu thân bọn hắn sử dụng. Tiên tổ trương sở cuồng, vạn võ cổ đế trần vạn cổ những cường giả này chính mình liền có thể mượn nhờ vĩnh hằng chi lực đột phá vĩnh hàng cảnh. Cũng không có tất yếu đi ủng phí hết một tấm vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù để bọn hắn đột phá. Hạ quyết tâm về sau, trương trần nội tâm xoắn suýt tán đi, suy nghĩ trở nên thông suốt đứng lên. ngẩng đầu, trương trần đối với kỷ sâm cùng mặt phục nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai vị đạo hữu chờ một lát một lát, ta cần ra ngoài làm một việc, làm xong về sau chúng ta lại tự. Nói, Trương Trần đối với võ lệ cùng Ninh Hồng Nhan có chút ra hiệu. Võ lệ lão ca còn có Ninh Hồng Nhan đạo hữu, nếu như các ngươi có cái gì tu luyện nan đề, có thể hỏi thăm một chút kỳ sâm cùng mặt phục đạo hữu. Nghĩ đến bọn hắn có thể nói cho các ngươi biết đáp án. Nói xong, Trương Trần không có chờ kỳ sâm cùng mặt phục nói chuyện, liền trực tiếp biến mất tại trong đại điện. Kỳ sâm cùng mặt phục nghe được Trương Trần thanh âm đàm thoại, nhịn không được liếc nhau tình cảm bọn họ chạy tới cái gì cũng không làm liền muốn chỉ điểm tu luyện bất quá nếu là chương trần bàn giao chỉ điểm một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục nghĩ tới đây kỳ sâm cùng mặt phục đối với có chút không biết làm sao võ lệ cùng ninh hồng nhan hiền lành cười một tiếng hai vị đạo hữu có thể có gì cần hỏi thăm chúng ta chúng ta biết đến nhất định biết gì nói nấy biết gì nói nấy võ lệ cùng ninh hồng nhan bị kỳ sâm các loại mặt phục thái độ chỉnh có chút mộng hồng mông vĩnh hằng cảnh cường giả đều là như thế hiền lành à. Do dự một chút, hai người bắt đầu đem việc tu luyện của mình nan để nói ra. Kỳ sâm cùng mặt phục biết được về sau, cũng bắt đầu là võ lệ, ninh hồng nhan giải đáp đứng lên. Một bên khác, Trương Trần trực tiếp bước ra một bước, rời đi vĩnh hằng đế giới, sau đó lại là mấy bước bước ra đi tới chư thiên vạn giới trung ương. Nói là trung ương, kỳ thực chính là một chỗ hư vô không gian, cái gì đều không tồn tại. Không có thế giới tồn tại, cũng không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Trương Trần nhìn thoáng qua bốn phía, khẽ gật đầu. Ngay ở chỗ này để đặt trận bàn đi. Nói xong, bàn tay huy động, vĩnh hằng chi lực tuôn ra. Đen chỗ này không gian hư vô che chắn, che giấu, ẩn nấp tại chân chính không biết ở trong. Làm xong những này về sau, Trương Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hồng mông vô lượng trận trận bàn kêu gọi ra. Lựa chọn một cái vị trí thích hợp bày ra lại dùng vĩnh hằng chi lực đem nó một mực cố định tại nguyên chỗ. Nhìn chăm chú lên trước mắt màu tím trận bàn, Trương Trần nhịn không được hít sâu một hơi. Cho ta, Hải. Vĩnh Hằng chi lực phun ra ngoài, liên tục không ngừng rót vào màu tím trong trận bàn. Theo những này Vĩnh Hằng chi lực rót vào, màu tím trận bàn bắt đầu tách ra uy năng kinh khủng. Sau một lát, Trương Trần đình chỉ chuyển vận Vĩnh Hằng chi lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu tím trận bàn bộc phát ra một đạo mãnh liệt hào quang màu tím, chiếu sáng bốn phía hết thảy. Tử quang nhanh chóng khuếch tán, so với bình thường tốc độ ánh sáng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, trong nháy mắt liền đem toàn bộ chư thiên vạn giới bao phủ ở bên trong thần kỳ là chư thiên vạn giới sinh linh đối với những này hào quang màu tím căn bản không phát giác gì tựa như căn bản không tồn tại bình thường lúc này trương trần hai mắt nhắm lại bắt đầu mượn nhờ hồng mông vô lượng trận lực lượng cảm giác toàn bộ chư thiên vạn giới tất cả thánh di tộc xào huyệt lần này nhất cổ tác khí đem toàn bộ chư thiên vạn giới thánh di tộc xào huyệt giải quyết triệt để vĩnh viễn trừ hậu hoạn một hơi qua đi Trương Trần cảm giác được tất cả thánh di tộc xào huyệt chỗ. Những này thánh di tộc trong xào huyệt, nghỉ lại nước cờ chi không rõ thánh di tộc cường giả. Trừ cái đó ra mỗi cái thánh di tộc trong xào huyệt, đều có một cái thông hướng vùng đất không biết trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống này phía trên có sức mạnh phun trào, bao khỏa toàn bộ xào huyệt, ẩn chứa nồng đậm tái sinh chi lực. Cái này khiến Trương Trần có chút minh ngộ. Xem ra những này thánh di tộc xào huyệt sở dĩ có thể lại tái sinh, đều là bởi vì những này trận pháp truyền tống bên trên những cái kia tái sinh chi lực. Bất quá những này tái sinh chi lực tại Hồng Mông vô lượng trận uy năng trước mặt, còn nói không lên tái sinh. Những này tái sinh chi lực phẩm cấp chính như Trương Trần lúc trước đoán một dạng, chỉ có chúa tể cảnh cấp độ. Tại Hồng Mông vô lượng trận trước mặt, chỉ là chúa tể cảnh có thể không đủ nhìn. Trương Trần mở hai mắt ra bờ môi khẽ mở. Diệt. Lời còn chưa dứt, Hồng Mông vô lượng trận bộc phát uy năng, tinh chuẩn đả kích tại mỗi một cái thánh di tộc xào huyệt phía trên uy năng kinh khủng bộc phát những này thánh di tộc trong xào huyệt thánh di tộc thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp hóa thành hư vô quấn quanh ở xào huyệt cùng trận pháp truyền tống bên trên tái sinh chi lực cũng vô pháp ngăn cản bị trực tiếp xóa đi đương nhiên trương trần cũng không có đem tất cả trận pháp truyền tống đều hủy đi mà là lưu lại mấy cái làm đằng sau tiến về thánh di tộc hang ổ thông đạo nếu là toàn bộ hủy trương trần cũng không tìm được bọn hắn hang ổ ở nơi nào tại trương trần để hồng mông vô lượng trận hủy diệt thánh di tộc xào huyệt thời điểm chư thiên vạn giới các nơi vô số cường giả khiếp sợ không tên bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn biết đến cùng không biết thánh di tộc xào huyệt tại bạo tạc một chút thánh di tộc xào huyệt bọn hắn biết được vị trí còn đã từng nhiều lần đi vây quét hủy diệt để cầu an bình đáng tiếc mỗi lần vây quét hủy diệt thành công về sau những này thánh di tộc xào huyệt tại trải qua một đoạn thời gian về sau liền sẽ quỷ dị tại nguyên chỗ lại tái sinh đi ra đối diện với mấy cái này tái sinh thánh di tộc xào huyệt, trừ mỗi lần xuất hiện về sau lại lần nữa tiến hành vây quét, hủy diệt bên ngoài, bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại khiếp sợ phát hiện, có một ít bọn hắn còn chưa kịp đi vây quét, hủy diệt thánh di tộc xào huyệt. Bây giờ tại một cỗ không biết lực lượng kinh khủng tác dụng dưới, trong nháy mắt bị xóa đi hết thảy vết tích. Không chỉ là những này chưa kịp đi hủy diệt thánh di tộc xào huyệt liền xem như những cái kia bọn hắn hủy diệt thánh di tộc xào huyệt nguyên bản vị trí cũng có lực lượng kinh khủng giáng lâm lực lượng kinh khủng này đảo qua đằng sau đông đảo chư thiên vạn giới cường giả rõ ràng cảm giác được nơi đó đã không có bất luận cái gì thánh di tộc khí tức cũng không có bất luận cái gì có thể tái sinh mánh khóe tồn tại nói cách khác cỗ này kinh khủng không biết lực lượng trực tiếp đem thánh di tộc xào huyệt hủy diệt hoàn toàn không cách nào tái sinh chân chân chính chính hủy diệt trừ những này bọn hắn biết đến thánh di tộc xào huyệt bên ngoài nhất làm cho chư thiên vạn giới cường giả khiếp sợ hay là những cái kia bọn hắn căn bản không phát giác gì không biết được vị trí thánh di tộc xào huyệt một chút thánh di tộc xào huyệt bọn hắn căn bản chưa từng có thăm dò từng tới ẩn tàng đến vô cùng tốt hiện tại những này ẩn tàng đến vô cùng tốt để bọn hắn chưa bao giờ phát giác được thánh di tộc xào huyệt tại lực lượng kinh khủng phía dưới cùng mặt khác những cái kia thánh di tộc xào huyệt cùng một chỗ bị xóa đi hết thảy vết tích triệt để biến mất, hủy diệt. Bất quá một cái chớp mắt công phu, chư thiên vạn giới các cường giả liền khó mà cảm giác được bất luận cái gì một chỗ thánh di tộc xào huyệt. Cái này khiến chư thiên vạn giới các cường giả có chút hoảng hốt. Đây là có chuyện gì? Vừa mới nguồn lực lượng kia đến cùng là cấp độ gì lực lượng, vậy mà như vậy khủng bố. Còn có nguồn lực lượng này là từ đâu mà đến, đối với bọn hắn chư thiên vạn giới tới nói, lại là tốt là xấu. Thánh di tộc xào huyệt bị toàn bộ xóa đi, chư thiên vạn giới các cường giả hẳn là cảm thấy cao hứng mới đối. Nhưng là bây giờ, bọn hắn không những cao hứng không nổi không nói, còn lâm vào thật sâu sầu lo ở trong. Nếu là nguồn lực lượng kia cùng bọn hắn chư thiên vạn giới là địch, chỉ sợ là một cái so thánh di tộc còn muốn địch nhân đáng sợ. Không có chút gì do dự, những cường giả này vội vàng cấp nhà mình chân chính người nói chuyện đưa tin. Hiện tại chư thiên vạn giới phát sinh loại này to lớn biến cố, những cường giả chân chính kia bọn họ cũng là thời điểm đứng ra thánh di tộc xào huyệt bị triệt để xóa đi một cái tồn tại bí ẩn hiển lộ ra tung tích chư thiên vạn giới tương lai đến tột cùng ở nơi nào chư thiên vạn giới vị trí trung ương cũng là hồng mông vô lượng trận vị trí trương trần cảm giác được tất cả thánh di tộc xào huyệt đều bị hủy diệt về sau khóe miệng dáng tươi cười không cầm được tuôn ra lần này chư thiên vạn giới nội bộ liền không có cái gì nỗi lo về sau sau đó bọn hắn cần làm chính là tiến về thánh di tộc hang ổ đem cái này cùng bọn hắn chư thiên vạn giới là địch năm tháng dài đằng đẵng chủng tộc, diệt tộc. Bọn hắn cần làm ra sau cùng thanh toán. Không phải thánh di tộc thanh toán chư thiên vạn giới, mà là chư thiên vạn giới đi thanh toán thánh di tộc. Cái này lưng đeo hết thảy tội ác chủng tộc, là thời điểm trả giá thật lớn. Lại lần nữa cho Hồng Mông vô lượng trận gia cố về sau, Trương Trần không tiếp tục dừng lại, hướng Vĩnh Hằng đế giới phương hướng trở về. Hồng Mông vô lượng trận cũng không cần đặc biệt cung ứng năng lượng, chính như tên của nó bình thường hồng mông vô lượng, hết thảy tiêu hao đều là vô lượng. Nó có thể hấp thụ hồng mông bên ngoài năng lượng đến làm bản thân lớn mạnh, phòng hộ chư thiên vạn giới. Hồng mông chỉ cần vẫn tồn tại, hồng mông vô lượng trận liền sẽ không bởi vì vấn đề năng lượng mà ngừng vận chuyển. Vĩnh hằng đế giới, U Châu, Hồng Mông Đạo Tông, tông chủ trong đại điện. Trương Trần thân ảnh trống rỗng hiển hiện, đối với võ lệ mấy người cười nhạt một tiếng. Mấy vị, chúng ta nên đi địa phương kia. Thanh âm tại tông chủ trong đại điện rơi xuống, vang vọng tại võ lệ ninh hồng nhan kỳ sâm cùng mặt phục bên tai ngay tại giảng giải tu luyện nan để kỳ sâm cùng mặt phục thần sắc hơi nghi hoặc một chút cái chỗ kia cái chỗ kia là địa phương nào cùng bọn hắn khác biệt chính là võ lệ cùng ninh hồng nhan hai người nghe được câu này thần sắc đều là nhất ngưng theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía kỳ sâm cùng mặt phục đối với trương trần nói cái chỗ kia bọn hắn tự nhiên biết là địa phương nào có thể bị mịt mờ đề cập cũng chỉ có vĩnh hằng chân giới chỉ là kỳ sâm cùng mặt phục bọn hắn cũng muốn cùng nhau tiến đến à. Trải qua vừa mới tiếp xúc, bọn hắn đã đại khái biết kỳ sâm cùng mặt phục làm người. Đối với nói lên tu luyện nan đề, xác thực làm được biết gì nói nấy, có thể dẫn bọn hắn cùng đi, vẫn có một ít. Không phải bọn hắn không tin kỳ sâm cùng mặt phục, thật sự là bởi vì vĩnh hằng chân giới đối với chư thiên vạn giới quá là quan trọng. Càng ít có người biết được càng tốt, chớ nói chi là những người này hay là đến từ hồng mông cường giả. Bọn hắn nhưng không có quên, bọn hắn chư thiên vạn giới cho tới nay địch nhân chính là đến từ hồng mông trương trần phát giác được hai người lo lắng trấn an cười cười võ lệ lão ca ninh hồng nhan đạo hữu điểm này các ngươi yên tâm bọn hắn sẽ không bán đứng chúng ta nếu là thật không yên lòng có thể cho kỷ sâm cùng mặt phục đạo hữu phát ra hồng mông thiên đạo lời thề như vậy có ước thúc thì càng sẽ không nói đối với kỷ sâm cùng mặt phục trương trần là mười phần tin tưởng nếu là kỳ sâm cùng mặt phục vẫn luôn là ngụy trang như vậy tại hắn bị ma sát làm cho khóa chặt thời điểm hai người bọn họ liền sẽ không một mực hỗ trợ cũng sẽ không tại đằng sau đến thánh thành vẫn như cũ đối với hắn giữ gìn có thừa thậm chí cam nguyện sung làm hộ vệ nói thật ra nếu là kỳ sâm cùng mặt phục trước đó làm những cái kia cũng là vì thu hoạch tín nhiệm của hắn lời nói vậy liền quá mức cao minh một chút bị lừa trương trần cũng là tâm phục khẩu phục dù sao đây cũng là chính hắn biết người không rõ bất quá nếu là kỳ sâm cùng mặt phục có thể lập xuống hồng mông thiên đạo lời thể lo lắng như vậy hết thảy cũng sẽ không phát sinh tất cả đều vui vẻ trương trần cũng không hy vọng mình tại hồng mông kết giao bằng hữu bán chính mình kỳ sâm cùng mặt phục nghe vậy thần sắc càng thêm kinh ngạc đến cùng là chuyện gì địa phương nào lại có thể để trương trần cũng cẩn thận như vậy đối đãi đối với trương trần để bọn hắn phát ra hồng mông thiên đạo lời thề bọn hắn là không quan trọng đơn giản là thêm một cái bảo hộ thôi làm bọn hắn chân chính hiếu kỳ chính là trương trần cùng võ lệ bọn hắn nói cái chỗ kia đến cùng là địa phương nào võ lệ cùng minh hồng nhan nghe vậy khẽ gật đầu lập xuống hồng mông thiên đạo lời thề lời nói vậy liền không có chuyện gì có hồng mông thiên đạo ước thúc coi như muốn nói ra cũng sẽ không nói đi ra trương trần ngữ thôi ánh mắt nhìn về phía kỳ sâm cùng mặt phục thật có lỗi cười một tiếng hai vị đạo hữu tại cáo chi các ngươi cái chỗ kia trước kia còn xin các ngươi hai cái có thể lập xuống hồng mông thiên đạo lời thề ủy khuất hai vị các ngươi lập xuống lời thề về sau ta ngay lập tức sẽ cáo chi các ngươi cụ thể chi tiết cùng chúng ta lo lắng. Kỳ sâm cùng mặt phục nghe vậy lấy lại tinh thần, đều là không thèm để ý khoát tay áo. Một cái ước thúc lời thề mà thôi, chỉ cần chúng ta không đi vi phạm, cũng không có gì. Nói, hai người liếc nhau sau, trầm giọng nói. Ta kỳ sâm, mặt phục, ở đây lập xuống hồng mông thiên đạo lời thề, sau đó Trương Trần nói tới mọi chuyện. Chúng ta bất đắc dĩ bất kỳ hình thức, phương pháp truyền bá, để lộ ra đi, như có vi phạm, hồng mông thiên đạo hạ xuống thần phạt thân vẫn đạo tiêu lời còn chưa dứt một cỗ siêu việt hết thảy khủng bố ý niệm liền giáng lâm tại tông chủ trong đại điện cỗ này khủng bố ý niệm tại quét một vòng kỷ sâm cùng mặt phục về sau liền lặng yên tiêu tán trương trần cảm giác được khủng bố ý niệm rời đi thật dài thở ra một hơi đối với kỷ sâm cùng mặt phục lại lần nữa thật có lỗi cười một tiếng hai vị đạo hữu làm phiền các ngươi các ngươi đến đây hỗ trợ ta còn như thế phòng bị các ngươi vừa mới khủng bố ý niệm siêu việt hết thảy cho dù là lúc trước tiếp xúc vị kia vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh cơ trầm tại ý niệm này khủng bố trước mặt cũng không thể coi là cái gì có vẻ hơi không có ý nghĩa như vậy có thể thấy được cái kia cỗ kinh khủng ý niệm chính là hồng mông thiên đạo ý chí lời thề tạo nên tác dụng võ lệ cùng ninh hồng nhan nhíu chặt lông mày cũng tán đi cùng chương trần một dạng đối với kỷ sâm cùng mặt phục thật có lỗi cười một tiếng trong chuyện này bọn hắn xác thực có một ít không tử tế nhưng bọn hắn không thể không làm như vậy. Lại không phúc hậu, cũng so vĩnh hằng chân giới bại lộ mạnh. Kỳ Sâm cùng mặt phục không quan trọng lắc đầu, đối với Trương Trần hỏi thăm lên tiếng. Chuyện này không ngại, chúng ta chân chính hiếu kỳ chính là các ngươi nói tới nơi này, đến cùng là địa phương nào. Có thể làm cho Trương Trần ba người như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch đối đãi, nghĩ đến hẳn là cái gì không tầm thường địa phương. Cái này khiến Kỳ Sâm cùng mặt phục hiếu kỳ đồng thời, lại sinh ra nồng đậm chờ mong. Trương Trần nghe vậy, cùng võ lệ, Ninh Hồng Nhan liếc nhau sau, cười nhạt một tiếng. Không biết hai vị đạo hữu có thể từng nghe nói qua vĩnh hằng chân giới. Thánh tộc Si Mạch hẳn là vẫn luôn đang tìm nơi này. Vĩnh hằng chân giới. Nghe được bốn chữ này, kỳ sâm cùng mặt phục con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ lại chương trần bọn hắn ẩn tàng địa phương là vĩnh hằng chân giới. Nghĩ đến khả năng này, kỳ sâm cùng mặt phục nhịn không được hít sâu một hơi. Chư thiên vạn giới lại có vĩnh hằng chân giới tồn tại. Cái này vĩnh hằng chân giới nghĩ đến là vị đại nhân kia lúc trước vẫn lạc thời điểm cuối cùng vật lưu lại đi bọn hắn mơ hồ nhớ kỹ giống như cổ thần tộc cường giả đã từng tìm kiếm qua đáng tiếc không thu hoạch được gì cuối cùng dứt khoát không tìm phía sau thánh tộc si mạch không muốn từ bỏ bắt đầu tiếp nhận chuyện này nói như vậy lời nói si mạch một mực để thánh di tộc tiến đánh hỗn độn chính là đang tìm kiếm vĩnh hằng chân giới bọn hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày bọn hắn có thể nhìn thấy vĩnh hằng chân giới Kỳ Sâm cùng mặt phục mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nhìn thấy sắc mặt hai người, Trương Trần không cần đoán liền biết bọn hắn hẳn là biết vĩnh hằng chân giới là cái gì. Bất quá có thể làm cho Kỳ Sâm cùng mặt phục thất thố như vậy, tựa hồ vĩnh hằng chân giới lai lịch so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng lớn. Võ Lệ cùng Ninh Hồng Nhan cũng nghĩ đến nơi này, thân sắc trở nên có chút ngưng trọng lên. Sau một hồi lâu, Kỳ Sâm cùng mặt phục miễn cưỡng lấy lại tinh thần, đối với Trương Trần đắng chát cười một tiếng là vĩnh hằng chân giới lời nói trương trần tiểu hữu ngươi để cho chúng ta phát ra hồng mông thiên đạo lời thể vậy liền không sai loại địa phương này xác thực cần dùng hồng mông thiên đạo lời thể để ước thúc trương trần nghe vậy hít sâu một hơi sau đối với hai người hỏi thăm một tiếng nhìn bộ dáng của các ngươi hẳn phải biết vĩnh hằng chân giới lai lịch còn xin hai vị giải hoặc kỳ sâm cùng mặt phục nghe được trương trần lời nói liếc nhau sau có chút trầm ngâm kỳ sâm nhìn thoáng qua võ lệ cùng ninh hồng nhan trầm giọng nói vĩnh hằng chân giới cũng không phải là đặc biệt là một chỗ mà là chỉ một cường giả vẫn lạc về sau cuối cùng lưu lại quà tặng tất cả cường giả vẫn lạc về sau lưu lại quà tặng đều gọi làm vĩnh hằng chân giới mà có tư cách lưu lại loại quà tặng này cường giả chỉ có vĩnh hằng cảnh phía trên hỗn độn cảnh cường giả nói đến đây kỳ sâm thần sắc trở nên có chút trịnh trọng ta không có đoán sai các ngươi hỗn độn cái này vĩnh hằng chân giới hẳn là sáng tạo các ngươi cái này hỗn độn vị cường giả kia lưu lại Vị kia cổ thần tộc trí cường giả tại Hồng Mông đại chiến trước khi vẫn lạc lưu lại. Thoại âm buông xuống, Trương Trần con mắt nhịn không được híp híp. Vĩnh hằng chân giới lại là như vậy. Mỗi cái hỗn độn cảnh cấp bậc cường giả đều có thể lưu lại vĩnh hằng chân giới. Mà vĩnh hằng chân giới bên trong tràn ngập huyền diệu khí tức mạnh yếu, hẳn là nhìn hỗn độn cảnh cường giả mạnh yếu đi. Nhìn như vậy lời nói, lưu lại chư thiên vạn giới cái này vĩnh hằng chân giới vị kia cổ thần tộc cường giả thực lực hẳn là tại hỗn độn cảnh ở trong đều xem như tồn tại cường đại dù sao chư thiên vạn giới vĩnh hằng chân giới huyền diệu bên trong khí tức mức độ đậm đặc so với thánh thành thánh mạch phủ đô còn muốn càng thêm nồng đậm đem so sánh với trương trần hơi có vẻ bình tĩnh võ lệ cùng ninh hồng nhan chính là chân chính triệt để chấn kinh vĩnh hằng chân giới lại là vĩnh hằng cảnh phía trên cường giả trước khi vẫn lạc lưu lại vĩnh hằng cảnh phía trên là hỗn độn cảnh à hỗn độn cảnh sáng tạo một phương hỗn độn Kỳ Sâm thanh âm đàm thoại vừa dứt, Trương Trần lấy lại bình tĩnh, đối với Kỳ Sâm cảm tạ chắp tay. "Đa tạ cáo tri, cho tới nay ta đều hiếu Kỳ Vĩnh Hằng chân giới lai lịch, hiện tại cuối cùng là biết được." Nói xong, Trương Trần trên khuôn mặt không tự chủ lộ ra một vòng vẻ cảm khái. Kỳ Sâm không thèm để ý khoát tay áo. Trương Trần tiểu hữu ngươi không phải Hồng Mông cường giả, đối với những này không biết được rất bình thường. Loại chuyện này trên thực tế Trương Trần tiểu hữu đi Hồng Mông bên trong tìm hiểu một phen liền có thể biết được cái này tại Hồng Mông cũng không phải là bí mật gì. Mặt phục cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Xác thực như vậy, trên cơ bản vĩnh hằng cảnh cường giả đều biết vĩnh hằng chân giới lai lịch. Một chút chủng tộc cường đại sinh linh, thậm chí tại lúc còn rất nhỏ liền biết được. Nói đến đây, mặt phục đối với Trương Trần cười cười. Trên thực tế chúng ta vừa mới còn tại Thánh Thành Thánh Mạch Phủ, chính là một cái vĩnh hằng chân giới. Là thánh tộc Thánh Mạch một vị trí cường giả vẫn lạc về sau, lưu cho Thánh Mạch nội tình. Trương Trần nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vòng quả là thế thần sắc. Thật đúng là dạng này, vừa mới hắn ngay tại suy đoán thánh mạch phủ có phải hay không cũng là một cái vĩnh hằng chân giới. Hiện tại xem ra thật đúng là dạng này. Nói như vậy, sáng tạo bọn hắn chư thiên vạn giới vị kia cổ thần tộc trí cường giả, so thánh mạch phủ vị kia trí cường giả phải mạnh hơn một chút. Bởi vì chư thiên vạn giới vĩnh hằng chân giới, bên trong vĩnh hằng chi lực, nhưng so sánh thánh mạch phủ cái kia càng thêm nồng đậm, tinh thuần. Kỳ xâm có chút hâm mộ nhìn thoáng qua chương trần, lên tiếng nói. Các ngươi thật đúng là vận khí tốt, cổ thần tộc cùng thánh tộc đều không có tìm tới vĩnh hằng chân giới, lại bị các ngươi tìm được. Cái kia vĩnh hằng chân giới, không chút nào khoa trương, đủ để so ra mà vượt hồng mông thập đại cường giả tộc chân chính nội tình vĩnh hằng chân giới. Lúc trước vị kia cổ thần tộc trí cường giả, cho dù là tại hỗn độn cảnh ở trong, đều là có được uy danh hiển hách tồn tại. Hắn lưu lại vĩnh hằng chân giới, tự nhiên cũng kém không được. Trương Trần đối với cái này chỉ là cười cười, cũng không đáp lời bọn họ đích xác vận khí tốt tìm tới vĩnh hằng chân giới đơn thuần trùng hợp trần vạn cổ vì thế truy tìm hơn nửa cuộc đời cường giả khác cũng kém không nhiều như vậy hắn cũng tìm qua vĩnh hằng chân giới đều không thể tìm tới cuối cùng tìm tới vĩnh hằng chân giới vẫn là hắn đệ tử trương nhược trần tại giải sầu thời điểm ngẫu nhiên gặp được tìm vĩnh hằng chân giới cũng không thể ôm mãnh liệt tìm chi ý có đôi khi thời cơ đã đến tự nhiên cũng liền đụng phải lúc này võ lệ cùng ninh hồng nhan lấy lại tinh thần hít một hơi thật sâu. Võ lệ không đi sách vừa mới vĩnh hằng chân giới lai lịch, hắn sợ nhắc lại, sẽ để cho chính mình lại lần nữa xa vào đến vừa mới kinh hãi ở trong. Ánh mắt nhìn về phía Trương Trần, võ lệ trên mặt lộ ra tìm kiếm chi sắc. Trương Trần lão đệ, ngươi vừa mới rời đi nơi này, thế nhưng là đi làm chuyện đại sự gì? Ta giống như mơ hồ cảm giác được có rất nhiều thánh di tộc xào huyệt bị xóa đi. Lúc trước hắn cùng Ninh Hồng Nhan tại hướng kỷ sâm cùng mặt phục đưa ra việc tu luyện của mình nan đề. Đạt được giải đáp về sau, lâm vào cảm ngộ ở trong cũng không có quá mức chú ý những chuyện khác hắn chỉ là có chút mơ hồ cảm giác được trước kia hắn biết được vị trí cùng không biết được vị trí thánh di tộc xào huyệt khí tức tại hiển lộ một cái chớp mắt đằng sau liền bỗng nhiên hoàn toàn biến mất vô tung không có để lại bất kỳ vết tích tồn tại ninh hồng nhan nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ tò mò tu vi của nàng đạt đến sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế cấp độ tự nhiên cũng đã nhận ra lúc trước dị thường chỉ bất quá lúc kia cũng không có tâm lực đi để ý những này Trương Trần sau khi trở về cũng không có cơ hội hỏi thăm. Hiện tại võ lệ nhắc lên, Ninh Hồng Nhan Hiếu Kỳ cũng bị khiên động. Trương Trần vẫn không nói gì, Kỳ Sâm cùng Mạt Phục liền không nhịn được liếc nhau. Bọn hắn đều là ba vị vĩnh hằng cảnh cường giả, võ lệ cùng Ninh Hồng Nhan cảm giác, bọn hắn cảm giác được càng rõ ràng hơn. Bọn hắn còn biết Trương Trần lần này đi làm cái gì. Trương Trần thâm hít một hơi, mặt lộ vẻ trịnh trọng. Ta cũng đang chuẩn bị cùng các ngươi nói chuyện này, vừa mới ta rời đi đoạn thời gian kia, trên thực tế là đi giải quyết thánh di tộc xào huyệt vấn đề hiện tại toàn bộ chư thiên vạn giới mỗi một hẻo lánh mỗi một cái tường kép không gian đều đã không có thánh di tộc xào huyệt vết tích ta đem chư thiên vạn giới bên trong tất cả thánh di tộc toàn bộ xóa đi đương nhiên bao quát xào huyệt của bọn nó cũng bị vĩnh cửu xóa đi không cách nào tái sinh loại kia xóa đi sau đó chúng ta cần làm chính là cưỡi chính bọn chúng truyền tống trận đến nơi ở của bọn nó đem thánh di tộc diệt tộc thoại âm buông xuống dù là sớm đã có chuẩn bị võ lệ cùng ninh hồng nhan con ngươi vẫn là không nhịn được bỗng nhiên co rụt lại vừa mới trong thời gian ngắn như vậy trương trần liền đem toàn bộ chư thiên vạn giới tất cả thánh di tộc xào huyệt triệt để xóa đi vẫn là không cách nào tái sinh xóa đi nói cách khác bọn hắn chư thiên vạn giới nội hoạn toàn bộ bị thanh trừ tin tức này quá quá mức bạo trong lúc nhất thời để võ lệ cùng ninh hồng nhan có chút chưa tỉnh hồn lại bọn hắn cảm giác trương trần lần này trở về mang đến rất rất nhiều kinh hỉ vừa ra tay liền để chư thiên vạn giới cố gắng vô số tuế nguyệt nan để giải quyết đây chính là vĩnh hằng cảnh cường giả đợi đến võ lệ cùng ninh hồng nhan hơi khôi phục một chút cảm xúc sau trương trần trầm tiếng nói hiện tại chúng ta việc này không nên chậm trễ lập tức tiến về vĩnh hằng chân giới đem chuyện này cáo chi cho trần vạn cổ tiền bối bọn hắn cho tới nay đều là thánh di tộc tiến công chúng ta chư thiên vạn giới lúc trước đại chiến càng là làm cho khởi nguyên đại lục phá toái hiện tại giờ đến phiên chúng ta chư thiên vạn giới hướng thánh di tộc phát ra phản công lần này đi diệt tộc võ lệ cùng ninh hồng nhan nghe vậy chỉ cảm thấy thể nội máu tươi trong nháy mắt sôi trào lên hoàn toàn chính xác chư thiên vạn giới bị ép tới quá lâu giờ đến phiên bọn hắn phản công tốt chúng ta lập tức tiến về vĩnh hằng chân giới trương trần nghe vậy bật cười lớn bàn tay huy động vĩnh hằng chi lực bay ra đem võ lệ cùng ninh hồng nhan bao khỏa như vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi nói xong Trương Trần đối với Kỷ Sâm cùng Mạt Phục khẽ gật đầu ra hiệu sau, ưu tiên mang theo võ lệ cùng Ninh Hồng Nhan tiến nhập giữa hư không. Hiện tại hắn tốc độ muốn đến Thu Thủy Châu, bất quá không đến một hơi thời gian. Mang theo võ lệ cùng Ninh Hồng Nhan, có thể thật to tiết kiệm thời gian. Trong hư không, Trương Trần bước ra một bước, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Kỳ Sâm cùng Mạt Phục thấy thế, cũng cười cười sau, theo sát phía sau. Tốc độ của bọn hắn không có Trương Trần khoái, bất quá bước ra một bước không được, Vậy liền nhiều bước ra mấy bước, luôn có thể đến cùng mục đích. Thu thủy châu, hẻm núi chỗ. Trương Trần mang theo võ lệ cùng Ninh Hồng Nhan từ trong hư không đi ra nhìn chăm chú lên phía dưới hẻm núi, trên mặt lộ ra đã lâu chi sắc. Đến. Võ lệ cùng Ninh Hồng Nhan nghe vậy lấy lại tinh thần, trên mặt vẫn mang theo hoảng hốt chi sắc. Đây chính là vĩnh hằng cảnh cường giả tốc độ à. Bước ra một bước, liền trực tiếp vượt qua vô số châu lục, từ u châu đi tới cái này thu thủy châu. Vừa mới tốc độ nhanh đến bọn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng, liền đã đến điểm cuối. Thanh âm vừa mới rơi xuống, kỳ sâm cùng mặt phục thân ảnh cũng từ phía sau hiển hiện. Nhìn thoáng qua phía dưới hẻm núi, mặt lộ vẻ tò mò. Trong hạp cốc này, chính là vị kia cổ thần tộc trí cường giả lưu lại vĩnh hằng chân giới à. Thật đúng là chờ mong à, bên trong sẽ là loại cảnh tượng nào. Còn có bên trong vĩnh hằng chi lực, nên cỡ nào bàng bạc, tinh thuần. Trương Trần từ hẻm núi thu hồi ánh mắt, quay đầu hướng kỳ sâm cùng mặt phục mỉm cười chúng ta đi thôi vĩnh hằng chân giới liền tại bên trong nói xong không hề do dự trực tiếp hướng phía dưới hạ xuống kỳ sâm cùng mặt phục cũng không có trần chờ đi theo trương trần sau lưng bên trong hạp cốc trương trần một đoàn người chậm rãi tiến lên cũng không có quá đuổi tốc độ lúc trước trương trần đã đưa tin cáo tri trần vạn cổ bọn hắn nghĩ đến hiện tại bọn hắn ngay tại vĩnh hằng chân giới bên trong tập kết đợi đến bọn hắn đi đến hẳn là vừa vặn kỳ sâm cùng mặt phục thân thể cao lớn còn có thỉnh thoảng tràn lan mà ra khí tức khủng bố làm cho chấn thủ hẻm núi chư thiên vạn giới các cường giả kinh hồn táng đảm không thôi nếu không phải trương trần bọn hắn nhận biết bọn hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không hồng mông bên trong cường giả đi vào bọn hắn chư thiên vạn giới đến cướp đoạt vĩnh hằng chân giới một đường thông suốt đi vào môn hộ trước đó kỳ sâm cùng mặt phục cảm nhận được trong môn hộ truyền ra tinh thuần bàng bạc huyền diệu khí tức ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ như vậy tinh thuần huyền diệu khí tức bên trong này chính là vĩnh hằng chân giới không sai mà lại chúng ta dám chắc chắn cái này vĩnh hằng chân giới nhất định là vị kia cổ thần tộc trí cường giả lưu lại nơi này huyền diệu khí tức tinh thuần trình độ so với thánh mạch phủ còn muốn càng thêm tinh thuần không hề nghi ngờ bọn hắn lúc trước suy đoán là chính xác trương trần nghe vậy cười cười đối với mấy người vẫy vẫy tay tốt chúng ta đi vào đi các lão bằng hữu cũng đã chuẩn bị xong vĩnh hằng chân giới một chỗ trên bình nguyên. Lúc này, vốn nên người trên một ít dấu tích đến trên vùng bình nguyên, hội tụ từng thân ảnh cường đại. Những thân ảnh này chủ nhân đều không ngoại lệ, đều là cổ đế cường giả tối đỉnh. Mà lại khí tức của bọn hắn đem so sánh với bình thường cổ đế cường giả tối đỉnh, còn nhiều thêm một chút huyền diệu chí. Ý. Những này huyền diệu chí ý cùng bốn phía tràn ngập huyền diệu khí tức rất giống, lại càng thêm yếu ớt. Nếu là có vĩnh hằng cảnh cường giả ở đây liền sẽ lập tức ra kết luận, quanh thân tràn ngập huyền diệu chí ý. Điều này đại biểu lấy nơi này tất cả cường giả đều đã ở vào làn danh đột phá. Đột phá, vĩnh hằng cảnh biên giới. Trần Vạn Cổ cùng Chu Dịch thập đại cường giả hội tụ vào một chỗ, cùng những cường giả khác lặng lặng tại nguyên chỗ chờ đợi. Một chút cường giả hơi nghi hoặc một chút, không rõ vì cái gì thập đại cường giả muốn đem bọn hắn tụ lại ở chỗ này. Lại tới đây về sau, còn cái gì đều không nói, chỉ là đang chờ đợi. Bọn hắn đây là đang các loại ai đến à? Có thể là ai, lại có thể để Chư Thiên Vạn Giới tất cả cường giả đỉnh cao ở chỗ này chờ đãi hắn. Trương Trần rời đi Chư Thiên Vạn Giới trong khoảng thời gian này mặc dù không dài, nhưng Vĩnh Hằng Chân Giới bên trong đã không sai biệt lắm hội tụ Chư Thiên Vạn Giới tất cả cổ đế cường giả tối đỉnh. Những cường giả này tại thông qua khảo thí đằng sau, đều bị bí mật mang đến Vĩnh Hằng Chân Giới, tìm kiếm đột phá vĩnh hằng cảnh. Một đoạn thời gian đi qua, đều là thu hoạch nổi bật. Không chút nào khoa trương, nơi này tụ tập cường giả tùy tiện ra ngoài một vị Liên có thể tại hiện tại chư thiên vạn giới xưng tôn. Đông đảo cường giả ở trong, Trương Sở Cuồng cùng Vân Thường khoanh chân ngồi tại trên một chỗ đất trống. Cùng những cường giả khác nghi hoặc khác biệt, bọn họ cũng đều biết lần này đang chờ đợi chính là ai. Tại vừa rồi, Trương Trần cho bọn hắn đưa tin, nói cho bọn hắn hắn đã từ Hồng Mông trở về, đồng thời tìm được Phá Cục chi pháp. Lần này để tất cả cường giả tụ lại cùng một chỗ, chính là vì nói cái này Phá Cục chi pháp. Trương Sở Cuồng cùng Vân Thường đều vô cùng chờ mong. Trương Trần phá cục chi pháp là cái gì? Tại sớm hơn thời điểm, bọn hắn nhận được chư thiên vạn giới một chút cường giả đưa tin. Nói là thánh di tộc xào huyệt bị triệt để xóa đi, không cách nào tái sinh loại kia triệt để. Cái này khiến Trương Sở Cuồng cùng Vân Thường nhị không được suy đoán, những chuyện này cũng đều là Trương Trần làm. Vừa về đến liền giải quyết chư thiên vạn giới nội hoạn vấn đề, Trương Trần lần này là thật mang theo tuyệt diệu phá cục chi pháp trở về. Bốn phía cường giả mặc dù nghi hoặc bọn hắn chờ đợi chính là ai, đều hết sức bảo trì bình thản, cũng không có lớn tiếng ồn ào. Cùng chương sở cuồng một dạng, bọn hắn đều nhận được đến từ chư thiên vạn giới cường giả đưa tin. Hiện tại bọn hắn đều đã biết chư thiên vạn giới bên trong đã không có thánh di tộc xào huyệt. Đây cũng là bọn hắn mặc dù nghi hoặc, cũng không có lớn tiếng ồn ào căn bản tính nguyên nhân. Bọn hắn lần này chờ đợi, hẳn là làm ra để thánh di tộc xào huyệt triệt để hủy diệt vị cường giả kia. Từ chân vạn cổ bọn hắn những này thập đại cường giả thái độ đến xem, cường giả này là bạn không phải địch bọn hắn chư thiên vạn giới có hy vọng tiến hành phản công đối kháng thánh di tộc mặc dù mơ hồ đoán được chờ đợi chính là vị kia là xóa đi tất cả thánh di tộc cường giả thế nhưng là bọn hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ vị cường giả này đến cùng là ai là bọn hắn chư thiên vạn giới cường giả hay là nói là hồng mông cường giả ngay tại tất cả cường giả đang suy đoán nhân tuyển thời điểm một tiếng mang theo xin lỗi cười khẽ từ chỗ cao trên bầu trời rơi xuống các vị không có ý tứ có chút đến chậm, ngược lại để chư vị đợi lâu. Thanh âm lực xuyên thấu 10 phần, nhanh hơn bình thường thanh âm không biết bao nhiêu lần. Trong chớp mắt, liền làm tất cả cường giả nghe được. Theo bản năng, tất cả cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu thiên khung. Chỉ thấy trên bầu trời, mấy thân ảnh ngay tại hướng phía dưới nhanh chóng hạ xuống. Cái này mấy thân ảnh, có mấy thân ảnh bọn hắn đều có chút nhìn quen mắt, nhất làm cho bọn hắn nhìn quen mắt hay là Trương Trần. Cái tuổi này nhẹ nhàng, liền vô cùng cường đại yêu nghiệt. Có thể cái kia hai thân ảnh cao lớn là ai? Vì sao hai người bọn họ trong mơ hồ phát ra khí tức, có chút để bọn hắn không thở nổi? Hai người bọn họ là cường giả đẳng cấp gì? Trương Trần đáp xuống đất trên mặt, nhìn chung quanh một tuần, đối với đông đảo cường giả có chút chắp tay. Trương Trần gặp qua các vị. Lời còn chưa dứt, kỳ sâm cùng mặt phục mấy người cũng từ thiên khung rơi xuống, dừng lại tại Trương Trần phía sau. Võ lệ cùng Ninh Hồng Nhan còn không có gì, cũng không có khiến cho đông đảo cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vừa hình to lớn, khí tức càng là cường hoành dị thường kỳ sâm cùng mạt phục, lại là rất khác nhau. Đông đảo cường giả thần sắc kiên kỵ nhìn thoáng qua kỳ sâm cùng mạt phục. Hai cái này cường giả nhìn bộ dáng, không giống như là bọn hắn chư thiên vạn giới chủng tộc sinh linh. Chẳng lẽ lại đây là đi theo chương trần cùng nhau trở về hồng mông cường giả? Ý nghĩ này một khi sinh ra đông đảo trong mắt cường giả vẻ kiêng rè liền càng thêm nồng đậm. Muốn thật sự là hồng mông cường giả, như vậy tất nhiên là vĩnh hằng cảnh tồn tại không thể nghi ngờ trương trần lại có thể mang theo vĩnh hằng cảnh cường giả trở về còn một bộ lấy trương trần cầm đầu bộ dáng lần này đi hồng mông trương trần đến cùng đã trải qua cái gì vậy mà có được cường đại như vậy lực hiệu triệu trương trần ngươi trở về lần này đi hồng mông thành quả như thế nào lúc này một thanh âm phóng khoáng thanh âm uy nghiêm từ đông đảo cường giả hậu phương vang lên nghe được thanh âm này đông đảo cường giả ăn ý hướng hai bên thối lui nhường ra một lối đi. Trương Trần Thuận Thanh Âm nhìn lại, chỉ thấy Trần Vạn Cổ, chu dịch các loại một đám chư thiên vạn giới thập đại cường giả kết bạn mà đến. Tại phía sau bọn họ, Trương Trần còn chứng kiến tiên tổ Trương Sở Cuồng cùng Vân Thường thân ảnh. Vừa mới thanh âm đàm thoại, Trương Trần không gì sánh được quen thuộc, chính là cầm đầu Trần Vạn Cổ nói ra được. Đối với Trần Vạn Cổ đặt câu hỏi, Trương Trần nhếch miệng cười một tiếng. Không phụ sự mong đợi của mọi người, sự tình viên mãn giải quyết. Lần này trở về để tiền bối ngươi đem tất cả cường giả tụ tập ở chỗ này, chính là vì một sự kiện. Nói đến đây, Trương Trần thần sắc nghiêm lại, nhìn thoáng qua bốn phía tất cả cường giả sau, trầm giọng nói. Lần này triệu tập chư vị, chính là muốn nói cho chư vị, thánh di tộc xâm ngược ta chư thiên vạn giới đã lâu. Hiện tại, đến chúng ta phản kích thời điểm, cưỡi truyền tống trận đi vãng thánh di tộc hang ổ, diệt tộc. Thoại âm buông xuống, ở đây tất cả chư thiên vạn giới cường giả thân thể run lên bần bật. Phản kích. Cái từ ngữ này đại biểu là cái gì? Bọn hắn thân là chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao, tự nhiên biết ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa đây là bọn hắn chư thiên vạn giới đệ nhất lần hướng thánh di tộc khởi xướng chủ động tiến công. Thời điểm trước kia, bọn hắn chư thiên vạn giới đối mặt thánh di tộc cũng chỉ là bị động phòng ngự cùng phản kháng. Chủ động xuất kích, đi tiến đánh thánh di tộc là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Hiện tại bọn hắn chư thiên vạn giới có thể làm ra tiền lệ này thức hành động à. Còn có chương trần nói tới diệt tộc, cái này khiến đông đảo các cường giả đáy lòng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn cũng sớm đã qua nhiệt huyết sôi trào niên kỷ, thế nhưng là nghe được diệt tộc hai chữ này thời điểm, hay là kìm lòng không được. Trần Vạn Cổ, Chu Dịch, Tổ Long mười vị chư thiên vạn giới người mạnh nhất liếc nhau sau, đều lộ ra quyết nhiên thần sắc. Tốt, chúng ta phản kích, hủy diệt thánh di tộc, để thánh di tộc cũng hiểu biết một phen, bị người xâm ngược đến cùng là loại nào cảm thụ. Nói xong, Trần Vạn Cổ thâm hít một hơi, đối với Trương Trần hỏi thăm lên tiếng. Ta lúc trước đạt được đưa tin, nghe nói chư thiên vạn giới bên trong tất cả thánh di tộc xào huyệt đều bị một cỗ không biết lực lượng kinh khủng vĩnh cửu hủy diệt. Nguồn lực lượng này, nghĩ đến chính là xuất từ bút tích của ngươi đi. Lây hắn đối với Trương Trần hiểu rõ, có năng lực giải quyết một việc thời điểm, Trương Trần là sẽ không chờ người. Dưới tình huống bình thường, Trương Trần sẽ chỉ đi trước hoàn thành sự kiện kia, sau đó lại cáo chi những đồng bạn khác. Mặc dù là đang hỏi, Trần Vạn Cổ ngữ khí lại là tràn đầy chắc chắn. Nghe được câu này, ở đây tất cả cường giả thần sắc đều là nhất ngưng, đối với Trương Trần lộ ra tìm kiếm chi sắc. Bọn hắn cũng nhận được đưa tin, lúc đầu lúc trước bọn hắn còn tại suy đoán, bây giờ nghe Trần Vạn Cổ lời nói, bọn hắn cũng có chút hoài nghi cùng tin tưởng, chuyện này là không phải chính là Trương Trần làm. Lấy nhân tộc này yêu nghiệt yêu nghiệt trình độ, tựa hồ cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Dù sao đây chính là trên lý luận đã không cách nào sinh ra hồng mông bất diệt thể tình huống dưới, xuất hiện vị thứ tư Hồng Mông bất diệt thể. Đời thứ tư Hồng Mông bất diệt thể vốn là siêu thoát lẽ thường, Trương Trần càng là yêu nghiệt dị thường. Loại này không thể tưởng tượng sự tình đặt ở những cường giả khác trên thân, ở đây các cường giả đều sẽ cảm giác đến không có khả năng. Duy chỉ có Trương Trần không giống với. Chớ nói chi là lần này, Trương Trần còn mang theo hai vị đến từ Hồng Mông vĩnh hằng cảnh cường giả trở về. Có hai vị vĩnh hằng cảnh cường giả hỗ trợ, liền càng thêm có thể hiểu. Trương Trần nghe vậy, cũng không có lựa chọn giấu giếm khẽ gật đầu. Không sai, chính là ta làm, thánh di tộc xào huyệt là ta chư thiên vạn giới u ác tính chỗ. Muốn đi chủ động tiến công thánh di tộc, nhất định phải trước đem nội bộ tai họa ngầm giải quyết mới được. Ta vừa về đến liền đi hủy diệt những cái kia thánh di tộc xào huyệt, chính là thuận tiện chúng ta tiếp xuống hành động. Nghe được Trương Trần lời nói, Trần Vạn Cổ cùng còn lại cường giả đều lộ ra quả là thế thần sắc. Thật đúng là Trương Trần cách làm. Tại thời điểm ban sơ, bọn hắn hoài nghi tới là hồng mông cái gì cường giả khi đó còn có chút khẩn trương, lo lắng vị cường giả kia có thể hay không nhằm vào chư thiên vạn giới. Hiện tại ngược lại tốt, hủy diệt thánh di tộc xào huyệt chính là mình người, vậy liền không sao tất cả đều vui vẻ. Trần Vạn Cổ đánh giá một chút Trương Trần, trong mắt không tự chủ lộ ra một vòng sợ hãi thán phục chi sắc. Hiện tại tu vi của người ta đã nhìn không thấu, cũng đã là đột phá vĩnh hằng cảnh đi. Còn có người phía sau hai vị bằng hữu kia, đều là vĩnh hằng cảnh cường giả đi, không giới thiệu một chút hắn cũng không có hỏi thăm Trương Trần là dùng phương pháp gì, làm đến trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ chư thiên vạn giới tất cả thánh di tộc xảo huyệt. Trần Vạn Cổ chỉ quan tâm, chuyện này làm không có làm thành, chỉ cần làm thành, mặc kệ là phương pháp gì, hắn đều không để ý. Nghe được Trần Vạn Cổ thanh âm đàm thoại, Trương Trần có chút hậu chi hậu giác vỗ chán một cái. Ta còn thực sự quên cho chư vị tiền bối giới thiệu, vạn võ cổ đế tiền bối ngươi nói không sai. Tu vi của ta bây giờ đã đột phá đến vĩnh hằng cảnh, không chỉ như vậy, ta hai vị này bằng hữu cũng là vĩnh hằng cảnh. Lần này mang theo bọn hắn trở về, chính là giúp bọn ta một chút sức lực. Nói đến đây, Trương Trần đi vào kỳ sâm trước người, giới thiệu nói. Vị này là kỳ sâm, đến từ Hồng Mông xếp hạng 100 chủng tộc chiến thần tộc, năng lực cận chiến cường đại, tu vi vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh nhị trọng. Lời còn chưa dứt, kỳ sâm liền đối với Trần Vạn Cổ các loại chúng cường giả có chút chắp tay cười một tiếng. Kỳ sâm, gặp qua các vị. Đông đảo cường giả thấy thế, vội vàng đáp lễ lại. Chúng ta gặp qua kỷ sâm đạo hữu. Vĩnh hằng cảnh. Lại là thật vĩnh hằng cảnh cường giả. Đi hồng mông một chuyến, chương trần chính mình đột phá vĩnh hằng cảnh không nói, còn mang theo hai cái ngoại viện trở về. Coi là thật không hổ là bọn hắn chư thiên vạn giới mạnh nhất yêu nghiệt à. Trương Trần nói xong, lại tới mạt phục bên cạnh, cười nhạt một tiếng. Vị đạo hữu này tên là mạt phục, đồng dạng là đến từ hồng mông xếp hạng 100 chủng tộc, cùng kỳ sâm khác biệt chính là mạt phục đạo hữu đến từ lạc thần tộc tu vi cùng kỳ sâm đạo hữu một dạng đều là vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh nhị trọng am hiểu áp chế địch nhân nghe được trương trần giới thiệu mạt phục cũng giơ bàn tay lên đối với trần vạn cổ các cường giả chắp tay lạc thần tộc mạt phục các vị hữu lễ trần vạn cổ đối với mạt phục có chút chắp tay trong mắt mang theo một tia hâm mộ vĩnh hằng cảnh thật đúng là cường đại à hắn dù là một mực tại vĩnh hằng chân giới bên trong bây giờ cách đột phá vĩnh hằng cảnh cũng vẫn là có một chút khoảng cách hiện tại tận mắt nhìn đến vĩnh hằng cảnh cường giả hắn cảm giác hắn tha thiết ước mơ vĩnh hằng cảnh cách hắn càng gần trần vạn cổ lời nói đạt được ở đây tất cả cường giả tán đồng đều là tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu vĩnh hằng cảnh cường giả xác thực cường đại đến đáng sợ thậm chí để bọn hắn có loại không sinh ra phản kháng ý nghĩ đến không chút nào khoa trương một tôn vĩnh hằng cảnh cường giả liên có thể trực tiếp đem bọn hắn ở đây tất cả cường giả tan sát hầu như không còn vĩnh hàng cảnh chính là cường hoành như vậy không vào vĩnh hằng trung vi sâu kiến đạt tới cổ đế đỉnh phong về sau bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được nhỏ bé như ở trước mắt nhỏ yếu cảm giác đây là một loại hồng câu chênh lệch căn bản khó mà vượt qua muốn nói có thể vượt qua loại này hồng câu tại thấp hơn cảnh giới địch nổi vĩnh hàng cảnh bọn hắn có thể nghĩ tới đối tượng cũng chỉ có mang theo hai vị này để bọn hắn không ngừng hâm mộ vĩnh hằng cảnh cường giả trở lại chư thiên vạn giới chương trần kỳ sâm cùng mặt phục nghe được trần vạn cổ lời nói đều là cười một tiếng đạo hữu tu vi của ngươi không phải cũng sắp đột phá sao dựa theo cái này vĩnh hằng chân giới vĩnh hằng chi lực độ tinh thuần cùng mức độ đậm đặc nghĩ đến không ra bảy ngày đạo hữu ngươi liền có thể đột phá kỳ sâm nói xong lại đem ánh mắt nhìn về phía chu dịch cùng tổ long các cường giả các ngươi đột phá thời gian cho dù là so vị đạo hữu này trễ một chút, cũng nhiều nhất không ra một tháng, các ngươi đều có thể đột phá vĩnh hằng cảnh. Khi đó các ngươi chư thiên vạn giới, liền có thể đi chinh chiến hồng mông. Nói đến đây, kỳ xâm liếc nhìn một chút bốn phía tất cả cường giả, hai tay nâng lên, cất cao giọng nói. Tại cái này vĩnh hằng chân giới bên dưới, ở đây tất cả đạo hữu đều có thể thực hiện đột phá, đạt tới vĩnh hằng cảnh. Bất quá ta hay là muốn xin khuyên một chút các vị, tận khả năng để sáng tạo thế giới diện tích lớn hơn một chút. Như thế các ngươi đột phá vĩnh hằng cảnh sau này thực lực, đối với thực lực tăng vọt sẽ có trợ giúp rất lớn. Trần Vạn Cổ chờ ở trận tất cả cường giả nghe được kỳ sâm thanh âm đàm thoại, thân sắc đều là ngưng tụ. Bọn hắn đều có thể đột phá vĩnh hằng cảnh. Điểm này bọn hắn cũng không hoài nghi, thậm chí là tin tưởng không nghi ngờ. Vĩnh hằng chân giới huyền diệu khí tức quá mức huyền diệu, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, là bọn hắn không thể nào hiểu được tồn tại tại loại này tràn đầy huyền diệu khí tức hoàn cảnh tu luyện bên dưới bọn hắn nếu là còn không thể đột phá chính là bọn hắn quá phế đi cho dù là trước đó bản nguyên tổn hao nhiều coi là không có khả năng lại để thăng tu vi thiên cơ lão nhân lúc này bản nguyên cũng đã khôi phục không chỉ là bản nguyên khôi phục một thân tu vi khoảng cách vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh cũng không có bao xa đối với mình có thể đột phá vĩnh hằng cảnh ở đây các cường giả rất có nắm chắc niềm tin này cơ hồ là mười thành Thế nhưng là để thế giới diện tích trở nên càng lớn, đột phá tu vi thời điểm thực lực liền sẽ tăng vọt đến càng nhiều điểm này, bọn hắn lại là không biết rõ tình hình. Không nghĩ tới, đột phá vĩnh hằng cảnh còn có như thế một chỗ ngoặt cong quấn ở bên trong. Nếu là bọn hắn không biết thế giới đạt tới thấp nhất diện tích giới hạn thời điểm liền đi lựa chọn đột phá, vậy liền quá mức không xong. Bọn hắn đột phá vĩnh hằng cảnh thời điểm sợ rằng sẽ đắc chí, cho là mình rốt cục đột phá vĩnh hằng cảnh. Có thể chỉ cần biết rằng chân tướng cũng tất nhiên sẽ đấm ngực rậm chân. Đông đảo cường giả nghĩ tới đây, nhịn không được một trận may mắn. Bọn hắn đột phá cũng không cần bao nhiêu thời gian, may mắn mà có kỳ sâm, để bọn hắn không có mù quáng đi đột phá. Tiếp theo một cái chớp mắt, đông đảo cường giả tâm hữu linh tê bình thường, đối với kỳ sâm cảm tạ chắp tay. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, chúng ta vô cùng cảm kích. Kỳ sâm không thèm để ý khoát tay áo. Loại chuyện này liền không cần cảm tạ, các ngươi là chương trần tiểu hữu bằng hữu, tự nhiên cũng là ta kỷ sâm bằng hữu. Đằng sau tiêu diệt thánh di tộc chúng ta còn muốn kể vai chiến đấu đâu. Đông đảo cường giả nghe vậy, đều là lộ ra nụ cười hiền hòa. Vị này đến từ hồng mông vĩnh hằng cảnh cường giả, nhìn hung hãn, kỳ thực rất hữu hảo thôi. Mặt phục cũng là trên mặt dáng tươi cười, bất quá tính cách cho phép, hắn cũng không có cùng kỷ sâm một dạng đi cùng đông đảo cường giả rút ngắn quan hệ. Trương Trần nghe được kỷ sâm lời nói, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Xem ra lần trước hắn còn đánh bậy đánh bạ, lấy chính xác phương thức đột phá vĩnh hằng cảnh. Hắn tại cổ đế đỉnh phong thời điểm, sáng tạo hồng mông giới diện tích lớn nhất là 10.000 cái u châu. Đột phá vĩnh hằng cảnh lúc, tại cảnh giới cùng huyền diệu chi lực tiến lên bên dưới, hồng mông giới diện tích lật ra gấp 3 không chỉ. Hiện nay chứng đạo cảnh tam trọng tu vi, hồng mông giới diện tích càng là đạt đến 40.000 cái u châu tổng diện tích chi cùng. Trương Trần cũng không khỏi có chút hoài nghi. Hiện tại hồng mông giới diện tích có phải hay không đã có chư thiên vạn giới tất cả đại thiên thế giới cộng lại lớn hắn hay là chứng đạo cảnh tam trọng, nếu là đạt tới chứng đạo cảnh đỉnh phong, hồng mông dưới cái kia lại nên cỡ nào khổng lồ diện tích. Thật đúng là có chút chờ mong à. Lúc này, Trương Sở Cuồng đi vào Trương Trần phụ cận, hỏi thăm lên tiếng. Bụi tiểu tử, ngươi còn có cái gì cần lời nhắn nhủ sự tình sao? Nếu như không có, chúng ta bây giờ có hay không có thể xuất phát tiến về tiêu diệt thánh di tộc. Chờ đợi một ngày này, hắn đã đợi đã lâu. Lời còn chưa dứt, tại Trương Sở Cuồng trên ngón tay trong chiếc nhẫn, một bóng người từ bên trong bay ra. Thân ảnh này chủ nhân không phải người khác, chính là Trương Sở Cuồng lão sư, Thái thượng một. Trương Trần nhìn thấy Thái thượng một, vội vàng chắp tay. Gặp qua Thái thượng một tiền bối. Nói đến lúc trước biết được chư thiên vạn giới bí mật, hay là từ Thái thượng một ngụ bên trong biết được. Lúc này Thái thượng một, thân thể đã giống như thực thể, quanh thân khí tức cũng đạt tới đỉnh phong cấp độ, siêu việt bình thường cổ đế đỉnh phong. Xem ra tại Vĩnh Hằng chân giới những thời giờ này bên trong, Thái thượng vừa đã triệt để khôi phục. Không chỉ là khôi phục, còn làm được tiến thêm một bước. Thái thượng một con mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Trương Trần, từng chữ nói ra hỏi thăm lên tiếng. Trương Trần, chúng ta coi là thật có thể phản công thánh di tộc. Trương Trần khẳng định nhẹ gật đầu. Chúng ta chưa thiên vạn giới, có thể phản công, chúng ta bây giờ đã có đủ thực lực. Lần này đi, chính là vì diệt tộc mà đi. Triệt để thanh trừ ta chư thiên vạn giới tai họa ngầm thánh di tộc phía sau chỗ dựa thánh tộc ta cũng tìm được biện pháp ứng đối không cần phải lo lắng bọn hắn lần này chúng ta một mực hủy diệt thánh di tộc thái thượng vừa nghe nói thân thể không cầm được run rẩy vui đến phát khóc nói tốt tốt sư tôn ngài nhìn thấy không ta chư thiên vạn giới sắp nên đón chân chính thắng lợi lúc trước các ngươi không thể hoàn thành sự tình chúng ta cũng nhanh phải hoàn thành bốn phía cường giả nhìn xem thái thượng một bộ dáng này không có chế diễu đều là yên lặng cúi đầu xuống chỉ có trải qua trận chiến kia mới biết được lúc trước trận chiến kia đến cùng đến cỡ nào thảm liệt cường đại như cổ đế đỉnh phong cũng là vẫn lạc như mưa thái thượng một thân là đời thứ hai hồng mông bất diệt thể đệ tử hiện tại biết được chính mình sư tôn một mực theo đuổi sự tình liền muốn hoàn thành vui đến phát khóc cũng không phải là chuyện mất mặt gì không phải cường giả không gào khóc chỉ là không tới lúc thương tâm thôi trương trần thâm hít một hơi đối với ở đây cường giả trầm giọng nói lần này tiến đến hủy diệt thánh di tộc ta đề nghị chỉ làm cho chúng ta ở đây những này cổ đế đỉnh phong cường giả tiến về. Về phần cường giả khác, cũng không cần phải để bọn hắn tiến đến, tăng thêm thương vong đối với chư thiên vạn giới tới nói, không phải chuyện tốt lành gì. Trần vạn cổ các cường giả tán đồng nhẹ gật đầu. Cũng tốt, chỉ chúng ta những lão gia hỏa này đi thôi, những tiểu tử kia, để bọn hắn an tâm tu luyện là được. Trương Trần nghe vậy có chút giờ khóc giờ cười. Các ngươi là lão gia hỏa, ta cũng không phải. Có chút trầm ngâm, Trương Trần nói khẽ cái kia các vị chuẩn bị một phen, ta đi gặp người nhà, đằng sau chúng ta liền khởi hành tiến về tiêu diệt thánh di tộc. Đi tiêu diệt thánh di tộc trước đó, Trương Trần muốn đem vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù cho Trương Lan bọn hắn sử dụng. Đợi đến thời điểm giải quyết thánh di tộc, bọn hắn liền có thể đi hồng mông bên trong tiến hành mới tu luyện hành trình. Trần Vạn Cổ các cường giả cũng không có giữ lại Trương Trần, mà là tại trên bình nguyên bắt đầu điều tức chính mình trạng thái. Bọn hắn cần để cho trạng thái của mình đạt tới đỉnh phong nhất, như vậy tiến đến tiêu diệt thánh di tộc mới có thể vạn vô nhất thất. Lần này tiến đến thánh di tộc hang ổ, bọn hắn chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Bọn hắn cần giải quyết chư thiên vạn giới cùng thánh di tộc cái này năm tháng dài đằng đẵng hết thảy ân oán gút mắc. Thánh di tộc lại bởi vì những ân oán này gút mắc, bỏ ra diệt tộc đại giới. Trương Trần cũng không có để kỳ xâm cùng mạt phục mấy người đi theo chính mình cùng nhau tiến đến. Vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù sự tình, Trương Trần hiện giai đoạn còn không muốn để cho quá nhiều người biết được, những người này bao quát võ lệ cùng kỷ sâm bọn hắn. Đợi đến về sau lần nữa đánh dấu ra vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù thời điểm, lại nói cho võ lệ bọn hắn cũng không muộn. Hiện tại Trương Trần cũng không có dư thừa vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù, để võ lệ bọn người biết lại được không đến, ngược lại sẽ sinh ra dị tâm. 10 cái vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù nhìn nhiều, có thể đem bọn chúng phân cho Trương Sơn Hà các loại hoang cổ trương gia cường giả, cũng bất quá dư xài thôi. Sau một lát, một tòa cung điện trước đó, Trương Trần thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Đánh giá một chút cung điện, Trương Trần nhịn không được nhíu mày. Khá lắm, hiện tại cũng đã bắt đầu tại vĩnh hằng chân giới bên trong xây nhà rồi sao? Cái này khiến Trương Trần không khỏi nghĩ tượng về sau. Bọn hắn cái này vĩnh hằng chân giới, trong tương lai có phải hay không cũng sẽ biến thành giống thánh mạch phủ như vậy cảnh tượng, triệt để biến thành chư thiên vạn giới cường giả chỗ ở. Nghĩ đến khả năng này, Trương Trần liền không nhịn được lắc đầu. Cái này không thể được, Nơi này không phải bọn hắn, bọn hắn đối với cái này Vĩnh Hằng Chân Giới tới nói, chỉ là một đám nửa đường tiến đến khách qua đường. Từ đầu đến cuối, Vĩnh Hằng Chân Giới chủ nhân chân chính đều là trong này dân bản địa. Chư thiên vạn giới cường giả tới đây tu luyện có thể, lại là không thể đem thế giới này chiếm thành của mình, để những cái kia bọn hắn nhìn nhỏ yếu dân bản địa mà mất đi gia viên của mình. Lực lượng, xưa nay không là dùng đến khi phụ nhỏ yếu. Chỉ có kẻ yếu mới có thể lựa chọn đi khi dễ càng người yếu hơn đến thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Cường giả sẽ chỉ vung đao hướng người mạnh hơn. Trương Trần âm thầm hạ quyết tâm. Về sau nhất định phải thật tốt nói một câu chuyện này, tại vĩnh hằng chân giới không có khả năng quá mức bá đạo. Lúc này, một thanh âm quen thuộc từ cung điện chỗ cửa lớn vang lên. Trần Nhi, ngươi trở về. Thanh âm ôn nhuận mà bình thản, tựa như làm nhảm việc nhà bình thường. Nghe được thanh âm này, Trương Trần khóe miệng nhịn không được dơ lên. Phụ thân, ta trở về, đứng tại chỗ cửa lớn không phải người khác, đúng là hắn phụ thân trương lan. một đoạn thời gian không thấy, trương lan tu vi đã đạt đến luân hồi giai đoạn cổ đế, lại vượt qua võ lệ cùng ninh hồng nhan. trương lan mở ra cung điện cửa lớn, đối với trương trần vẫy vẫy tay, vào đi. mẫu thân người bọn hắn đều ở bên trong chờ người. vừa mới trương trần đưa tin cho bọn hắn, để bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, nói là có cái gì muốn giao cho bọn hắn. cái này khiến trương lan không khỏi hiếu kỳ trần nhi vừa mới trở về liền muốn cho bọn hắn đồ vật vật này là cái gì trương trần khẽ gật đầu thân thể khẽ động đi vào trong cung điện trương lan thấy thế có chút thu liễm suy nghĩ cũng theo đó tiến vào cung điện oanh cửa điện quan hệ ngăn cách ngoại giới hết thảy cảm giác trương trần mới vừa tiến vào đại điện liền thấy đông đảo khuôn mặt quen thuộc đại tổ trương sơn hà nhị tổ trương trường thanh tam tổ trương tử lăng tứ tổ trương thành không ngũ tổ trương thành đạo còn có thiên huyễn đại bá trương nghị mẫu thân Trần Chỉ Nhu, đệ tử Trương Nhược Trần, cùng Trương Nhược Trần phụ thân, Trương Tể Thánh. Vĩnh hằng chân giới hoang cổ Trương gia tất cả mọi người, lúc này toàn bộ đều hội tụ tại trong cung điện này. Trương Trần thâm hít một hơi, đối với đám người cung kính chắp tay. Trương Trần gặp qua các vị lão tổ. Lời còn chưa dứt, Trương Tử Lăng liền vẻ mặt tươi cười đi vào Trương Trần trước mặt, vỗ vỗ Trương Trần bả vai. Trần Nhi không cần như vậy cấp bậc lễ nghĩa, ngươi bây giờ là ta hoang cổ Trương gia, Bắc Minh đạo vực, thậm chí cả toàn bộ Chư Thiên Vạn Giới kiêu ngạo. Những lễ nghi này đối với ngươi mà nói, đúng là không cần thiết, bất quá Trần Nhi, ngươi lần này gọi chúng ta tập hợp một chỗ, là có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu sao? Nói xong, Trương Tử Lăng mặt lộ vẻ tò mò nhìn chăm chú lên Trương Trần. Không chỉ là Trương Tử Lăng như vậy, Trương Sơn Hà, Trương Trường Thanh, Trương Thành Không, Trương Thành Đạo cùng Thiên Huyễn, Trương Nghị, Trần Chỉ Nhu đều là như vậy. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên, Trương Trần lần này vừa mới trở về Chư Thiên Vạn Giới Chuyện lớn không đi làm, tới tìm hắn bọn họ làm gì? Trương Nhược Trần càng là lôi kéo Trương Tề Thánh đi tới Trương Trần bên cạnh, chờ đợi Trương Trần trả lời chắc chắn. Trương Lan cũng từ Trương Trần phía sau đi vào trước người, trên mặt cũng là mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn biết được nhiều một chút, biết là muốn cho bọn hắn thứ gì. Bất quá thứ gì, đến mức như vậy huy động nhân lực à? Trương Trần nghe vậy, cũng không có trả lời ngay, mà là đối với Trương Tử Lăng bọn người hỏi thăm một tiếng. Các ngươi còn nhớ đến lúc trước ta cho các ngươi cái kia thiên đế cảnh giới tăng lên phù à? Lời này vừa nói ra tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Dù là Trương Tề Thánh cùng Trương Nhược Trần khi đó cũng không hiểu rõ tình hình, thế nhưng là phía sau bọn hắn cũng hiểu biết thiên đế cảnh giới phù sự tình. Biết được vì cái gì các vị lão tổ tu vi có thể như vậy nhanh chóng đột phá đến thiên đế cảnh giới. Trương Lan cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Bây giờ nói chuyện này, chẳng lẽ lại Trương Trần lại đạt được cảnh giới mới tăng lên phù? Rất có thể chỉ bất quá đám bọn hắn hầu như đều đạt đến cổ đế cảnh giới. Cổ đế cảnh giới cảnh giới tăng lên phù đối với bọn hắn tới nói, cũng không có chỗ ích lợi gì. Trừ phi, là vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù. Nghĩ tới đây, Trương Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn chăm chú lên Trương Trần. Phát giác được Trương Lan thần sắc, Trương Sơn Hà mấy người cũng là hình như có cảm giác, nghĩ đến điểm mấu chốt. Không ngoài dự liệu, tất cả mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú lên Trương Trần. Vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù, thật có loại đồ vật kia sao? Cảm nhận được Trương Lan mấy người vẻ khiếp sợ, Trương Trần cười nhạt một tiếng. Xem ra phụ thân, mẫu thân còn có lão tổ các ngươi đã đoán được. Không sai, ta lần này gọi các ngươi tụ tập cùng một chỗ, chính là vì cho các ngươi vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ. Thoại âm buông xuống, Trương Lan bọn người trong mắt vẻ khiếp sợ vẫn như cũ, trên mặt còn không thể ức chế lộ ra một vòng quả là thế biểu lộ. Thật đúng là vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ. Thế gian này vậy mà có được như vậy nghịch thiên bảo vật tồn tại. Vĩnh hằng cảnh à. Đây chính là vĩnh hằng cảnh. Toàn bộ chư thiên vạn giới năm tháng dài đằng đẵng đến nay, cho tới bây giờ đều không có sinh linh đạt tới qua cảnh giới. Chỉ có Trương Trần lần này đi hồng mông, đột phá vĩnh hằng cảnh trở về. Hiện tại Trương Trần nói cho bọn hắn, hắn có được có thể trợ giúp người khác tăng lên tới vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ. Loại chuyện này dù là trước kia trải qua, cũng vẫn là để bọn hắn cảm thấy không thể tin. Dù sao lần trước cảnh giới tăng lên phù chỉ là thiên đế cảnh giới, cùng lần này vĩnh hằng cảnh căn bản chính là hai cái tính chất. Trương Lan thâm hít một hơi, xác nhận một tiếng. Trần Nhi, thật là vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù. Trương Sơn Hà mấy người cũng nhao nhao tập trung ý chí, mặt lộ tìm kiếm chi sắc nhìn về phía Trương Trần. Bọn hắn cũng còn muốn xác nhận một chút, vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù đến cùng phải hay không thật. Trương Trần thâm hít một hơi, khẳng định gật đầu. Vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù là thật, thiên chân vạn xác sự tình chỉ bất quá bây giờ còn có một vấn đề cần phải đi giải quyết trương tử lăng nhíu mày vấn đề gì trần nhi ngươi cứ nói đừng ngại trương trần nhìn mọi người một cái thân sắc trở nên có chút bất đắc dĩ phụ thân mẫu thân đại bá còn có thiên huyễn tỷ tỷ các ngươi là bốn người đại tổ nhị tổ tam tổ tứ tổ ngũ tổ tăng thêm các ngươi chính là chín người còn có nhược trần cùng trương tề thánh Toàn bộ người cộng lại chính là 11 người. Nhưng là bây giờ vấn đề là ta Vĩnh Hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù chỉ có 10 cái, 11 người phân 10 cái, bất kể thế nào phân đều sẽ có một người không thể thu được đến Vĩnh Hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù. 11 người, 10 cái Vĩnh Hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù, xác thực phân không rõ lắm. Trương Lan mấy người liếc nhau, lông mày đều là hơi nhíu lên. Vĩnh Hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù không thể so với mặt khác, lần này cho dù là Trương Lan đều có chút không nỡ thiên đế cảnh giới tăng lên phù hắn có thể có phách lực đi bỏ, đi tặng cho những người khác. Thế nhưng là vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù, hắn không muốn từ bỏ. Trần Chỉ Nhu hòa Thiên Huyễn hai người liếc nhau, chân mày nhíu chặt hơn. Trương Nghị thở dài một tiếng, nhịn không được lắc đầu. Thiên phú của hắn chính hắn rõ ràng, dựa vào chính mình đi tu luyện, căn bản không có khả năng đạt tới vĩnh hằng cảnh. Vĩnh hằng cảnh. Trương Sơn Hà, Trương Trường Thanh, Trương Tử Lăng, Trương Thành không cùng Trương Thành Đạo thần sắc rãy ruộng theo lý mà nói bọn hắn thân là lão tổ hẳn là đem cơ hội lưu cho mặt khác hậu bối con cháu thế nhưng là đây là vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù ả à. vĩnh hằng cảnh đến cùng là cái gì phong cảnh bọn hắn cũng muốn đi xem nhìn trương nhược trần do dự một chút liền muốn giơ bàn tay lên hắn là thập đại tạo hóa thể xếp hạng thứ ba huyền hoàng bất diệt thể hiện tại lại có vĩnh hằng chân giới tương trợ dựa vào tự mình tu luyện về sau hẳn là cũng có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh chỉ bất quá cần một chút thời gian hắn là thích hợp nhất từ bỏ cơ hội người kia. Thế nhưng là đúng lúc này, một cái đại thủ đem Trương Nhược Trần bàn tay đè xuống. Trương Nhược Trần có chút mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía đại thủ chủ nhân. Chỉ thấy Trương Tề Thánh trên mặt sáng tươi cười, đối với hắn lắc đầu. Lắc đầu? Đây là ý gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh âm như đinh chém sắt ở trong đại điện vang lên. Thần tử điện hạ, ta từ bỏ vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù, như vậy, liền đầy đủ phân. Ta nhược Trần có thể đột phá vĩnh hằng cảnh, ta liền đủ hài lòng." Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng cùng một cái phương hướng. Trương Tề Thánh vị trí. Vừa mới thanh âm đàm thoại, chính là Trương Tề Thánh nói ra được. Trương Trần nghe vậy, ánh mắt cũng nhìn về phía Trương Tề Thánh. Trương Tề Thánh trên khuôn mặt, hoàn toàn không có bởi vì từ bỏ vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù cảm giác mất mát. Tương phản, Trương Tề Thánh còn cười tươi như hoa, giống như gặp cái gì đại hỷ sự bình thường. Trương Tề Thánh Ngươi thật nguyện ý từ bỏ vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù sao. Trương Tề Thánh là đệ tử của hắn Trương Nhược Trần phụ thân, cũng là Trương Nhược Trần muốn bảo vệ tồn tại. Từ bỏ vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù, Trương Tề Thánh hẳn phải biết ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa từ bỏ một bước lên trời, siêu việt tất cả hỗn độn sinh linh, tiến về hồng mông cơ hội. Trương Nhược Trần còn muốn nói chuyện, bất quá Trương Tề Thánh lại lần nữa đối với Trương Nhược Trần lắc đầu. Trương Tề Thánh tiến lên một bước, đối với Trương Trần cung kính chắp tay. Thân tử điện hạ ta nguyện ý từ bỏ vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù. Ta duy nhất muốn, chính là thần tử điện hạ xin ngươi là Nhược Trần sử dụng một tấm vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù. Nhược Trần đột phá vĩnh hằng cảnh, thì tương đương với ta cũng đột phá vĩnh hằng cảnh. Trương Trần nghe vậy, trầm mặc một cái chớp mắt sau, khẽ gật đầu. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, yên tâm, 10 cái vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù, tất nhiên sẽ có một tấm là thuộc về Nhược Trần. Nói đến đây, Trương Trần lại lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, Vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù chỉ là tạm thời có được những này, về sau còn sẽ có. Chờ đến lần sau thu hoạch được vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù thời điểm, ta sẽ cho ngươi lưu một tấm. Trương Tề Thánh dáng tươi cười vẫn như cũ, đối với Trương Trần có chút chắp tay. Vậy liền sớm cảm ơn thần tử điện hạ rồi. Lúc này, Trương Lan đi vào Trương Tề Thánh trước mặt, vỗ vỗ Trương Tề Thánh bả vai. Quyết định của ngươi ta có thể lý giải, làm phụ thân, đều muốn cho mình hài tử tốt nhất. Yên tâm, Trần Nhi về sau nhất định sẽ lại lần nữa thu hoạch được vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ. Khi đó ngươi liền có thể cùng Nhược Trần một dạng, đột phá vĩnh hằng cảnh. Trương Tề Thánh nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại trưởng lão, ngươi không cần an ủi ta, ta không sao ta lúc đầu vốn là sắp gặp tử vong, là thần tử điện hạ đã cứu ta. Nếu như không phải thần tử điện hạ, ta cũng sớm đã thân tử đạo tiêu. Hú chi ngươi cũng đã nói, thân là phụ thân, đều hy vọng con của mình tốt chính ta từ bỏ, thành toàn nhược trần, chính là không thể bình thường hơn được. Trương Lan nghe vậy không nói thêm gì nữa. Trương Tề Thánh có thể thấy lái như vậy, đó chính là không sao. Trương Nhược Trần cúi đầu, một mặt ảo não. Nếu là hắn vừa mới có thể cự tuyệt phụ thân liền tốt, sư tôn nói thiên phú của hắn rất mạnh, nghĩ đến dựa vào chính hắn cũng là có thể đột phá vĩnh hằng cảnh, nhưng hắn lúc trước theo bản năng giống như trước đây, đối với Trương Tề Thánh lựa chọn thuận theo. Bây giờ đã thành kết cục đã định, nói cái gì đều đã đã chậm. Trương Trần Thâm sau khi hít một hơi, liếc nhìn một chút đám người sau, trầm giọng nói. Hiện tại vấn đề đã được đến giải quyết, sau đó liền bắt đầu đi. Trừ Trương Tề Thánh bên ngoài, người còn lại toàn bộ khoanh chân ngồi xuống, ta cho các ngươi gia trì vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ. Thoại âm buông xuống, tất cả mọi người thần sắc đều là ngưng tụ, trực tiếp tại chỗ khoanh chân tọa hạ. Trương Tề Thánh đối với Trương Nhược Trần lộ ra cổ vũ thần sắc sau, chậm rãi lui sang một bên, đem vị trí nhường lại. Trương Nhược Trần từ Trương Tề Thánh trên thân thu hồi ánh mắt, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn không có khả năng cô phụ phụ thân hy vọng. Sử dụng vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù đột phá vĩnh hằng cảnh, sau đó lại vì phụ thân tìm kiếm mặt khác đột phá chi pháp. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người coi là Trương Trần nói tới lần sau thu hoạch được vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù đều là an ủi người ngữ. Vĩnh hằng cảnh cảnh giới nhắc nhở phù không thể so với những vật khác, liền xem như một mực yêu nghiệt vô song Trương Trần, cũng chỉ có thể thu hoạch được cái này 10 cái đi. Không phải vậy vì cái gì, lần này Trương Trần đối mặt bọn hắn 11 người, chỉ lấy ra 10 cái vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ. Đợi đến tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống, Trương Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ tùy thân trong tiểu thế giới triệu hồi ra vĩnh hàng cảnh cảnh giới tăng lên phủ. Cuối cùng nhìn thoáng qua lơ lửng trước người vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ, Trương Trần không có bất kỳ cái gì lưu luyến vung tay lên một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mười cái vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù tinh chuẩn rơi vào Trương Lan đám người trên trán. Vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù chính là dùng để trợ giúp người thân cận tăng lên. Tác dụng của nó đã là như thế, tiêu hao hết cũng liền tiêu hao hết, không có gì tốt đi ở đọc. Lá bùa vừa mới tiếp xúc làn da, liền hóa thành một cỗ kim quang biến mất tại Trương Lan đám người trên trán. Trương Trần ấn quyết trong tay huy động, triệt để kích phát vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù uy năng. Chỉ một thoáng, Trương Lan đám người tu vi khí tức bắt đầu mãnh liệt bắt đầu tăng trưởng đình chỉ động tác trong tay trương trần nhìn thoáng qua đang tu luyện trương lan bọn người sau chậm rãi đi vào trương tề thánh bên cạnh đứng vững làm phụ thân ngươi là hợp cách nhiều trần có thể có được như ngươi loại này phụ thân ta cho hắn cảm thấy may mắn lúc trước ta đối với ngươi lời đã nói ra cũng không phải là an ủi ngươi mà là thật lần sau ta trở về tất nhiên sẽ cho ngươi một tấm vĩnh hàng cảnh cảnh giới tăng lên phù ta trương trần từ trước tới giờ không thất tín với người trương tề thánh nghe được trương trần lời nói thần xác nhị không được khẽ giật mình thần tử điện hạ vừa mới nói những cái kia đều là thật hắn còn có cơ hội thu hoạch được vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù tại tương lai đột phá đến toàn bộ chư thiên vạn giới vô số sinh linh vô số tuế nguyệt đều không thể đạt tới cảnh giới vĩnh hằng cảnh nói thật từ bỏ vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù loại này quý giá tăng lên cơ hội muốn nói không thất lạc cùng đau lòng là không thể nào hắn cũng là người một cái sống sờ sờ muốn mạnh lên người Hiện tại Trương Tề Thánh bề ngoài nhìn tiêu sái, kỳ thực nội tâm vẫn luôn tại cười khổ. Hắn rất đau lòng, rất mất mát. Bất quá hắn cũng rõ ràng, nếu là bởi vì hắn để Trương Nhược Trần không thể thu được đến Vĩnh Hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù, hắn sẽ càng đau lòng hơn, càng thất lạc. Cho nên, hắn lúc này mới quyết định từ bỏ Vĩnh Hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù. Nhưng là bây giờ, sự tình giống như có đảo ngược. Lúc đầu tại hắn cho là lúc trước Trương Trần nói về sau thu được Vĩnh Hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù lại cho hắn một tấm loại lời này chỉ là vì an ủi hắn để hắn không cần sinh ra quá lớn cảm giác mất mát hiện tại trương trần lần nữa đưa ra chuyện này liền không giống như là an ủi lấy hắn đối với trương trần hiểu rõ chỉ cần nói qua hai lần sự tình vậy liền tất nhiên không thể giả chính như trương trần chính mình nói như vậy hắn từ trước tới giờ không thất tín với người trương trần lúc trước lời nói là thật thân tử điện hạ đến cùng có được cái gì kinh thiên thủ đoạn Vĩnh Hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù có thể duy nhất một lần đạt được 10 cái liền đầy đủ nghịch thiên, về sau lại còn có thể thu được. Trương Tề Thánh thần sắc khiếp sợ nhìn chăm chú lên Trương Trần, liền muốn lối ra hỏi thăm. Thế nhưng là lúc này, Trương Trần đối với Trương Tề Thánh khẽ lắc đầu. Những chuyện khác ngươi không cần biết quá nhiều, ngươi chỉ cần thật tốt tại Vĩnh Hằng chân giới tu luyện, vậy liền đầy đủ. Như Trần về sau, còn được ngươi làm bạn mới được. Trương Tề Thánh nghe vậy, cố nén nội tâm nghi hoặc, yên lặng gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Nhưu Trần còn cần hắn cái này làm phụ thân làm bạn. Trương Trần duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn thoáng qua Trương Lan bọn người sau, đối với Trương Tể thánh nhất miệng cười một tiếng. Đến lúc đó đợi đến phụ thân bọn hắn thức tỉnh, ngươi nói cho bọn hắn một tiếng, ta cùng Chư Thiên vạn giới cường giả đi hủy diệt thánh di tộc. Còn xin bọn hắn không cần lo lắng quá mức, tiếp qua không lâu, Chư Thiên vạn giới liền triệt để yên tĩnh. Lời còn chưa dứt, Trương Trần thân ảnh liền biến mất tại trong đại điện. Trương Trần nhưng không có quên chư thiên vạn giới các cường giả còn tại trên vùng bình nguyên chờ lấy hắn chờ lấy hắn cùng nhau đi tới thánh di tộc hang ổ diệt tộc thánh di tộc bị diệt tộc như vậy chư thiên vạn giới cùng thánh di tộc hết thảy ân oán đều sẽ tiêu tán trước kia bởi vì thánh di tộc vẫn lạc những cường giả kia cũng có thể được chân chính nghỉ ngơi trong đại điện trương tề thánh nghe được vang lên bên tai thanh âm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại vừa mới những lời này là có ý gì thánh di tộc Thần tử điện hạ muốn cùng Chư Thiên Vạn Giới các cường giả tiến đến hủy diệt Thánh Di tộc. Bọn hắn Chư Thiên Vạn Giới đã có được hủy diệt Thánh Di tộc thực lực à? Sự nghi ngờ này vừa mới sinh ra Trương Tề Thánh liền nghĩ đến Trương Trần, không tự chủ, nội tâm trở nên bình tĩnh trở lại. Có thần con điện hạ ở đây, như vậy thì không có vấn đề gì. Hy vọng thần tử điện hạ cùng Chư Thiên Vạn Giới các cường giả hết thảy thuận lợi. Đây là một trận đại chiến, một trận quyết định Chư Thiên Vạn Giới tương lai đi hướng đại chiến là thay đổi trước đó bị thánh di tộc quấy nhiễu thời gian hay là tiếp tục qua trước kia loại kia sinh hoạt liên nhìn trận chiến này kết quả như thế nào trên bình nguyên chương trần thân ảnh đi mà quay lại đứng ở trên vòm trời chương trần đối với phía dưới các cường giả bật cười lớn các vị chúng ta xuất phát thoại âm buông xuống thanh âm chuyển khắp toàn bộ bình nguyên trên bình nguyên ngồi xếp bằng điều tức chính mình trạng thái các cường giả nghe được vang lên bên tai thanh âm cùng nhau mở hai mắt ra tiếp theo một cái chớp mắt tất cả cường giả đều không có do dự trực tiếp đứng dậy hướng trên bầu trời bay đi lần này đi diệt thánh di tộc bộ tộc bọn hắn chư thiên vạn giới muốn phản kích đông đảo cường giả tại chương trần dẫn đầu xuống xuyên qua tựa như vô tận cao thiên khung rời đi vĩnh hằng chân giới rời đi vĩnh hằng chân giới đằng sau không có chút gì do dự trực tiếp hướng giữ lại trận pháp truyền tống mà đi chỉ có cưỡi thánh di tộc trận pháp truyền tống bọn hắn mới có thể đến thánh di tộc hang ổ đi hủy diệt bọn chúng. Đây cũng là Trương Trần cố ý lưu lại vài tòa trận pháp truyền tống căn bản tính nguyên nhân. Khoảng cách vĩnh hằng chân giới chỗ thu thủy châu người gần nhất trận pháp truyền tống, ở vào mấy trăm cái châu lục bên ngoài một chỗ vô sinh linh tụ tập trong bãi sa mạc. Không phải Trương Trần không muốn giữ lại gần một chút trận pháp truyền tống, thật sự là thu thủy châu phụ cận trận pháp truyền tống trước kia thời điểm bị Trương Trần hủy diệt qua một lần. Cho tới bây giờ, những cái kia tái sinh chi lực còn không có đem xào huyệt cùng trận pháp truyền tống phục hồi như cũ tới trên bãi sa mạc trận pháp truyền tống đã là hiện giai đoạn gần nhất trận pháp truyền tống mấy trăm cái châu lục đối với bình thường cường giả tới nói là một đoạn vô cùng dài khoảng cách thế nhưng là đối với chương trần loại này vĩnh hằng cảnh tới nói không cần quá nhiều một bước ở giữa liền có thể đến tại trương trần cùng kỳ sâm mà phục dẫn đầu xuống chư thiên vạn giới tất cả cổ đế cường giả tối đỉnh tại một cái chớp mắt bên trong vượt qua khoảng cách vô tận đi tới trận pháp truyền tống phụ cận Thế nhưng là đi vào trận pháp truyền tống phụ cận thời điểm, Trương Trần phát hiện một chút không thích hợp. Tại trận pháp truyền tống bốn phía, không biết khi nào tụ tập đông đảo hình thể to lớn, khí tức cường hoành dị thường thân ảnh to lớn. Thân ảnh to lớn hình thể to lớn, thân thể không biết có bao nhiêu dài ngàn dặm, tựa như mỗi một thân ảnh to lớn đều là một phương đơn độc thế giới. Những thân ảnh này có được cá thân thể, thế nhưng là tại phần lưng của bọn hắn, nhưng lại mọc lên một đôi che trời chi rực. Côn bằng. Lại là côn bằng. Những này thân ảnh khổng lồ, toàn bộ đều là côn bằng. Ngày bình thường khó gặp, thậm chí đều không liên lạc được côn bằng, lại vào lúc này tập thể xuất hiện. Bọn hắn tới đây là vì cái gì? Trương Trần trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Hắn đã từng tìm kiếm qua côn bằng, thế nhưng là không có tìm được, côn bằng tựa như không tồn tại bình thường. Mặc cho hắn tìm kiếm, cũng không tìm tới một đầu côn bằng thân ảnh. Trước mắt một màn này, đúng là để Trương Trần có chút kinh hãi. Đây là Trương Trần lần thứ nhất, lần thứ nhất tận mắt nhìn đến côn bằng, còn sống côn bằng. Không chỉ là chương trần chấn kinh, kinh hãi, ở đây tất cả cường giả đều là như vậy. Bao quát kỳ sâm cùng mặt phục hai vị này đến từ hồng mông vĩnh hằng cảnh cường giả. Kỳ sâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên xa xa côn bằng, trầm giọng nói. Thật là khủng khiếp nhục thân. Bọn hắn nếu là đột phá vĩnh hằng cảnh, như vậy tất nhiên là trong đó người nổi bật tồn tại. Thậm chí cho ta một loại cảm giác, gần hơn chiến vô song chứ danh chân ma tộc tại trước mặt bọn hắn, đều có một ít không đáng chú ý mặt phục rất là tán thành gật đầu những sinh vật này xác thực khủng bố hắn không nghĩ tới cái này trong hỗn độn mặt lại còn tồn tại ở giống như cường đại giống loài nghe được kỳ sâm cảm khái trương trần thâm hít một hơi khóe miệng không tự chủ lộ ra một vòng dáng tươi cười bọn hắn đương nhiên cường đại bởi vì bọn hắn thế nhưng là chúng ta cái này hỗn độn thủ hộ thần à trần vạn cổ bao gồm trời vạn giới cường giả nghe vậy cũng không có lựa chọn phản bác Hỗn độn thủ hộ thần xưng hô này cho bất luận chủng tộc nào cũng không quá xứng đôi, chỉ có côn bằng bộ tộc xứng với cái danh xưng này. Trương Trần xoay người, đối với Chư Thiên Vạn Giới các cường giả cười nhạt một tiếng. Chúng ta lần này đội ngũ giống như muốn mở rộng một chút. Ta đi cùng bọn hắn tâm sự, để bọn hắn cùng chúng ta cùng nhau tiến đến. Nói xong, không có chờ đợi Trần Vạn Cổ các cường giả hồi phục, Trương Trần trực tiếp quay người, hướng côn bằng phương hướng mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng giống mịt mờ khó hiểu vang vọng toàn bộ bãi sa mạc. Chỉ thấy Trương Trần nhân loại nhỏ bé thân thể, trong nháy mắt biến hóa thành không biết mấy ngàn dặm dáng dấp thân hình khổng lồ. Cả thân thể, phía sau cắm một đôi che trời chi rực, cùng cách đó không xa những cái kia thân ảnh to lớn giống nhau như đúc. Kỳ Sâm cùng mặt phục thấy thế, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trương Trần không phải nhân tộc sao? Làm sao có thể biến hóa thành cùng những quái vật khổng lồ kia giống nhau như đúc? Không chỉ là bộ dáng, liền ngay cả khí tức thần hồn đều đi theo cải biến. Loại chuyện này, làm sao có thể xuất hiện? Chỉ ít lấy kỳ sâm cùng mặt phục chính bọn hắn nhận biết từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại chuyện này. Khí tức thần hồn, mỗi cái sinh linh đều là độc nhất vô nhị, thế nhưng là Trương Trần bây giờ lại là có được loại thứ hai khí tức thần hồn. Nói cách khác, Trương Trần không hề chỉ là bộ dáng cải biến, mà là hết thảy hết thảy, đều biến thành một chủng tộc khác. Đây mới là nhất làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ địa phương không chỉ là kỳ sâm cùng mặt phục trấn kinh không biết trương trần có thể biến hóa thành côn bằng chư thiên vạn giới các cường giả cũng toàn bộ trấn kinh trương trần là côn bằng lấy côn bằng chi thân đi gặp xa xa những cái kia côn bằng biết được trương trần có thể biến hóa thành côn bằng trần vạn cổ bọn người thấy thế cũng chỉ là cười cười trương trần trước kia một mực tại tìm côn bằng lần này xem như đã được như nguyện không chỉ là tìm được lập tức còn có thể sánh vai chiến đấu không biết chuyện này các cường giả gặp trần vạn cổ đám người thần sắc vội vàng tụ lại cùng một chỗ hỏi thăm về đến bọn hắn rất muốn biết trương trần đến cùng là thế nào làm được bộ giang biến hóa thành côn bằng bọn hắn ở đây mỗi một cái cũng có thể làm đến thế nhưng là khí tức thần hồn trở nên cùng côn bằng một dạng liền không cách nào làm được mà lại bọn hắn biến hóa ra tới côn bằng thân thể cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài không có khả năng có được cùng côn bằng một dạng cường đại nhục thân nơi xa trương trần ngăn chặn chính mình cảm xúc trong đáy lòng đong đưa thân thể cao lớn đi tới đông đảo côn bằng trước mặt đông đảo côn bằng tựa như cũng đang chờ đợi hắn bình thường vừa mới đến liền cùng nhau gầm rú một tiếng từ những ngày trong tiếng hô trương trần nghe được hoan nghênh cùng kích động thật giống như tại hoan nghênh hắn đến bình thường kim lòng không được trương trần cũng là ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng thanh âm vừa buông xuống đông đảo côn bằng hướng hai bên thối lui hiển lộ ra trung ương nhất đầu kia hình thể to lớn nhất côn bằng côn bằng ánh mắt rơi vào trương trần trên thân trong mắt mang theo nồng đậm vui mừng hồng mông thần châu chủ nhân hoan nghênh người đến không không chỉ là hồng mông thần châu còn có huyền hoàng châu ta côn bằng bộ tộc tam đại trí bảo thứ hai nhận ngươi làm chủ nhân có thể thấy được ngươi cùng ta côn bằng bộ tộc duyên phận thâm hậu lần này chúng ta tới như thế đợi không có mục đích khác chính là muốn để cho ngươi mang theo chúng ta báo thủ hai chữ cuối cùng tràn đầy cưu hận chi ý làm cho bốn phía tất cả côn bằng kìm lòng không được hiển lộ chính mình khí tức cường đại. Trương Trần hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ta tới đây, chính là mời chư vị, cùng chúng ta cùng nhau chinh chiến. Tiến đến thánh di tộc hang ổ, hủy diệt thánh di tộc. Lời còn chưa dứt, Trương Trần hình như có nhận thấy cau lại lông mày. Trong lòng bàn tay của hắn, còn có ngay trong thức hải, huyền hoàng châu cùng hồng mông thần châu ngay tại sao động, tựa như chỗ sung yếu thể mà ra. Cái này khiến Trương Trần hơi kinh ngạc, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Có thể làm cho hai người bọn họ đồng thời kích động như vậy, sẽ là bởi vì nguyên nhân gì? Côn Bằng nghe được Trương Trần lời nói, lộ ra ý cảm tạ. Đa tạ ngươi, bằng hữu của chúng ta, để báo đáp lại, ta đem ta Côn Bằng bộ tộc Tam Đại Chí Bảo cuối cùng một kiện, cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Nói xong, từ Côn Bằng thể nội, chậm rãi bay ra một viên màu xám bạc hạt châu. Hạt châu này toàn thân ngân bạch, quấn quanh lấy từng sợi huyền diệu màu xám bạc khí thể, nhìn huyền diệu dị thường. Trương Trần nhìn thấy cái này hạt châu màu trắng bạc trong nháy mắt, liền không nhịn được lên tiếng kinh hô. Đây là hỗn độn chi khí, hỗn độn châu. Trương Trần trong nháy mắt minh bạch vì cái gì tiểu tử cùng huyền hoàng châu sẽ sao động, tình cảm là cảm giác được bạn cũ.